chương 916, anh hùng đi hiểm đạo. Tại thiên nhãn thần thông phía dưới, nồng hậu dày đặc huyết vụ cũng dần dần trở nên rõ ràng, huyết chỉ cùng 8 căn bản cột đá ra hiện tại tiêu phàm trước mắt. Bất quá dưới mắt huyết chỉ cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, cả huyết chỉ đều sôi trào lên, cái kia nồng đậm huyết vụ, chính là theo huyết chỉ ở phía trong trưng vọng lại, ứ ừ kết tại trên huyết chỉ không, đem cái kia một khối nghiêm nghiêm thực thực mà che đậy bắt đầu đứng dậy, thậm chí ngay tiêu phàm ngay từ đầu đều không có lưu ý bên kia tình hình, trên huyết trì không, một cái hơn một xích lớn nhỏ cốt hoàn, như trước chậm rãi chuyển động, huyết trong ao huyết khí cùng âm khí, liên tục không ngừng mà chui vào cốt hoàn bên trong, trắng bạch cốt hoàn thường hiện ra ti ti vết máu, dâng lên từng sợi âm khí, trừ lần đó ra, tiêu phàm cũng là nhìn không ra cái này cốt hoàn có cái gì dị thường. Nhưng nghe thiên minh đạo hiểu, ý trong lời nói, cái này cốt hoàn vậy mà cực kỳ quan trọng hơn, trọng yếu đến cần nhiều như vậy nguyên anh cấp cao thủ dốc sức liều mạng đến bảo vệ hắn tiêu phàm ánh mắt chỉ ở cửu âm hoàn thượng quét qua, lập tức liền chuyển đến màu đen bóng người phía trên. Mặc kệ bảo vật này hãng rất cao minh, đúng là vẫn còn cần phải có người đến điều khiển. Cho nên, vô luận đến lúc nào, điều khiển bảo vật mọi người so bảo vật trọng yếu. Tiêu phàm trong lòng một hồi mãnh liệt nhảy. Cái này màu đen bóng người toàn thân đều giấu ở trong sương mù, chân thật diện mục khán bất chân thiết, nhưng trên người linh lực chấn động, không chút nào tại ba thủ ma lang phía dưới, vậy mà cũng là một gã nguyên anh hậu kỳ đại xây thời gian. Tiêu phàm lập tức nở nụ cười khổ. Từ nơi này huyết điện kết cấu đến xem, đi thông phương đông thông đạo, ngay tại huyết trì sườn đông, tiêu phàm cái gì thậm chí đã ở bên kia mơ hồ thấy được một cái cửa đá, trừ lần đó ra, không. Nửa mặt khác thông đạo, chỗ ngồi này huyết điện tựa như một tòa hùng quan cửa ải hiểm yếu, một mực đem bà ở quẻ tượng bên trong biểu hiện cái kia một đường xa vời sinh cơ, tiêu phàm nếu như không muốn tại đây phong ấn chi địa toi mạng, muốn chạy ra tìm đường sống lời mà nói, nhất định phải tìm tiếp cận cái kia phiến cửa đá, thừa dịp đoàn người đều không chú ý thời điểm. Mở ra cửa đá bỏ trốn mất dạng. Tại đại điện Nguyên Anh cấp cao thủ mí mắt dưới làm loại sự tình này, thành công tỷ lệ rốt cuộc có nhiều hơn. Một phần trăm, một phần ngàn. Audio điện tử võ tấn bền. Có lẽ hay là một phần vạn. Tiêu phàm không biết. Thực tế tại màu đen bóng người kiên trì không chịu rời đi huyết trì tình hình phụ cận phía dưới, tiêu phàm cảm thấy. Thành công tỷ lệ khả năng ngay một phần vạn cũng chưa tới. Dù sao nguyên anh hậu kỳ quỷ tu tại thần niệm chi lực thượng cường đại, vượt qua xa bình thường nguyên anh cấp 2 kỳ tu sĩ có thể so sánh. Tung tính toán đều là hậu kỳ tu sĩ chấn nhạc thần quân cùng ba thủ ma lang. Tại thần niệm chi lực thượng khả năng cũng không bằng quỷ tu cường đại như vậy. Cứ như vậy nghênh ngang mà đi vào huyết phụ, lại từ màu đen bóng người bên người thần không biết quỷ không hay mà sát bên người mà qua tiếp cận cái kia phiến cửa đá tiêu phàm đều có chút ngượng ngùng nhớ lại đúng vậy đây là hắn cùng hoàng đường duy nhất sinh cơ mặc kệ thành công xác suất nhiều nhỏ cũng không quản nguy hiểm có nhiều hơn hắn đều không có lựa chọn nào khác chỉ có thể mạo hiểm tiến lên hơn nữa tiêu phàm vẫn không thể trì hoãn quá lâu thời gian thứ nhất ở chỗ này đợi thời gian càng dài bạo lộ khả năng càng lớn thứ hai hoàng đường ẩn nặc vật, có thể kiên trì chừng nửa canh giờ một khi hoàng đường bạo lộ cũng chẳng khác nào tiêu phàm bại lộ dùng tiêu phàm tính cách tuyệt không khả năng đem hoàng đường bỏ xuống một mình chạy trốn đang tại tiêu phàm dối rắm thời điểm bên tai lại vang lên hoàng đường truyền âm thanh âm hắn giống như không nhúc nhích được tiêu phàm không khỏi khẽ giật mình lúc này mới định ra thần trí lần nữa cẩn thận quan sát trong huyết phụ tình hình chỉ thấy thiên minh tử khoanh chân ngồi ở huyết trì phía tây, tay trái niết quyết, tay phải liên tục không ngừng đem từng đạo pháp quyết đánh vào đến bạch cốt hoàn bên trong. tung tính toán bên ngoài đánh cho long trời lỡ đất, thậm chí ba thủ ma lang cũng đã mở miệng cầu viện. thiên minh tử không chút nào đều không có đứng dậy giúp đỡ ý. xem ra giống như thiên minh tử chính mình nói, cử âm hoàn luyện chế đến cần gấp nhất quan khẩu, hắn thật sự không thể tự ý cách. có lẽ đây chính là bọn họ cơ hội hai người dính sát lấy đại điện một bên, chậm rãi tiềm hành, trong điện một đống lớn nguyên anh cấp cao thủ, sửng sốt không có người phát giác được tung tích của bọn hắn. Tự nhiên, cái này cũng là bởi vì bọn hắn tự tin, không người có lá gan lớn như vậy. Thiên minh tử, người có phải hay không có quỷ kế gì? Mắt thấy ngân sắc trên ngọn núi truyền ra khí tức càng ngày càng là cường đại, ba thủ ma lang lại càng nôn nóng. Gọn gàng dứt khoát tự chất phấn lên, không, nửa nửa phần khách khí, Thiên Minh Tử như trước rất bình thản nói, sói huynh, người cũng biết, tung tính toán cửu âm hoàn luyện thành, muốn mở ra thông đạo, chỉ dựa vào ta lực lượng cá nhân là tuyệt đối không đủ đích, không có người sói huynh liên thủ, cuối cùng bất quá là kính hoa thủy nguyệt mà thôi. Cho nên, quỷ kế các loại, sói huynh có lẽ hay là không cần phải nghĩ như vậy tốt. Tốt, ta lại tin ngươi một lần. Ba thủ ma lang tựa hồ cũng là rất ngay thẳng tính cách, thiên minh tử một câu giải thích, lập tức sẽ tin rồi, trên mặt tàn khốc lóe lên, hét lớn một tiếng, tăng lớn hướng Viên Châu bên trong linh lực rót vào, một cổ đồng dạng kinh người cuồng bạo khí tức, phóng lên trời, tựa hồ không tại ngân sắc ngọn núi bộc phát khí tức phía dưới. Tuy nhiên Chấn Nhạc Thần Quân tu luyện công pháp có thể bộ phận khắc chế Ba Thủ Ma Lang công pháp, chiếm cứ nhất định thượng phong, nhưng là cũng không lấy được ưu thế áp đảo. Ba Thủ Ma Lang chỉ thủ chớ không tấn công, Chấn Nhạc Thần Quân nếu muốn triệt để đánh bại vị này cùng giai cao thủ, tuyệt không dễ dàng huynh đệ, cẩn thận chút. Hoàng đường nhắc nhở một câu. Hai đại cao thủ đứng đầu chính diện quyết đấu, ảnh hưởng đến phạm vi khẳng định nhỏ không được. Hai người bọn họ hiện tại loại tình hình này, chân khí pháp lực cũng không thể tùy tiện vận dụng, vạn nhất bị bảo vật uy năng lan đến gần, nhưng thì phiền toái. Tiêu phàm có chút vuốt cầm, thoảng qua nhanh hơn một điểm bước chân, cùng hoàng đường cùng một chỗ, trốn được một cây cột đá phía dưới. Ngoại trừ huyết trì bên kia tám căn bản cột đá bên ngoài, trong đại điện cũng không có thiếu cao lớn màu nâu đen cột đá, điêu khắc phong cách cổ xưa hoa văn. Tiêu phàm là trận pháp đại sư, liếc có thể nhìn ra được, những này cột đá đúng vậy đại điện cấm chế mắt trận chỗ, thân mình tựu được đến đại điện cấm chế cường lực bảo vệ. Vừa mới trốn đến cột đá về sau, chính là ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một cổ trói mắt ngân sắc vầng sáng bỗng nhiên tràn ngập trong đại điện. Tung tính toán núp ở cột đá về sau, tiêu phàm như trước có thể cảm thấy vẻ này uy mãnh không đúc khí tức, tại cả trong đại điện cuồn cuộn mà qua, cuồng gió gào thét, vô cùng kinh người. Cùng lúc đó, ba thủ ma lang khí tức thoáng cái tự biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa hồ bị triệt để chế trụ. Tiêu phàm ẩn ẩn cảm thấy, huyết trì bên kia tựa hồ cũng có điểm động tính. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà đi qua tràn ngập cả tòa đại điện ngân sắc vầng sáng cùng uy mãnh khí tức mới rốt cuộc dần dần chìm xuống. Hai tiếng buồn bực, hừ, đồng thời truyền đến, tiêu phàm nghe được rõ ràng, tựa hồ là tự chấn nhạc thần quân cùng ba thủ ma lang trong miệng vọng lại tốt rất tốt thiên minh đạo hữu rốt cuộc chịu ra tay liễu tương đương khơi khoảnh chấn nhạc thần quân thanh âm lạnh lùng mà vang lên ngữ khí lạnh như băng mang theo nói không nên lời phẫn uất ý huyết trì phương hướng lại truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài đúng vậy thiên minh tử thanh âm phổ thân làm sao ngươi giảng? hai cái xinh đẹp thanh âm đồng thời vang lên Tiêu phàm theo cột đá về sau thăm dò xem xét, lại chỉ thấy kia hai đầu cùng thương kỳ tranh đấu thân thể nhỏ nhắn xinh xắn ma thú, đã đem thương kỳ ném qua một bên, song song đi vào ba thủ ma lang bên người, nũng nịu hỏi, hoàn toàn là nhân loại tu sĩ tuổi trẻ thiếu nữ tiếng nói. Ba thủ ma lang sắc mặt càng thêm than trì, chính giữa trên đầu cái kia phá trong động, hủ máu chảy trôi càng nhiều, hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng nói, không chết được. Chấn nhạc thần quân, người tuyệt chiêu, lão sói đã muốn đều đã lĩnh giáo rồi, chúng ta lại đến. Tóm lại không chết không ngớt. Ba thủ ma lang lập tức hướng về phía chấn nhạc thần quân giận dữ hết, tựa hồ thật sự nổi giận. Chấn nhạc thần quân liếc nhìn hắn một cái, vốn là trắng noãn trên mặt, nhiều hơn bôi đỏ ửng, chỉ là cái này đỏ ửng nhìn về phía trên, hơi có chút không đại chính thường, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia khinh thường vui vẻ, lạnh lùng nói ra, đến nơi này thời điểm, người có lẽ hay là như vậy mạnh miệng không chết không ngớt hắc hắc ngươi cảm thấy ngươi có mấy thành cơ hội ba thủ ma lang cười lạnh một tiếng nói ra mặc kệ vài thành cơ hội cũng nên đánh tới cuối cùng mới biết được tuy nhiên công pháp của ngươi là có thể bộ phận khắc chế lão phu nhưng ngươi cho rằng lão phu cứ như vậy điểm thủ đoạn không được phải không ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu không ngại đồng loạt xử đi ra muốn đánh tự đánh thống khoái tốt vậy thì đánh thống khoái Ba thủ ma lang nổi giận gầm lên một tiếng, cử động tay khẽ vẫy, một đầu đen nhánh lang nha bổng di động hiện ra, hai tay nắm chặt, hung hăng hướng chấn nhạc thần quân vung mạnh đi. Mắt thấy cái này lão ma sói thẹn quá hóa giận, chấn nhạc thần quân trong miệng nói được khinh thường, thủ hạ còn thực không dám khinh thường, lúc này tập trung tư tưởng suy nghĩ đối địch. Hai gã dáng người nhỏ nhắn xinh xắn ma thú, đồng thời dương một tay lên trung binh khí, muốn tiến lên giáp công. Muốn ỉ đa số thắng sao, từng tiếng lạnh quát vang lên, một đầu dài trường nguyễn tiên, ba tương đương, mà quăng tới, thích phu nhân kịp thời ở một bên chặn đứng ba thủ ma lang hai gã con gái. Lần này, cường thi chống lại thương kỳ, thiên sơn quân lại bị một gã quỷ vật cuốn lấy. Trong khoảnh khắc, trong đại điện lại đánh thành một đoàn. Huyết trì bên kia, huyết phụ từng đợt quay cuồng, lại đem hai bên ngăn cách mở, nếu không có tiêu phàm tu luyện có thiên nhãn thần thông, huyết xương mù tình hình bên trong, đó là nửa điểm đều nhìn không tới liễu tương đương. Mắt thấy cái này rất nhiều nguyên anh cấp cao thủ đánh cho hồi lâu, như trước không người phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn, tiêu phàm trong nội tâm đại định. Xem ra chính mình vẫn còn có chút đánh giá thấp mình và hoàng đường ẩn nặc thuật. Trong đại điện chiến hỏa tái khởi, chính là bọn hắn cầu còn không được cơ hội tốt, hai người bình thức tĩnh khí, cẩn thận từng ly từng tí về phía lấy huyết vụ bên kia trượt mà đi. Tiêu phàm sớm đã thấy minh bạch, cái này huyết trì chung quanh là trong đại điện cấm chế chi lực mạnh nhất chỗ, ngoại trừ đại điện cấm chế pháp trận, dùng cái này huyết trì làm trung tâm, còn bố trí một cái phòng hộ pháp trận. Nếu không, trong đại điện cái này rất nhiều cao thủ đánh tới đánh lui, thiên minh tử đã sớm ngồi không yên. Bất quá, tiêu phàm cũng nhìn ra, huyết trì chung quanh bố trí phòng hộ pháp trận, tự hồ chỉ nhằm vào pháp thuật công kích hữu hiệu, một ít pháp bảo ngẫu nhiên cũng sẽ bay vào trong huyết vụ, huyết vụ đối với cái này cũng không ngăn trở. Cái này phòng hộ pháp trận tuy kỳ diệu, nhưng tiêu phàm có lẽ hay là rất nhanh liền đi tìm được rồi sinh môn chỗ. Theo sinh môn tiến vào, chẳng những là phá trận chính xác cách, đồng thời cũng sẽ không gây ra pháp trận cấm chế chi lực, là cả pháp trận được miễn chỗ. Làm cho là như thế, tại bước vào huyết vụ lập tức, tiêu phàm vẫn cảm thấy lưng nơi lạnh lẽo đích, toàn thân mồ hôi lạnh không ngừng mà ra bên ngoài bốc lên. Hắn hiện tại vị trí vị trí, cùng xếp bằng ở cột đá phía dưới nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ, chỉ có mấy trượng xa. Gần như vậy khoảng cách, một khi bị thiên minh tử phát giác, ra tay đối phó hắn mà nói, dùng hai người trong lúc đó thực lực cách xa, tiêu phàm cơ hồ không có bất kỳ chống đỡ đường sống. chương 917, Cốt Long Cũng không biết là bọn hắn ẩn nạc thuật đặc biệt xuất chúng, có lẽ hay là vận khí phi thường tốt, hoặc hứa tiêu phàm phá trận tiêu chuẩn cực cao, tóm lại hai người chậm rãi đi qua vậy mà không làm kinh động bất luận kẻ nào toàn thân cái bọc tại màu đen trong xương mù thiên minh tử, tất cả chú ý đều đặt ở trên huyết trì không cửu âm bạch cốt hoàn phía trên. Cùng vừa rồi so sánh với, cái này bạch cốt hoàn ánh sáng màu lại trở nên trắng bạch vài phần, vốn là rậm rạp chẳng chỉ tơ máu cùng lượn lờ hắc khí, ảm đạm không ít. Tiêu phàm mặc dù đối với quỷ đạo Pháp bảo biết không nhiều lắm, thực sự có thể nhìn ra được, cái này bạch cốt hoàn tựa hồ còn không được như xưa. Có lẽ là tế luyện quá trình xuất hiện vấn đề gì, hoặc hứa hòa vừa rồi thiên minh tử ra tay giúp trợ ba thủ ma lang chống cự trấn nhạc thần quân có quan hệ. Tóm lại thiên minh tử hoàn toàn không có tinh lực đi bận tâm mặt khác, mười ngón như luân, không ngừng đem từng đạo chân khí pháp lực đánh vào đến bạch cốt hoàn ở bên trong, toàn thân lượn lờ hắc khí từng đợt chấn động cuồn cuộn, cho thấy đắc nội tâm của hắn rất không bình tĩnh. Cơ hội khó được, tiêu phàm kìm lòng không được mà thoảng qua nhanh hơn một điểm bước chân, hướng huyết chỉ phía đông cái kia phiến cửa đá ra tốc đi đến thẳng tắp khoảng cách chỉ có 10 trượng khoảng chừng gì đó, nhưng tiêu phàm tự nhiên không thể cứ như vậy trực tiếp đi qua, nói như vậy, tung tính toán thiên minh tử chú ý lại tập trung ở bạch cốt hoàn phía trên, gần kề thẳng dựa vào một điểm dư tức, cũng rất có thể phát hiện mí mắt dưới cái này hai cái to gan lớn mật ra hỏa. Trung quy đây là người tương đương với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Tiêu phàm hướng phải 7 bước, lui ra phía sau 3 bước, lại phía bên trái 4 bước. Thật giống như dẫm phải hoa mai cái cọc tựa như, như vậy không ngừng mà tiến tiến thối thối, mới có thể bảo chứng chính mình thủy chung đi ở chính xác lộ tuyến phía trên, không đến mức không nghĩ qua là tự xúc động phòng hộ đại trận cấm chế. Bọn hắn ẩn nặc phật có thể giấu giếm được những này nguyên anh cao thủ thần niệm cùng tai mắt, nhưng không thấy đắc cũng có thể giấu giếm được pháp trận cấm chế chi lực. Đến nơi này chính là hình thức quan trọng hơn trước mắt, quả nhiên là một bước cũng không thể đi sai bước nhầm, nếu không chính là kiếm củi 3 năm thiêu một giờ hoàng đường không hề giữ lại mà tín nhiệm tiêu phàm đi theo phía sau hắn nhắm mắt theo đuôi tuyệt không đi nhầm nửa bước lúc trước còn rất lo lắng thương kỳ vào huyết phụ về sau nhìn không tới bên ngoài tranh đấu liễu tương đương thì hết sức chuyên chú bắt đầu đứng dậy cái này mười trượng khoảng cách đã đi nửa khắc đồng hồ quang cảnh mới rốt cục hữu kinh vô hiểm mà đi tới đi tới cái kia phiến cửa đá trước kia tiêu phàm đáy mắt lục mang lóng lánh trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc cái này phiến thạch trên cửa, chữ khác vào đồ vật lấy có chút phức tạp phong cách cổ xưa ký hiệu, đặt tại trước kia, tiêu phàm đối diện với mấy cái này phong cách cổ xưa ký hiệu cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng là từ tinh viêm quyết đột phá đến tầng thứ ba về sau. Viêm linh chi trên mũi dao thoáng hiện chính là như vậy ký hiệu, tiêu phàm sớm đã có chỗ lĩnh ngộ. Nói cách khác, cái này thạch trên cửa ký hiệu, cổ xưa đến có thể cùng, viêm linh, đánh đồng. Mà viêm linh, thì là vô cực thiên tôn đại đạo mới thành lập thời điểm, Chém gỡ yêu ta phía nam cách hỏa tinh linh Bọn họ đều là đồng thời đời đích Nếu như cái này phiến cửa đá này đây mặt khác ký hiệu tiến hành phong ấn cấm chế Tiêu phàm thân ở ẩn nấp bên trong Không có thể động dụng quá nhiều chân khí pháp lực Muốn bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng Mà phá vỡ cái này phong ấn Đó là tuyệt không khả năng Vì đoạt thời gian chỉ có thể dựa vào cậy mạnh cương ép hát yêu ép phá cửa Nếu không đợi thiên minh tử vừa ra tay hắn và hoàng đường liền chết không có chỗ trôn liễu tương đương. Vốn lấy hắn tu vi hiện tại, tung tính toán cùng hoàng đường liên thủ, đem hết toàn lực, cũng vô pháp tại cực trong thời gian ngắn phá cửa mà đi, sau lưng không đến 10 triệu nơi an vị lấy một gã nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ, bọn hắn tối đa cũng thì có một kích thời gian, một kích không thể đắc thủ, thiên minh tử ở đâu còn có thể cho bọn hắn kích thứ hai cơ hội. Nhưng mà loại này hết sức quen thuộc ký hiệu, vậy thì khác đương làm đừng luận liếu tương đương tiêu phàm thủ đoạn một phen, một chương thiên phù diệp vô thanh vô tức mà bắt được trong lòng bàn tay. Đem hai tay lung tại trong tay áo, tay phải ngón trỏ không ngừng huy động. Miệng lẩm bẩm từng đạo thần bí ký hiệu, đánh vào đến thiên phù diệp bên trong. Tiêu phàm đang tại chế tác bài trừ phong ấn linh phù. Như vậy linh phù, chỉ cần có thể một hơi luyện được mười lại một hơi toàn bộ ra bên ngoài, tiêu phàm chỉ ít có tám phần đã ngoài nắm chắc, có thể nhất cử phá cửa về phần cái này phiến thạch cửa mở ra về sau, môn bên kia là một cái dạng gì thế giới, có phải là có thể đào thoát thiên minh tử hòa cái này một phòng nguyên anh cấp cao thủ đuổi gờ yêu s tiêu phàm một mực không biết, cũng một mực mặc kệ. Thế cục như thế hiểm ác, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Thật giống như hoàng đường vô điều kiện mà tin tưởng hắn, hắn cũng phải vô điều kiện mà tin tưởng mình xem bói kết quả. Hướng đông, một đường sinh cơ tất cả không sai. Nếu như quẻ tượng phạm sai lầm, cái kia cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể nói là mệnh trung chú định liễu tương đương. Không dựa theo quẻ tượng chỉ điểm đi làm, hướng mặt khác phương hướng đi, lại càng lý do đáng chết. Vô luận là quỷ vật, mà thú có lẽ hay là đã biết hắn tư tàng hóa yêu nước yêu thú, cái đó một phương chiến thắng đều sẽ không bỏ qua hắn. Lần này trong tay áo chế phù như hữu thần trợ, xác suất thành công cực cao, ngày bình thường ba tờ linh phù có thể có một luyện chế mà thành, đã muốn tính toán là phi thường không sai, lần này tiêu phàm luyện chế phá cửa linh phù xác suất thành công, vậy mà đạt đến kinh người năm thành, mỗi hai linh phù thì có một luyện chế thành công. Ngắn ngủn một phút đồng hồ quang cảnh, tiêu phàm cũng đã luyện thành tám cái linh phù, chỉ cần lại luyện thành hai, có thể nhất cử phá cửa liễu tương đương. Hoàng đường đã bắt đầu thúc giục, nói cho tiêu phàm, hắn ẩn nạc thuật nhiều nhất bất quá một phút đồng hồ khoảng chừng gì đó, sẽ mất đi hiệu lực. Lưu cho thời gian của bọn hắn, thật sự không nhiều lắm liễu tương đương. Duy nhất làm cho người vui mừng chính là, từ đầu đến cuối, thiên minh tử đô tựa hồ không có phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, đối với bọn họ hờ hững, chỉ lo toàn lực tế luyện cửu âm bạch cốt hoàn. Kỳ thật, cho dù thiên minh tử biết rõ bọn hắn trốn ở chỗ này, vì cửu âm bạch cốt hoàn luyện chế không xuất ra nửa phần sai lầm, chỉ sợ cũng sẽ giả bộ như không thấy được. Hai gã người từ ngoài đến tánh mạng cùng cửu âm bạch cốt hoàn luyện chế tương đối mà nói, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không tại một cái cấp bậc thường vô luận tiêu phàm cùng hoàng đường là lưu cũng tốt, là trốn cũng thế, được coi là cái gì. Đang lúc tiêu phàm âm thầm tâm nghỉ biến cố lại đột nhiên xuất hiện mà đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia chậm rãi xoay tròn cửu âm bạch cốt hoàn thượng, tơ máu cùng hắc khí càng lúc càng mờ nhạt, nhan sắc càng ngày càng trắng bệch, bị khói đen bao vây lấy thiên minh tử mãnh liệt đứng dậy, quát khẽ một tiếng, miệng hơi mở, một đạo hắc mông mông xương ngủ hướng về cửu âm bạch cốt hoàn phun tới. Đạo này trong hắc khí, ẩn chứa cực kỳ khủng bố linh lực. Cửu âm bạch cốt hoàn bị cái này Cổ kinh khủng linh lực một bước, lập tức toàn thân run lên, xoay tròn tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn vài phần, tựa hồ cũng phồng lớn lên vài phần, do hơn một xích lớn nhỏ biến thành xích choai choai nhỏ, nhưng là không hơn, tại không có mặt khác biến hóa. t r u i e n c u a t u i n e t thiên minh tử hào không ngừng lại, lại là một ngụm hắc khí phun ra. Liên tiếp phun ra ba ngụm hắc khí về sau, thiên minh tử quanh thân lượn lờ xương mù trở nên cực kỳ mỏng manh, tiêu phàm cùng hoàng đường nhưng như cũng không thể nhìn rõ diện mục thật của hắn. Bởi vì, trong hắc khí, không có cái gì, nhưng thiên minh tử cái kia tương đương với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ khủng bố linh lực chấn động rõ ràng vẫn còn. phảng phất cái này cuồn cuộn không ngừng màu đen sương mù, chính là của hắn bản thể giống nhau. Quỷ đạo công pháp vốn là thần bí dị thường. Vô luận cái này thiên minh tử ra sao trùng trồng, hình thể, đều không đủ vì quái mà giờ khắc này cửu âm bạch cốt xấu, rốt cục nổi lên hết sức rõ ràng biến hóa. Cả cửu âm bạch cốt xấu bỗng nhiên trướng đại, biến thành là kính trượng lớn nhỏ cốt hoàn, tại cốt các đốt ngón tay tương liên chỗ, rõ ràng dài ra nho nhỏ sừng nhọn. Trắng bạch nhan sắc, nhìn về phía trên nếu không phải bình thường sừng nhọn mà là cùng trong truyền thuyết, long giác có phần có vài phần tương tự. Ngay sau đó, một đạo tiếng long ngâm bay thẳng trời cao, bạch cốt hoàn mãnh liệt bắn ra, thẳng băng, Đào mắt hóa thành một đầu hai ba trượng dài cốt long, tại trên huyết trì phương quay cuồng gào thét, thanh âm như xét đánh. Vốn là nhan sắc đã muốn do đỏ tươi biến thành đào hồng huyết trì nước, gấp gáp mà quay cuồng bắt đầu đứng dậy. Ti ti từng sợi tơ máu, không ngừng hướng về cốt long mở ra tuyết bạch đại trong miệng dũng mãnh lao tới, mà trong huyết trì huyết hủy. Tắc chính là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại trở thành nhạt, do đào hồng biến thành màu hồng, dần dần có biến thành nước trong tư thế. Tiêu phàm tuy nhiên chưa từng tu luyện qua quỷ đạo cùng huyết đạo công pháp, thực sự liếc có thể nhìn ra được, thiên minh tử đây là cưỡng ép hát yêu ta ép kích phát cửu âm bạch cốt hoàn bổn nguyên chi lực, đem huyết trong ao còn sót lại cuối cùng một điểm huyết khí đều ép đi ra, dùng cho bảo vật cuối cùng tế luyện. Chẳng những huyết trong ao huyết khí tại hướng cốt long trong miệng hội tụ, ngay bốn phía cái kia nồng đậm vô cùng huyết vụ, cũng đang nhanh chóng biến mất. Bị cốt long từng ngụm từng ngụm mà thôn phệ. Cái này trong huyết vụ cũng ẩn chứa không ít huyết khí cùng âm khí tinh hoa. Bất quá một lát trong lúc đó, nồng đậm huyết vụ đã bị hấp thụ đắc không còn một mảnh. Cốt long trắng noãn trên thân thể, lần nữa hiện ra rậm rạp chẳng chỉ tơ máu. Thân hình cũng dần dần biến thành màu nâu đen, so sánh dưới, tơ máu cũng rất không thấy được rồi, cùng cốt long hấp thu âm khí kém xa. Đang tại cùng yêu thú kịch chiến cương thi thấy thế, nhịn không được kêu lớn, đại ca, huyết thực chưa đầy thiên minh tử đã đem huyết chỉ cuối cùng một điểm huyết khí cũng ép đi ra, cả chi huyết thủy đều hóa thành nước trong, trong nước các loại yêu thú xương cốt cùng khung xương, rõ ràng có thể thấy được. Làm cho là như thế, huyết thực như trước không đủ, cốt long trên người rậm rạp chẳng chỉ tơ máu, lại bắt đầu một chút ảm đạm xuống dưới. Tất cả mọi người kìm lòng không được mà đình chỉ tranh đấu, sơ lên mắt thấy không chung cốt long, muốn biết được cái này trí bảo luyện chế cuối cùng nhất kết quả như thế nào. Ngay tiêu phàm đều không ngoại lệ, vừa lúc đó cái kia cốt long huyết hồng hai mắt bỗng nhiên hướng hắn chỗ phương hướng nhìn sang ánh mắt nhấp nháy lại là ngưỡng thiên giống to một tiếng tiêu phàm chỉ cảm thấy trên tay chữ vật vòng tay chấn động một cái khéo léo bình ngọc tinh xảo mãnh liệt tự chữ vật vòng tay ở phía trong bay ra hướng về cốt long phương hướng bay đi đúng vậy cái kia chỉ chứa có ba khỏa huyết đan bình ngọc cái này ba khỏa huyết đan có lẽ hay là tiêu phàm ở địa cầu thời điểm theo lặng yên tư bảo dưới mặt đất biển máu chỗ sâu nhất lấy được, áp xúc lấy vô số tánh mạng huyết chi tinh hoa, lúc ban đầu tiêu phàm lấy được là 4 khỏa, trong đó một khỏa dùng cho luyện đan. Về sau phát hiện những này huyết đan dược lực quá mức phách đạo, không có tu luyện huyết đạo công pháp tu sĩ ăn về sau, có thập phần nghiêm trọng di chứng, tiêu phàm liền không có lại dùng huyết đan làm thuốc. Dù sao hắn còn nhiều mà ngàn năm linh dược thậm chí là vạn năm linh dược, cũng có thể dùng những này linh dược luyện đan, còn lại cái này ba khỏa huyết đan, vẫn cất chứa tại chữ vật vòng tay ở phía trong, lại không nhúc nhích qua. Ai biết bây giờ lại bị cốt long trực tiếp gọi về đi qua. Cái này bình ngọc miệng bình, tiêu phàm đúng vậy dùng bùa ra phong đích, lại còn là không thể cách trở cốt long, điều tra. Cái này cũng chứng nhận minh tiêu phàm tại bùa chi đạo thượng cùng vô cực thiên tôn thiên xoa địa viễn. Cái kia bình ngân dược lôi bằng máu huyết, vô cực thiên tôn tự mình phong ấn đích, cốt long liền cảm ứng không đến dù sao cửu âm bạch cốt hoàn cho dù triệt để luyện thành, cũng không quá đáng là một việc phỏng chế thông huyền, linh bảo lại có thể nào cùng vô cực thiên tôn thần kỳ đánh đồng. Bất quá trong lúc này, tiêu phàm ở đâu còn kịp muốn nhiều như vậy. Lập tức thầm kêu một tiếng không tốt, không cần suy nghĩ, thân thủ liền hướng cái kia bình ngọc trào tới. Cái này một thay đổi pháp lực, ẩn nặc thuật lập phá, thân hình hiền lộ ra, bạo lộ tại một đại bang mãnh nhân mí mắt dưới chương 918, hai tướng hắn liền giao dịch. Hừ lạnh một tiếng truyền đến, tiêu phàm chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, quanh thân không khí lập tức trở nên kiên hơn kim thiết, thoáng cái liền đem hắn giam cầm ở, lại cũng khó có thể nhúc nhích mảy may. Tiêu phàm kinh hãi, không cần suy nghĩ, quát lên một tiếng lớn, chân nguyên trong cơ thể lưu truyền, muốn kích phát cự linh biến thân, dùng sau khi biến thân sức lực đến dãy cái này giam cầm. Dùng hắn đạt đến tại đại thành cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt thần thông, ông xem như thiên minh tử trực tiếp ra tay, cũng rất khó đơn thuần dựa vào pháp thuật chi lực đưa hắn giam cầm đầy đất. Chỉ tiếc, động tác của hắn mặc dù nhanh, thiên minh tử động tác nhanh hơn. Một đen nhánh bàn tay lớn không hề dấu hiệu mà tại Tiêu Phàm trước người di động hiện ra, không đợi Tiêu Phàm kích phát cự linh biến thân, đã đem hắn chặn ngang một phát bắt được. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một cổ khác tầm thường đại lực tự đen nhánh bàn tay lớn loan truyền đến, lập tức đưa hắn toàn thân pháp lực đều chế trụ không chỉ nói kích phát cự linh biến thân, ngay một tia pháp lực đều đều không nhúc nhích được. Dù sao hắn vẫn chỉ là một chân bước chân vào Nguyên Anh Kỳ, cảnh giới còn dừng lại tại Kim Đan Hậu Kỳ, đối mặt lại là một gã Nguyên Anh Hậu Kỳ quỷ đạo đại tu sĩ. Tung tính toán là vừa vặn tiến giai Nguyên Anh Sơ Kỳ tu sĩ, chỉ sợ giờ này khắc này cũng không có bao nhiêu giấy ruộa đường sống. Đen nhánh bàn tay lớn siết chặt, liền đem tiêu phàm hướng trên huyết chỉ không kéo đi. Họ tiêu tiểu tử, Cách đó không xa, thiên sơn quân hung dữ kêu lên, gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm hai mắt, cơ hồ muốn phun ra lửa diễm đến. Chỉ có điều dưới mắt, tiêu phàm bị thiên minh tử khống chế, thiên sơn quân nên cũng không dám tùy tiện xông vào huyết trì phạm vi đi, còn có cái kia rung đùi đắc ý cốt long, cũng làm cho người ta cực kỳ trầm trọng uy áp cảm giác, thậm chí so nguyên anh hậu kỳ tu sĩ làm cho người ta uy áp cảm giác còn cường đại hơn ba phần. Tựa hồ bất luận cái gì sinh động sinh mạng thể vừa đến trước mặt của nó, cũng có thể bị thứ nhất khẩu thôn phệ. Đạo hữu tại lão phu mí mắt dưới, chơi lâu như vậy mở ám, cũng nên đủ rồi a. À. Thiên minh tử đầu mỏng manh hát trong sương mù, hiện ra hai điểm huyết hồng sáng bóng, giống như hai con mắt giống nhau. Nhìn tiêu phàm liếc, nhàn nhạt nói ra. Nguyên lai hắn đã sớm đã nhận ra tiêu phàm cùng hoàng đường tồn tại, chỉ là tập trung tinh thần đều nhào vào cửu âm bạch cốt hoàn tế luyện phía trên. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không rảnh để ý tới hắn cũng không cho rằng tiêu phàm cùng hoàng đường thật có thể phá giải cái kia phiến thạch trên cửa thượng cổ phong ấn. Những kia ký hiệu thật sự quá cổ xưa, cổ xưa đến ngay hắn năm đó đều tìm rất lâu thời gian đến từng cái nghiên cứu phá giải. Nếu không phải cửu âm bạch cốt hoàn tự hành làm ra phản ứng. Thiên minh tử chỉ sợ đến hiện tại cũng còn không có thời gian đi để ý tới tiêu phàm hai người. Nhàn nhạt nói một câu như vậy, thiên minh tử lập tức cử động tay khẽ vẫy, đem cái kia bay đi cốt long miệng rộng bình ngọc trào tới cửu âm bạch cốt hoàn ký thác của bọn hắn phản hồi thất dạ giới toàn bộ hy vọng, thành bại lúc này nhất cử, hắn tự nhiên không biết tùy ý cái này không rõ lai lịch bình ngọc bị cốt long nuốt nuốt xuống, cũng nên trước xác định thoáng một tí là vật gì. Bình ngọc thượng phong ấn bùa bị dễ dàng mà xé xuống dưới, một cổ đặc hơn vô cùng huyết tinh khí, phóng lên trời. Lập tức ba đoàn huyết sắc vầng sáng tự trong bình ngọc bay nhanh ra, phát ra trận trận nhẹ minh, muốn thoát khốn mà đi, giống như hồ đã có linh tính giống nhau huyết đan. Dù là thiên minh tử trước sau như một chấn định như hằng, lần này cũng là lên tiếng kinh hô, ngữ khí run rẩy mang theo cuồng hỷ ý, lập tức vung tay lên, một cổ vô hình cấm chế chi lực bao phủ mà hạ, lập tức liền đem ba đoàn huyết sắc vầng sáng một mực giam cầm trong đó. Đảo mắt hóa thành ba khỏa huyết đan, tại trong hư không quay tròn mà đảo quanh, phảng phất còn muốn cướp đường mà chạy. Thật sự là huyết đan. Thiên minh tử hít một hơi thật sâu, Cương ép hát yêu ta ép ngăn chặn trong lòng cuồng hỉ chi tình, run giọng nói ra. Cương thi cùng trắng muốt khô lâu cũng cả kinh ngây người, liếc mắt nhìn nhau, đều nhịn không được cuồng hỉ không thôi. Bọn hắn sở dĩ cùng nhóm này yêu thú đánh cho người chết ta sống, đơn giản chính là vì tìm được cũng đủ huyết thực, để cuối cùng nhất hoàn thành cửu âm bạch cốt hoàn tế luyện. Hôm nay bỗng nhiên nhận được rồi ba khỏa ẩn chứa vô số huyết đạo tinh hoa huyết đan, cái kia còn dùng như vậy dốc sức liều mạng làm gì vậy cửu âm bạch cốt hoàn biến thành cái kia đầu cốt long, lại càng hai mắt huyết lóng lánh, một mực nhìn thẳng thiên minh tử trước mặt ba khỏa huyết đan. Dung đùi đắc ý, thầm nghĩ mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Một ngụm liền đem ba khỏa huyết đan nuốt xuống. Thiên minh tử nhìn qua tiêu phàm, trầm giọng hỏi tiểu hữu Người cái này huyết đan là từ gì mà đến? Tiêu phàm tại màu đen bàn tay lớn giam cầm phía dưới, đã muốn ngay trở ba lượt chân khí, lại không thể dung chuyển bàn tay lớn mảy may trong nội tâm sớm đã hoảng sợ cái này nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ cùng bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trong lúc đó quả nhiên là thiên xoa địa viễn hắn có thể dùng mưu lợi thủ đoạn diệt sát biến dị báo gấm cũng có thể cùng oán linh hợp tác diệt sát đã có nguyên anh trung kỳ tu vi ngân cầu vòng tiên tử tại thiên minh tử trước mặt lại không có chút nào dãy dụa đường sống bất quá dù vậy tiêu phàm cũng không buông tha cho muốn sống ý niệm trong đầu cho tới bây giờ hắn còn chưa không dùng tận cuối cùng thủ đoạn thấy thiên minh tử hỏi tiêu phàm liền là thành thành thật thật mà đáp tiền bối cái này huyết đan là ở một chỗ dưới mặt đất biển máu cuối cùng lấy được vãn bối lẻn vào biển máu cuối cùng mấy trăm trượng ở chỗ sâu trong mới tìm được như vậy ba khỏa huyết đan thiên minh tử cười nhạt một tiếng nói ra không đúng a à, tiểu hữu lão phu tại trên người của ngươi cảm ứng được cùng huyết đan giống như đúc khí tức xem ra cái này huyết đan ngươi còn nuốt qua ít nhất một khỏa đúng không hơn nữa trong cơ thể ngươi còn có cực kỳ tinh thuần cự linh thú huyết mạch chính ngươi nhưng lại cực kỳ thuần khiết nhân loại tu sĩ cái kia đã nói lên ngươi nuốt quá lớn lượng cự linh thú nội đan cùng máu huyết có phải như vậy hay không tiêu phàm không khỏi hoảng sợ biến sắc cái này vô hình không thể lão quỷ thật không ngờ rất cao minh đơn thuần bằng cảm ứng rõ ràng có thể đem trong cơ thể hắn tình hình nói được không chút nào kém hơi khoảnh, tiêu phàm tự đáy lòng nói, tiền bối tuệ nhãn như đuốc, nói được lại đối với cũng không có. Cứ việc thiên minh tử minh lộ ra đối với hắn không có hảo ý, nhưng phần này bổn sự, tiêu phàm cũng thật sự bội phục, cùng thiên minh tử là hữu là địch cũng không quan hệ. Rất tốt, tiểu hữu là đầu hảo hán tử, có những này huyết đan, hơn nữa tiểu hữu trong cơ thể máu huyết, ta muốn hoàn thành cửu âm bạch cốt hoàn cuối cùng nhất tế luyệt, hẳn là không sai biệt lắm. Thiên minh tử hào không kiêng kỵ nói, trực tiếp liền đem tiêu phàm trở thành một người chết. Liền vào lúc này, chấn nhạc thần quân thanh âm bỗng nhiên vang lên, mang theo một đám mỉa mai ý, lạnh nhạt nói ra thiên minh đạo hiếu cũng không tránh khỏi quá tự cho là a. À. Thực đem chúng ta đều trở thành chết người đi được sao? Tiêu đạo hiếu là ta trời xanh núi một thành viên, thiên minh đạo hiếu muốn đưa hắn huyết tế, tổng cũng muốn hỏi thoáng một tí chúng ta những này trời xanh núi đồng đạo ý kiến mới được là. Thiên minh tử nghiêng đầu đi, nhìn về phía chấn nhạc thần quân, nhẹ nói nói, phải không? Bất quá trong mắt ta, tiêu tiểu hữu thấy thế nào đều là một gã cực kỳ thuần khiết nhân loại tu sĩ, cùng thần quân có quan hệ gì? Các người đều là yêu thú. Nhân loại tu sĩ, chỉ lần này một người mà thôi. Chấn nhạc thần quân cười lạnh nói, tiêu đạo hữu cố nhiên là nhân loại tu sĩ, cũng tại ta trời xanh núi sinh sống ba bốn mươi năm, nuốt qua vô số cự linh thú nội đan máu huyết, tu luyện cự linh nhất tộc hai đại thiên phú thần thông, cùng lâm lang núi thương hiền đệ hoàng hiền đệ càng là sinh tử chi giao, sớm đã được coi là là chúng ta thú tộc đồng đạo một thành viên, nếu không, bổn thần quân há lại sẽ đưa hắn cùng nhau dẫn vào nơi đây. Thiên minh đạo hữu muốn gỡ yêu ta ít hắn dễ dàng, chúng ta ai cũng tương cứu không được. Nhưng muốn làm lấy chúng ta cái này rất nhiều trời xanh núi đồng đạo mặt, hoàn thành bảo vật tế luyện, người cho rằng thật sự có thể làm tìm được sao. Thiên minh tử hư lạnh một tiếng, nói ra, thần quân là buộc lão phu ra tay, cùng các người một quyết thắng thua sao? thần quân tự nhận một khi lão phu tự mình xuất thủ, các người có vài thành thắng tính toán. người chấn nhạc thần quân cùng ba thủ ma lang một trọi một, có lẽ có thể chiếm cứ thượng phong, nhưng tăng thêm ta thiên minh tử lại đem như thế nào? thiên sơn quân thần sắc trên mặt biến đổi, nhìn về phía chấn nhạc thần quân đang muốn mở miệng, chấn nhạc thần quân đã muốn khoát tay chặn lại đã ngừng lại hắn. đối với thiên minh tử nói ra, thiên minh đạo hữu nếu như tự mình ra tay bổn thần quân xác thực không có bao nhiêu phần thắng. Nhưng kể từ đó, người cái này bảo vật tế luyện muốn kiếm củi 3 năm thiêu một giờ rồi, thiên minh đạo hữu thật có thể hạ được quyết tâm này. Không thể. Thiên minh tử cũng thành thành thật thật nói. Lời vừa nói ra, quỷ vật cùng ma thú đều đều mỗi người biến sắc. Ba thủ ma lang nhịn không được kêu lên, thiên minh đạo hiếu, người đây là ý gì? Y lão soi ý, không bằng chúng ta liên thủ, trước đem những này người ngoại lai đều thu thập sạch sẽ, nặng hơn nữa mới tế luyện bảo vật không muộn. Chỉ cần chúng ta liên thủ nhất trí, rất dễ dàng có thể đem những này người ngoại lai gờ yêu ta -S cái sạch bong. Lúc này đến phiên yêu thú mỗi người biến sắc liếu tương đương. Nhưng lại không phải không thừa nhận, cái này lão ma sói nói rất đúng nói thật. Hiện tại song phương thế lực ngang nhau, lại thêm một vị nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ tiến đến, thắng bại số lượng, cơ hồ có thể đoán được liễu tương đương. Thiên minh tử thở dài một tiếng, nói ra, sói huynh, ngươi cũng không phải không biết, cửu âm bạch cốt hoàn tế luyện đã đến cuối cùng trước mắt, lúc này tuyệt đối không thể thất bại trong gang tắc, nếu không tự kiếm củi ba năm thiêu một giờ liễu tương đương. Đến lúc đó, cho dù chúng ta đại hoạch toàn thắng, lại có cái gì ý nghĩa? Cái này, ba thủ ma lang không khỏi nghẹn lời. Đầu ma thú này tu vi tuy mạnh, linh trí lại tựa hồ như cũng không có rất cao. Chấn nhạc thần quân không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, xem ra thiên minh đạo hữu mới được là người biết chuyện. Thiên minh tử cũng nhịn cười không được, nhẹ nói nói, thần quân cũng là người biết chuyện. Đã như vậy, ta tựu nói trắng ra, có cái này ba khỏa huyết đan, hơn nữa tiêu tiểu hữu toàn thân máu huyết, ta xem chừng hoàn thành bảo vật tế luyện hẳn là không sai biệt lắm. Thần quân cùng một đám trời xanh núi đồng đạo, cái này hơn nửa năm tại phong ấn chi địa cũng lao đến không ít chỗ tốt, chỉ cần có thể lúc này rời đi thôi, dùng hậu hải khoát thiên không, thiên hạ nơi nào đều có thể đi được. Chúng ta không bằng theo như nhu cầu, như thế nào? Như thế nào cái theo như nhu cầu Pháp? Chấn nhạc thần quân bất động thanh sắc mà hỏi thăm. Thiên minh tử nhẹ vừa cười vừa nói, thần quân không quấy nhiễu ta luyện chế bảo vật, chúng ta lễ đưa thần quân cùng trời xanh núi mặt khác đồng đạo lúc này rời đi thôi, cái này gọi là hai tướng hắn liền. Chấn nhạc thần quân lạnh nhạt nói ra, thiên minh đạo hữu nói cho cùng không thoải mái, bởi như vậy, ta trời xanh trên núi ngàn binh sĩ, cứ như vậy chết vô ích không được. Thiên minh tử hỏi ngược lại, trời xanh núi chết, rồi hơn một ngàn binh sĩ, chẳng lẽ ta cửu âm thành cùng sói huynh bên kia ma tử ma tôn, tử còn thiếu sao? Oan oan tương báo khi nào rồi, thần quân cần phải suy nghĩ kỹ càng rồi. Trong giọng nói, đã muốn ẩn ẩn mang lên ý uy hát yêu ta ép. Tốt, tự y thiên minh đạo hữu nói, hai chúng ta tương hắn liền. Trấn Nhạc Thần Quân cũng là vô cùng có quyết đoán loại người, suy nghĩ một chút, liền là hạ quyết tâm, cao giọng nói ra. Chương 919, Vương Bát Đàn Bất quá, Thiên Minh Đạo Hữu có phải là cũng có thể trước tỏ vẻ một điểm thành ý. Dù sao vô khống, Trấn Nhạc Thần Quân lập tức lại bổ sung một câu. Bằng không thì chờ ngươi tế luyện tốt rồi pháp bảo, lại đến cái trở mặt vô tình, ta Trấn Nhạc Thần Quân chẳng phải là biến thành tiểu tử ngốc. Ít nhất Chấn nhạc thần quân muốn bảo đảm mình có thể rời đi cái này phong ấn chi địa, mới không biết ngăn cản thiên minh tử tế luyện bảo vật, nếu không nghe lời, chấn nhạc thần quân không biết làm loại chuyện ngu xuẩn này đích. Thiên minh tử mỉm cười, nói ra cái này tự nhiên, gì tiêu nói được. Nói xong, thiên minh tử cử động giơ tay lên, một mảnh màu xanh thẻ tre bỗng nhiên hướng về chấn nhạc thần quân bay đi, đạo hữu muốn mấy cái gì đó, tự ghi lại tại thẻ tre bên trong, đạo hữu cứ việc chính mình xem cái minh bạch chấn nhạc thần quân một phát bắt được thẻ che, cũng không khách khí, lập tức hướng trên chán một rán, vốn là mặt không biểu tình, dần dần khóe miệng thoảng qua hiện lên mỉm cười, một mực đều đang khẩn trương mà chăm chú nhìn hắn mặt khác yêu thú, thấy thế không hẹn mà cùng mà ám ám nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có thương kỳ ánh mắt mờ mịt, giống như hồ đã hoàn toàn lâm vào điên trạng thái, đối với cái này hào không quan tâm. Vốn là chấn nhạc thần quân như quả ra tay lời mà nói, nên vậy có thể vì hắn giải trừ rơi loại này điên trạng thái, nhưng từ đầu đến cuối, nhưng không có một con yêu thú giúp đỡ. Những này yêu thú lẫn nhau trong lúc đó vốn là cũng không hòa thuận, thiên sơn quân càng cùng lâm lang núi là tử địch. Thường kỳ ở chỗ này điên mà chết, tránh hợp tâm ý của hắn. Rất nhanh, chấn nhạc thần quân liền xem xong rồi thẻ tre ở phía trong nội dung, tiện tay đem thẻ tre đưa cho bên người thích phu nhân, thích phu nhân dán tại trên trán một cảm ứng, cũng cùng chấn nhạc thần quân đồng dạng, lộ ra vui vẻ. Rất nhanh, thẻ tre liền tại vài tên cầm đầu yêu thú trong tay dạo qua một vòng, mọi người thần sắc tựa hồ cũng tương đối hài lòng. Thần quân, như thế nào? Thiên minh tử cười cười, hỏi. Tốt, ta liền cho tín thiên minh đạo hữu lần này. Thỉnh đạo hữu mở ra thông đạo A. Lần này, chấn nhạc thần quân đảo là không có gì do dự, lập tức nói ra. Trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, xem chừng thiên minh tử cái này tấm thẻ tre bên trong, ghi lại rời đi nơi đây cách thần quân ngược lại nóng vội đắc vô cùng. Thiên minh tử mỉm cười nói, cũng không thấy hắn có gì động tác, ầm ầm một hồi động tính, đại điện phía tây dày đặc trên tường đá, bỗng nhiên nhiều ra đến một cái cửa đá, từ từ mở ra đến, lộ ra một cái lối đi. Làm phiền đạo hiếu, sau này còn gặp lại. Chấn nhạc thần quân tựa hồ rất tin được thiên minh tử, nhấc tay nhún. Cao giọng nói ra, thiên minh tử cũng chắp tay, lại không nói gì thêm. Thần quân, chậm đã, Đúng vào lúc này, một thanh âm rất đột ngột mà vang lên, nhưng lại hoàng đường rốt cục nhịn không được, theo huyết chỉ phía đông cái kia phiến cửa đá nơi hiện thân ra, kêu lớn. Hoàng đường bỗng nhiên như vậy, kỳ quỷ, mà hiện thân, làm cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Chỉ có thiên minh tử quanh người lượn lờ khói đen không có nửa điểm chấn động, tựa hồ sớm đã biết hoàng đường trốn tại đó, tự cũng sẽ không gọi phá. Đợi chấn nhà thần quân bọn người đi người này ẩn núp yêu thú còn không phải dễ như trở bàn tay. Cửu âm bạch cốt hoàn tế luyện thời điểm, nhiều huyết thực luôn tốt. Biến hóa yêu thú cũng không phải là tốt như vậy tìm. Bất quá hoàng đường đã giờ phút này hiện thân ra, thiên minh tử thực sự không có ý định cản trở. Hắn cũng không muốn vào lúc đó bởi vì một con yêu thú tái khởi gợn sóng. Mặc kệ như thế nào, hoàn thành cửu âm bạch cốt hoàn luyện chế mới được là trọng yếu nhất, mọi. Khác sự tình tới so sánh với đều càng ngày càng xa sút. Hoàng Đường, chấn nhạc thần quân trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ. Người này quả nhiên cùng họ Tiêu tiểu tử đợi cùng một chỗ, biết rõ chính mình không đợi thấy Tiêu Phàm, người này nhưng như cuối cùng Tiêu Phàm đi được gần như vậy, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Cái này đương lúc, Hoàng Đường nơi nào sẽ đi phỏng đoán chấn nhạc thần quân trong nội tâm suy nghĩ, chỉ lo lớn tiếng kêu lên, "Thần quân, các ngươi không thể cứ như vậy vừa đi chi?" Người lúc ấy chính miệng nói, tiêu huynh đệ là trời xanh núi thú tộc đồng đạo một thành viên. Hiện tại cứ như vậy vứt xuống dưới hắn, như thế nào có thể? Tiêu phàm khóe miệng hiện lên một vòng cười khổ, đồng thời trong nội tâm chảy qua một cổ dòng nước ấm. Đoàn người vốn là chố mắt xuống, lập tức bộc phát ra một hồi cười vang. Tất cả yêu thú đều ở cười to, mặt mũi tràn đầy đều đều là mỉa mai cùng thương cảm ý. Thế gian lại vẫn có như vậy ngây thơ ra hỏa, thiếu thiệt thòi, hắn có lẽ hay là một đầu biến hóa yêu thú, như vậy linh trí, thật không hiểu hoàng đường lúc trước là như thế nào tu luyện tới biến hóa giai đoạn đích. Quả nhiên là thật bất khả tư nghị. Hoàng đường trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ, thở phì phì kêu lên, thần quân, ngươi là trời xanh núi đứng đầu, hàng tỷ thú tộc đồng đạo đại thủ lĩnh, trước mặt mọi người nói qua lời mà nói, há có thể tự nuốt lời hứa. Làm như vậy, gọi người làm sao tâm phục, ta hoàng đường người thứ nhất không phục. Chấn nhạc thần quân cười lắc đầu, ngay lời nói đều lười giống như hoàng đường nói, hướng thiên minh tử vừa chắp tay, nói ra, thiên minh đạo hiếu, cái này hồ đồ người tựu giao cho ngươi. Là ăn sống nuốt tươi cũng tốt, là rút hồn luyện phách cũng tốt, đều cho phép ngươi. Cáo từ, thiên minh tử cười nói, đa tạ thần quân dày ban thưởng. Chư vị đạo hiếu lên đường bình an. Vương bát đản, hoàng đường ngửa mặt lên trời gầm hét lên, tay vừa nhấc, thuộc đồng côn di động hiện ra, hai tay cầm thật chặt, tựu muốn phải liều mạng. Tam ca, bị đen nhánh bàn tay lớn một mực giam cầm ở tiêu phàm, cố hết sức mà kêu một tiếng, hướng hoàng đường lắc đầu liên tục. Dùng hoàng đường tình hình bây giờ, không chỉ nói cùng thiên minh tử như vậy hậu kỳ đại cao thủ phóng đúng, coi như là bất luận cái gì một gã bình thường nguyên anh sơ kỳ quỷ tu hoặc là ma thú, đều có thể đưa hắn thoải mái đánh ngã. Uồng mạng ích lợi gì? Ngược lại trọng tình trọng nghĩa đắc vô cùng, hoàng đạo hiểu, chạm cái kia đừng nhúc nhích, ngươi nếu là dám động thoáng một tí, ta lập tức bóp chết bằng hữu của ngươi. Thiên Minh Tử cười nhạt một tiếng, câu nói đầu tiên lại để cho Hoàng Đường đợi ngay tại chỗ, phóng ra một cái chân to cũng chậm chậm rụt trở về, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhưng lại nếu không dám lộn xộn. Vốn là chính phải ly khai chấn nhạc thần quân chợt dừng bước, quay đầu nhìn sang, mỉm cười nói, Thiên Minh đạo hiếu, tại ta trước khi rời đi, ta rất muốn nhìn xem ngươi xử trí cả nhân loại này tu sĩ. Nhiều năm trước, thương kỳ tiểu đối với tiêu phàm nói qua, chấn nhạc thần quân cực kỳ thống hận nhân loại tu sĩ, quả là thế. Như thần quân mong muốn. Thiên minh tử ha ha cười một tiếng, nói ra, lập tức chuyển hướng tiêu phàm. Tiêu tiểu hiểu, còn có cái gì di ngôn, nói nói xem đi, có lẽ ta có thể giúp ngươi xử lý một xử lý. Tiêu phàm nhàn nhạt, nhạt mà nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói thiên minh đạo hiểu, nếu như ngươi chỉ cần huyết đan, có lẽ có thể đã được như nguyện. Nhưng ngươi như bây giờ làm, phạm vào rất sai lầm lớn, ngươi biết không? Ngươi hết thảy tất cả mưu đồ đều muốn thất bại, ngươi sẽ được mà hối hận đích. Phải không? Nói như vậy Tiêu Tiểu Hữu còn có ẩn giấu tuyệt kỹ không có thi triển đi ra. Ta lại thật là muốn kiến thức kiến thức, nhìn xem Tiêu đạo hữu có cái gì tuyệt chiêu có thể cho ta hối hận. Thiên Minh Tử ngửa mặt lên trời cười ha hả. Bất quá là tầng một mỏng manh khói đen mà thôi, rõ ràng có thể phát ra như vậy vang dội tiếng cười. Trong lúc nhất thời cả đại điện lại cười vang nổi lên bốn phía. Chẳng những quỷ vật đang cười, ma thú đang cười, thậm chí ngay yêu thú đã ở cuồng tiếu không ngừng, mỗi người trên mặt đều lộ ra mỉa mai, khinh thường cùng thương cảm ý. Tại đây trong đại điện, không thể nghi ngờ tiêu phàm là cảnh giới thấp nhất đích, duy nhất một gã kim đan tu sĩ, những người khác ít nhất đã ở nguyên anh sơ kỳ đã ngoài. Rõ ràng dám uy hát yêu ta ép một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Quả thực làm cho người ta cười đến rụng răng. Tốt, tiêu phàm ngữ khí bình tĩnh như trước, nhàn nhạt nói. Bỗng nhiên ở phía trong, một đoàn xám vân theo hắn ống tay áo chung bay nhanh ra. Thiên minh tử lược ăn cả kinh. Cái kia màu đen bàn tay lớn nhìn về phía trên cũng không thế nào thần kỳ. Lại là của hắn một kiện đắc ý bảo vật biến thành, tiêu phàm chính là một gã kim đan kỳ tu sĩ. Mặc kệ bổn sự thông thiên, toàn thân pháp lực cũng bị giam cầm đến xiết sao đích, rốt cuộc mưa tưởng thay đổi mảy may cái này bỗng nhiên phi ra tới sám vân, là vật gì? Bất quá, vô luận cái này sám vân là cái gì, thiên minh tử tự nhiên không có khả năng sợ hãi. Một gã kim đan tu sĩ mà thôi, chẳng lẽ còn có đồ vật gì đó có thể uy hát yêu ta ép được nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ? Nhưng là sau một khắc, thiên minh tử liền mãnh liệt một tiếng thét kinh hãi. Oán linh, điều đó không có khả năng. Chưa đợi thiên minh tử phục hồi tinh thần lại, oán linh đã muốn hóa thành một đoàn màu xám đám mây, vào đầu hướng hắn bao phủ mà xuống. Mặc kệ thiên minh tử tu vi rất cao, chỉ cần là quỷ vật chi thân thể. Cũng sẽ bị oán linh, tức phách thần thông, trời sinh khắc chế. Ngân cầu vòng tiên tử bị oán linh bao lấy về sau, cũng là giấy ruộng không được, trong chốc lát đã bị oán linh thôn vệ đắc không còn một mảnh. Lớn mật, thiên minh tử dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ quỷ tu, vượt qua xa bình thường nguyên anh tu sĩ có thể so sánh, một chút chố mắt, liền kịp phản ứng, trong miệng một tiếng quát lớn, toàn thân khói đen cuồn cuộn, không chút do so dự liền hướng phía sau kích bắn đi. Một khi bị oán linh tức phách thần thông bao lấy, vậy cũng tự phiền toái đại liễu tương đương. Lão oán linh, lại là thứ này, điều này sao có thể? Trong chốc lát, trong đại điện kinh hô thanh âm nổi lên bốn phía. Cơ hồ tất cả quỷ vật đều mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn thẳng trên huyết chỉ không cái kia đoàn quay cuồng xám vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ sợ hãi, cũng có ngăn không được tham lam ý. Nhâm người nào cũng biết, oán linh đối với quỷ tu ý nghĩa rốt cuộc có nhiều hơn. Liền vào lúc này, một đạo linh phù bỗng nhiên tự tiêu phàm trong bụng kích xả ra. Đạo này linh phù nhìn về phía trên cùng bình thường linh phù cũng không bao nhiêu khác nhau, kim lóng lánh thiên phù diệp thượng, chữ khác vào đồ vật lấy đỏ tươi đan xa ký hiệu. Nhưng Phương vừa hiện thân, tự hấp dẫn vài ánh mắt của người, trong đó thậm chí kể cả thích phu nhân, đem chú ý tung hoành không xuất thế oán linh trên người thu hồi lại, đặt ở đạo này linh phủ phía trên. Tốt tinh thuần linh lực. Tung tính toán cách xa nhau hơn 10 trượng xa, thích phu nhân cùng mặt khác vài tên nguyên anh cấp tu sĩ có lẽ hay là từ nơi này đạo linh phủ phía trên cảm nhận được không giống người thường. Đạo này linh phù ẩn chứa linh lực, thật sự quá tinh thuần quá tràn đầy rồi, chút nào cũng không tại một kiện thượng phẩm pháp bảo phía dưới thậm chí so bình thường thượng phẩm pháp bảo càng mạnh vài phần, nói là cực phẩm pháp bảo cũng có người tin tưởng. Vấn đề là, cái này gần kề chỉ là một cái phù lục. Tung xem như trực tiếp phong ấn pháp bảo một hai thành uy lực, phù bảo cũng khó có thể làm cho người ta cảm giác như vậy. Nếu như chính là một kiện, phù bảo, hắn ẩn chứa linh lực tổ thẳng truy cực phẩm pháp bảo, cái kia bảo vật bản thể, nên là bực nào uy năng. Chẳng lẽ còn có thể là thông huyền, linh bảo không được cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua, Thông Huyền Linh Bảo uy năng cũng có thể bị phong ấn đến, phù bảo, bên trong đi. Nói sau, tung tính toán có loại phương pháp này, ai lại hội điên cuồng đến đem Thông Huyền Linh Bảo uy năng phong ấn đến, phù bảo, bên trong. Cần biết bởi như vậy, đối với bảo vật bản thể là vĩnh cửu tính tổn thương, cái này một hai thành uy lực sẽ triệt để đánh mất. Cho nên, bị dùng để chế tác phù bảo đích, bình thường chỉ là bình thường pháp bảo, kết nối với phẩm pháp bảo đều không đại khả có thể về phần cực phẩm pháp bảo đã ngoài, nguyên anh tu sĩ đều đều là dâng tặng như trí bảo, ai chịu làm như vậy tự tổn pháp bảo uy năng chuyện ngu xuân. Đúng vậy, đạo này linh phù rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu này? chương 920, Cửu Linh Thể Đạo này lại để cho một đống lớn nguyên anh cấp cao thủ đều xem không hiểu linh phù, đúng vậy tiêu phàm trong người đào tạo nhiều hơn 10 năm chân nguyên phù. Loại này chân nguyên phù, khởi nguyên tại phái Mao Sơn truyền thừa, tuyên bố rõ ràng chân quân truyền thụ cho tiêu phàm sư huynh muội đích. Bình thường mà nói, tu sĩ sẽ chỉ ở trong cơ thể đào tạo một chân nguyên phù. Cần biết cái này chân nguyên phù cần không ngừng hấp thu tu sĩ thân mình khổ tu mà đến chân nguyên, đào tạo thời gian càng dài, tuy uy lực vô cùng lớn, thực sự nhất định sẽ kéo chậm tu sĩ tiến giai tiến độ. Yêu khuyết rốt cuộc như thế nào, đã có thể nhân giả kiến nhân liễu tương đương. Lúc ấy văn hai thái ra bởi vì muốn toàn lực trùng kích kim đan kỳ, liền không có ở trong cơ thể đào tạo chân nguyên phù, đàm hiên đào tạo một quả. Tiêu phàm một hơi đào tạo ba miếng. Đây là bởi vì, tiêu phàm ỉ vào trong cơ thể có ngân dược lôi bằng nội đan, có thể liên tục không ngừng mà cung cấp đại lượng chân nguyên, chẳng những đủ hắn bản thân tu luyện sử dụng, còn có có dư có thể nhiều đào tạo hai chân nguyên phù. Tính toán thời gian, cái này ba miếng chân nguyên phù tại hắn vùng đan điền cũng chờ đợi 40-50 năm, hấp thu chân nguyên nhiều, đã đến tương đương trình độ khủng bố. Đương nhiên, dùng Thiên phù Diệp chế tác chân nguyên phù, trên lý luận ít nhất có thể đào tạo tốt mấy trăm năm, nếu thật là nói như vậy, chân nguyên phù uy lực mạnh, quả thực khó có thể tưởng tượng, xa xa không chỉ tu sĩ thân mình một kích toàn lực đơn giản như vậy. Tiêu Phàm liền định ít nhất đào tạo đến sau trăm tuổi tái sử dụng. Đến lúc đó, chắc hẳn nhất định sẽ lại để cho đối thủ của hắn chấn động đích. Nhưng là dưới mắt sự tình gấp thực sự bất chấp nhiều như vậy. Chân Nguyên Phù vừa hiện thân ra, cái kia đen nhánh bàn tay lớn tựa hồ tựu phát sắc khác thường, một tiếng khiển trách, theo đen nhánh bàn tay lớn tượng lại toát ra một nhỏ bé bàn tay đến, nhan sắc cũng muốn so bản thể nhạt nhiều lắm, lóe lên đã đến chân Nguyên Phù phụ cận, vào đầu bắt xuống dưới. Cái này pháp bảo biến thành bàn tay lớn, còn có thể tự hành ứng đối đột nhiên xuất hiện uy hát yêu ta ép, nhưng lại khó được. Chỉ tiếc cái này chính là một điểm biến hóa thần thông, thì như thế nào có thể giam cầm được chân nguyên phù? Một đạo ánh sáng nhấp nhoáng. Đạo này ánh sáng là như thế sáng ngời, năm màu đan vào, chói mắt chói mắt, tựa như giữa trưa kiêu dương, bỗng nhiên ra hiện tại huyết trong miệng. dù là ở đây mọi người đều đều là nguyên anh cấp cao thủ, cũng bị loại này chói mắt vầng sáng đâm vào hai mắt đau đớn, Kim lòng không được mà hai mắt nhắm lại, hoặc là nghiêng đầu đi, không dám trực tiếp. Một loại sấm rền cũng tựa như tiếng vang, Phảng phất từ phía chân trời cuồn cuộn mà đến, càng ngày càng là vang dội, trong khoảnh khắc liền thanh như lôi chấn, tại trong đại điện ầm ầm quay cuồng không thôi. Lần này thật sự động tính quá lớn, ngay chính chằm chằm vào oán linh xem cái không ngớt quỷ vật, đều ào ào nghiêng đầu lại. Tràn trề vô cùng linh lực, bỗng nhiên bộc phát ra. Tại sao có thể như vậy? Trấn Nhạc Thần Quân hai hàng lông mày mãnh liệt giơ lên, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc hắn cũng không phải kinh ngạc tại chân nguyên phù bộc phát ra uy lực, tuy cực kỳ cực lớn, nhưng là chưa có thể đuổi đắc thượng nguyên anh hậu kỳ cao thủ một kích toàn lực. Nhiều nhất chỉ tương đương với nguyên anh trung kỳ tu sĩ một kích mà thôi. Nhưng theo tiêu phàm người này kim đan hậu kỳ cảnh giới tiểu bối trong tay phát ra, tự nhiên làm cho người kinh ngạc. Bất quá cái này nếu không phải chấn nhạc thần quân giật mình nguyên nhân thực sự. Thổ linh lực, mộc linh lực, hỏa linh lực, tươi ngon mỏng nước lực, kim linh lực, lôi linh lực phong linh lực cái này trong nháy mắt chấn nhạc thần quân vậy mà cảm nhận được cái này rất nhiều hoàn toàn bất đồng linh lực đập vào mặt thậm chí trong đó còn có hai chủng linh lực ngay chấn nhạc thần quân cũng khó có thể phân biệt rốt cuộc là loại nào thuộc tính linh lực nhưng có thể khẳng định chính là tuyệt đối cùng phía trước bảy thứ linh lực hoàn toàn bất đồng theo chân nguyên phù bên trong vậy mà một hơi bắn ra ra chín chủng trồng bất đồng linh lực đến đây là cái gì bùa như thế nào có thể như thế nghịch thiên trấn nhạc thần quân tuy nhiên không phải chế phù cao thủ đối với chế phù chi thuật cũng không thập phần lạ lẫm trong đầu rất rõ ràng bình thường một tờ linh phù thượng chỉ sử dụng cùng một loại linh lực tung xem như chế phù cao thủ cấp đại sư tiêu chuẩn có thể ở nhất trương phù lục phía trên đồng thời quán chú ba loại bất đồng linh lực đã là cực hạn cuống hồ người mang ba linh thể loại người tu vi giống nhau đều rất có hạn cao không đi nơi nào loại người này luyện chế ra đến linh phù, cái đó sợ sẽ là ẩn chứa ba loại bất đồng linh lực, uy năng cũng nhỏ đến thương cảm, không đáng cười một tiếng. Đây là bởi vì, chấn nhạc thần quân bọn người cũng không biết cái này linh phù là ở tiêu phàm trong cơ thể đào tạo chân nguyên phù, nếu không, không biết muốn ăn kinh đến loại trình độ nào liễu tương đương. Cái này ý nghĩa, tiêu phàm trong cơ thể kỳ thật đồng thời tồn tại chín chủng trồng bất đồng thuộc tính chân nguyên linh lực đồng thời có được bốn loại linh căn tứ linh thể cũng đã thấp kém không chịu nổi, cuối cùng cả đời, tu vi đều rất có hạn, tối đa cũng chính là luyện khí kỳ đệ tử. Về phần ngũ hành đều đủ ngũ linh thể, cơ hồ tự là phàm nhân, ngay bước trên con đường tu tiên tư cách đều không có. Đây là tu chân giới thưởng thức, nhưng hiện tại, tiêu phàm lại có được lấy cửu linh thể. Hơn nữa sáu bảy mươi tuổi khoảng chừng gì đó, cũng đã nửa chân đạp đến vào nguyên anh kỳ, sắp đột phá bình cảnh đối với tu chân giới thưởng thức thật sự là triệt để phá vỡ. bất quá trong lúc này đoàn người cũng không kịp cảm thán. trong tiếng lôi minh một mực giam cầm ở tiêu phàm tiêu phàm đen nhánh bàn tay lớn bỗng nhiên ở phía trong gào thét một tiếng liền từng khúc vỡ vụn mà mở tốn hao một đầu dài vài tấc đen nhánh đoạn côn muốn hướng bên kia thiên minh tử kích bắn đi lập tức ngũ thải quang hoa lóe lên đã bị chân nguyên phù cái bọc đi vào lập tức cực lực dẫy dụa bắt đầu đứng dậy muốn thoát khốn ra muốn nói thiên minh từ cái này pháp bảo vốn là không đến mức như thế trang tế mấu chốt là dưới mắt không người khống chế hoàn toàn là dựa vào pháp bảo bản năng tại làm việc tự nhiên có vẻ thập phần vụng về đen nhánh bàn tay lớn vừa biến mất tiêu phàm lập tức khôi phục thân tự do không nói hai lời thủ đoạn một phen viêm linh chi lưới kiếm dĩ nhiên nắm trong tay toàn thân pháp lực liều lĩnh mà hướng trong đó quán chú mà vào trong khoảnh khắc viêm linh chi lưới kiếm liền do đỏ sậm biến thành đỏ tươi lập tức lại biến thành xanh đầm đìa nhan sắc. Cùng lúc đó, chân nguyên phù bạo liệt ra các loại linh lực, cũng điên cuồng rót vào hỏa diễm đao bên trong, thật dài ngọn gió vậy mà biến thành nhạt màu trắng, thậm chí ngay ngọn gió đều tựa hồ biến thành nào đó hư vô loại tồn tại. Trên huyết trì không nhiệt độ, lập tức trở nên kỳ cao vô cùng, phảng phất thoáng cái rơi vào hỏa trong núi, huyết trong ao một trì nước trong, trong nháy đã bị bốc hơi nhất thời nữa khác còn nhiều tung tính toán tiêu phàm đem tinh viêm quyết tu luyện đến tầng thứ ba, cũng chưa bao giờ đem viêm linh chi lưới kiếm vận dụng đến như vậy cực hạn. Viêm, linh, chém. Tiêu phàm dơ lên cao nhạt màu trắng hỏa diễm đao, theo trong miệng từng chữ từng chữ tué đi ra. Bá. Một đạo dài đến mấy trượng nhạt màu trắng đao mang, vào đầu hướng huyết trì hơi nghiêng thiên minh tử hung hăng đánh rớt. Cứ việc một đao kia hấp thu tiêu phàm hơn phân nửa pháp lực cùng chân nguyên phù cơ hồ nhất thời nữa khắc uy lực, Đối với thiên minh tử như vậy nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ mà nói, cũng chỉ là bình thường mà thôi, nói đến tổn thương hắn, đó là không cần nghĩ. Nhưng mà, đây là đang bình thường dưới tình hình. Nhưng bây giờ cũng không phải là bình thường tình hình. Thiên minh tử đang toàn lực ứng đối oán linh uy hát yêu ta ép. Nếu như bị một đao kia bổ trúng, trí dương chi lực đúng vậy hắn âm hồn chi thân thể khắc tinh, chỉ sợ hắn lập tức sẽ bị thương, linh thân thể không yên. Dùng cũng không cứng lại quỷ thân thể lại ứng đối oán linh, tức phách thần thông, quả thực chính là tự hành muốn chết. Thiên minh tử không chút do dự, lập tức hướng một bên tránh gấp mà đi, tuy nhiên còn cách đắc xa xôi, cái kia nóng bỏng nhiệt độ cao, đã muốn làm hắn rất không thoải mái. Đây hết thảy thoạt nhìn hết sức phức tạp, trên thực tế nhưng lại phát sinh ở trong nháy mắt. Theo oán linh bỗng nhiên ra tay, đến tiêu phàm một đao chém ra, trước sau bất quá một cái hô hấp gian sự tình. Viêm linh chi lưới kiếm chém về sau, tiêu phàm hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không nhìn tới phải trang chém chúng thiên minh tử, dưới chân độn quang cùng một chỗ, ống tay áo gian bảy tám đạo linh phù kích xạ ra, tại không trung hóa vì từng đoàn từng đoàn linh quang, thẳng hướng huyết trì phía đông cái kia phiến cửa đá vào tới, lập tức ẩn vào thạch trong cửa không thấy bóng dáng. Sau một khắc, trên cửa đá ký hiệu lập lè, vầng sáng chói mắt. Tam ca, động thủ. Tiêu phàm quát to một tiếng, một mực nắm chặt thuộc đồng côn hoàng đường rốt cục phục hồi tinh thần lại, lúc này điểm mạnh một cái đầu, hai tay dơ lên cao thuộc đồng côn, bật hơi thanh âm, một côn hướng cái kia phiến cửa đá oanh kích mà đi. Âm âm, một hồi đinh tai nhức óc nổ mạnh lập tức vang vọng cả tòa huyết điện. Vốn là đã bị tiêu phàm bùa phá giải hơn phân nửa phong ấn chi lực cửa đá, tại hoàng đường đem hết toàn lực một côn phía dưới, rốt cục ngăn cản không nổi, ầm ầm sụp xuống lộ ra phía sau cửa một đầu dài trường màu đen phiến đá đường tới, tà tà hướng lên. Đi, tiêu phàm lại là một tiếng hô quát, dưới chân độn quang hào không ngừng lại, trực tiếp xuất vào thạch trong cửa. Hoàng đường động tác mau lẹ, theo sát phía sau. Ngay tại một đám nguyên anh cấp cao thủ đều đều nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm, càng thêm làm cho người mở rộng tầm mắt sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia đoàn tại trên huyết trì lộn mèo, lăn sám vân, mãnh liệt xoay người một cái, lập tức đem cửu âm bạch cốt hoàn biến thành cốt long mang tất cả trong đó, lại một cái chấp động, liền nhanh như thiểm điện loại đi theo hoàng đường phía sau, cũng xuất vào thạch trong cửa. Lại nhìn trên huyết trì không, vậy mà đã muốn rỗng tuếch, cái kia cốt long sớm đã không thấy bóng dáng. Cái này oán linh vậy mà đang tại thiên minh tử hòa một đám quỷ vật ma thú mặt, nghênh ngang mà cuốn đi cái này phỏng chế thông huyền linh bảo. Về phần nó là hay không biết rõ cửu âm bạch cốt hoàn sử dụng phương pháp, phải chăng có thể vận thế cái này bảo vật, vậy thì không được biết rồi. Nói cho cùng, Oán Linh vẫn còn hài nhi kỳ, đối với bất luận cái gì quỷ đạo mấy cái gì đó đều cảm thấy hết sức tò mò. Cái này cửu âm bạch cốt hoàn biến thành cốt long, như thế quỷ khí um tùm, lập tức tựa như trong đêm tối một chiếc đèn sáng, một mực hấp dẫn Oán Linh chú ý, không để cho hắn đến mượn gió bẻ măng, quả thực không có thiên lý liễu tương đương. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại điện một mảnh tĩnh mịch mọi người khỏe tượng đều còn có chút trở lại thẫn thờ, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra tựa như. Đầy tớ nhỏ ngươi dám. Ngay sau đó, một tiếng nổi giận vô cùng hét lớn chấn vang ở trong đại điện. Thiên minh tử cử động giơ tay lên, một tiết trắng hiếu xương cốt ra hiện tại trong tay của hắn, đảo mắt hóa thành một thanh dài ba xích cốt kiếm, hướng về cửa đá bên kia, toàn lực vung lên. Lập tức một cổ lạnh vô cùng ý, bỗng nhiên tuôn ra hiện ra, cốt trên thân kiếm, huyễn hóa ra vô số quỷ ảnh khô lâu, khàn giọng rú thảm lấy, kéo đi thật dài hắc khí, phía sau tiếp trước hướng về cửa đá bên kia chen chúc mà đi, cả huyết điện đều chỉ nghe được tiếng quỷ khóc, mỗi người đều phảng phất lập tức đưa thân vào tầng 18 trong địa ngục, ngay toàn thân huyết dịch đều tựa hồ cũng bị đông cứng liễu tương đương. Tự thích phu nhân phía dưới, yêu thú đều đều biến sắc. Cái này thiên minh tử không hổ là nguyên anh hậu kỳ quỷ đạo đại tu sĩ, một kích dạo oai, quả là tại tư audio điện tử võ tấn bền. Chương 921, trong phòng ấn. Nhưng làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm chính là, Thiên Minh tử cái này nhìn như uy mãnh không đúc một kích, tại nhảy vào cửa đá lập tức, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất cái kia cửa đá là cái cửa đại nước xoáy, trong nháy liền đem Thiên Minh xương nhỏ trên thân kiếm huyễn hóa ra đến quỷ ảnh khô lâu hấp thu đắc sạch sẽ. Cùng lúc đó, phi thân trốn vào cửa đá tiêu phàm cùng hoàng đường đều một tiếng thét kinh hãi, từ giữa không trung rơi thẳng xuống. May mà cửa đá rất nhỏ hẹp, bọn hắn vốn là kề sát đất bay vút, phi đắc cũng không cao, bỗng nhiên từ không trung rớt xuống, cũng vững vàng đứng ở mà, cũng không ngã đắc chật vật không chịu nổi. Về phần theo sát phía sau tiến vào cửa đá oán linh, sớm đã không rên một tiếng, chui vào linh thú hoàn bên trong. Một cổ bàng nhiên sức lực, theo bốn phương tám hướng đẻ ép mà đến, quý trọng Thái Sơn. Cấm bay cấm chế, Cùng loại tình hình, tiêu phàm ngược lại đã từng trải qua, thực sự không chút kinh hoàng. Nhưng là đi lên phía trước hai bước về sau, tiêu phàm hai hàng lông mày lập tức nhanh bắt đầu đứng dậy. Không hề nghi ngờ, cửa đá về sau loại tình hình này, cùng bình thường cấm bay cấm chế tuyệt không giống nhau. Cấm bay cấm chế gần kề chỉ là cấm chế phi đột, trên mặt đất cất bước mà đi, không sẽ phải chịu bất luận cái gì hạn chế, cũng sẽ không cảm giác được bất luận cái gì không khỏe. Nhưng mà dưới mắt lại không giống với. Cái loại này áp lực trầm trọng đến cực điểm, mỗi đi ra một bước, áp lực tựa hồ liền thoảng qua gia tăng một chút. Cứ việc loại này gia tăng cực kỳ nhỏ bé, lại thật sự là tồn tại đích. Nhất niệm đến tận đây, Tiêu Phàm không khỏi thoảng qua hít một hơi lương khí, ngẩng đầu trên lên nhìn lại. Đây là một đầu thật dài phiến đá đường, thật giống như vây quanh tại trên ngọn núi, hai bên là vách núi vách đá, bề rộng chừng mấy trượng. Độ dốc không lớn, có thể nói phi thường bằng phẳng một tia màu đen sương mù, lượn lờ tại trên bậc thang. Càng về sau, sương mù càng dày đặc, ước chừng hơn trăm cấp bậc thang về sau, liền hoàn toàn bị khói đen bao phủ, hoàn toàn nhìn không thấy liễu tương đương. Tiêu phàm vận khởi thiên nhãn thần thông, đáy mắt lục mang lóng lánh, ngoại trừ đi phía trước nhìn nhiều hơn 10 cấp bậc thang, không còn có phát hiện gì là khác. Những này bậc thang, ít nhất đã ở hơn ngàn cấp đã ngoài, có lẽ càng nhiều. Lại không biết cuối bậc thang, sốt cuộc là cái gì chỗ dù là tiêu phàm gặp chuyện trước sau như một chấn định giờ phút này cũng không khỏi đắc trong nội tâm bồn chồn chỉ tiếc hắn đã không có đường lui phía sau là một tiền lớn muốn tánh mạng hắn nguyên anh cấp cao thủ ngoại trừ đi phía trước không có lựa chọn nào khác tốt tại cái phương hướng này ngược lại chính đông cùng quẻ tượng chỗ bày ra hoàn toàn nhất trí huynh đệ tại đây rất cổ quái hoàng đường trong miệng nói như vậy lấy dưới chân lại một lát không ngừng đi nhanh về phía trước chạy vội, một hơi tựu leo lên hơn 10 cấp bậc thang, bất quá tốc độ lại càng ngày càng chậm, đến 20 mấy cấp bậc thang về sau, cùng với bình thường đi bộ tốc độ không xê xích bao nhiêu. Thật sự vẻ này không hiểu áp lực quá mức trầm trọng, tung tính toán hoàng đường là yêu thú chi thân thể, cũng cảm thấy có chút không thể chịu được kinh sức lực. Hoàng đường sắc mặt lập tức trầm xuống, tâm cũng trầm xuống. Vội vội vàng vàng quay đầu hướng phía lúc đầu nhìn lại dùng bọn hắn hiện tại tốc độ như vậy phía sau những kia lão quái vật rất nhanh sẽ đuổi theo vậy cũng thật sự chỉ có thể khoanh tay chịu chết liễu tương đương nguyên anh sơ kỳ cấp bậc không nói trước chỉ cần là nguyên anh trung kỳ đã ngoài tiêu chuẩn đích mặc cho ai ra tay hai người bọn họ đều gánh không được cái này sau này xem xét hoàng đường không khỏi ngây ngẩn cả người chỉ thấy thiên minh tử đứng ở cửa đá lối ra chỗ đó lại cũng không bước trên bậc thang tựa hồ có đồ vật gì đó lại để cho hắn thập phần kiêng kỵ chẳng những thiên minh tử như thế mặt khác quỷ vật cùng ma thú đều tập trung lách vào tại cửa đá nơi không có ai đuổi tới tiêu phàm mỉm cười nói ra áp lực này đối với ai cũng là giống nhau chúng ta không dễ chịu bọn hắn cũng đồng dạng không dễ chịu hoàng đường đi theo cười ha ha cười không ngừng một nửa Tự kiết nhiên nhi chỉ hai hàng lông mày nhân lại nói ra cái kia cũng không đúng a hát cho dù lại không dễ chịu, bọn hắn cũng nên truy chúng ta a hát. Chẳng lẽ bọn hắn biết rõ phía trước có càng thêm nguy hiểm mấy cái gì đó, cho nên không dám truy tới. Cái này là hoàng đường trong lời nói lời ngầm. Ngay nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều sợ đích, hội là cái gì? Tiêu phàm tự nhiên minh bạch hoàng đường lo lắng, lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bọn hắn không truy, có thể là bởi vì nơi đây đang đứng ở phong ấn đại trận trọng yếu nhất chỗ, phong ấn chi lực mạnh nhất đối với bọn họ thực tế như thế. Cũng đừng quên, cái này đại trận năm đó chính là vì diệt gợi yêu ta bọn hắn mà thành lập đích. Hoàng đường vừa nghe, quả nhiên có lý, lập tức vui vẻ ra mặt, cấp cấp nói ra, nói như vậy, chúng ta an toàn. Quỷ vật cùng ma thú cũng không thể đuổi theo, chẳng phải là vô tư rồi. Tiêu phàm rồi lại nhẹ nhàng lắc đầu, hai mắt nhắm lại, thấp giọng nói ra, tam ca đừng quên, chấn nhạc thần quân bọn hắn vẫn còn. Hoàng Đường biến sắc, nói ra, bọn hắn không đến mức hồ đồ như vậy a. À? Chẳng lẽ sẽ cùng quỷ vật hợp tác? Tiêu Phàm lạnh nhạt nói ra, cái này nhưng nói không chính xác, trấn nhạc thần quân những người này trong mắt, cho tới bây giờ đều chỉ có lợi ích. Chỉ cần thiên minh tử bọn hắn có thể trả giá đủ nhiều chỗ tốt, nhất định sẽ có người động tâm đích. Trên thực tế, ngay tại Tiêu Phàm cùng Hoàng Đường thảo luận vấn đề này thời điểm, bên kia đàm phán đã bắt đầu liếu tương đương thiên minh tử gắt gao nhìn chằm chằm tiêu phàm cùng hoàng đường dần dần đi xa bóng lưng liếc lập tức nghiêng đầu lại nhìn về phía trấn nhạc thần quân hai tay liền ôm quyền nói ra thần quân chúng ta làm tiếp cái giao dịch như thế nào trấn nhạc thần quân lạnh nhạt hỏi giao dịch gì thỉnh thần quân tự thân xuất mã đem hai người kia đuổi trở về cửu âm thành tất có thâm tạ thiên minh tử không có quanh co lòng vòng trực tiếp nói ra trấn nhạc thần quân không nhúc nhích chút nào chỉ là hỏi Thiên Minh Đạo Hiếu, ngươi còn không có nói cho ta biết nơi đó là cái gì chỗ, các ngươi vì cái gì không đuổi đi lên? Thiên Minh Tử không chút do dự đánh đáp, chỗ này cửa đá về sau là phòng ấn đại trận trọng yếu nhất chỗ, phòng ấn chi lực hơn phân nửa tập trung ở lần này. lên bậc thang, tất cả pháp lực chân nguyên cũng khó khăn dùng thay đổi, chỉ có thể bằng vào thân thể chi lực, từng bước một về phía trước. từ trước là chúng ta thế giới dưới lòng đất chư vị đồng đạo cấm địa. Chúng ta cho dù truy vào đi cũng vô dụng, đã bị áp lực thật sự quá lớn, dùng không được bao lâu, tụ nửa bước khó đi. Chúng ta đây lại có cái gì đặc biệt hay sao? Lần này, nhưng lại thích phu nhân chọc vào miệng hỏi. Đương nhiên không giống với, các ngươi là người từ ngoài đến, là thoi ma giới tu sĩ. Cái này đại trận phong ấn chi lực, đối với các ngươi ảnh hưởng không có lớn như vậy. Hơn nữa chư vị đều đều là thú tộc đồng đạo, thân thể mạnh tại phía xa nhân loại bình thường tu sĩ phía trên, chắc hẳn kia nhân loại tiểu tử, khẳng định không phải chư vị đối thủ. Chỉ cần thần quân chịu xuất mã, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Nói xong, thiên minh tử lại là vừa chắp tay. Chấn nhạc thần quân lại cười nhạt một tiếng, nói ra, trừ lần đó ra, chỗ đó còn có đồ vật gì đó. Ta không tin nơi đó là một mảnh tĩnh mịch chi địa. Thiên minh tử cười khổ một tiếng, nói ra, thần quân ngươi xác thực đem ta hỏi khó rồi, cái kia trên bậc thang, khói đen ở chỗ sâu trong, rốt cuộc có đồ vật gì đó, chúng ta ai cũng không biết. Bởi vì chưa từng có người có thể xâm nhập đến nhất trung tâm khu vực đi, cho nên, thần quân vấn đề này, xin thứ cho lão phu khó có thể trả lời. Thiên minh đạo hiếu, tất cả mọi người là người biết chuyện, chúng ta không ngại nói trắng ra. Đây là các ngươi nhà mình sự tình, ta nhưng chẳng muốn lẫn vào tiến đến. Mắt thấy thiên minh tử bên người cương thi, trắng muốt khô lâu bọn người nguyên một đám hai mắt phóng hỏa, chấn nhạc thần quân lại càng thêm dù bận vẫn ung dung, bất tử bất tật. Không đợi thiên minh tử mở miệng, cương thi đã muốn rất táo bạo kêu lên, chấn nhạc thần quân, người không nên quá phận. Đại ca chịu cho các người địa đồ, tha các người đi, đó là bởi vì cửu âm bạch cốt hoàn luyện chế không thể trì hoãn. Hiện tại cửu âm bạch cốt hoàn đã không có, bị các người dẫn người tiến vào loại tiểu tử cướp đi. Các người phải có một bàn giao, nếu không, người nghĩ rằng chúng ta còn có thể nhẹ nhàng như vậy tự tha các ngươi rời đi sao? Chấn nhạc thần quân sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, người đang ở đây uy hát yêu ta ép ta. Thiên minh tử chậm rãi nói ra, uy hát yêu ta ép chưa nói tới, ta nhị đệ chỉ nói là một sự thật mà thôi. Thần quân nhất định phải minh bạch, trên thế giới này không có vĩnh hằng địch nhân, cũng không có vĩnh hằng bằng hiếu, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Chúng ta hợp tác cùng có lợi, phân tác chính là tổn thương. Điểm này, ta tin tưởng thần quân cũng là rất rõ ràng đích. Chấn nhạc thần quân cười lạnh một tiếng, nói ra, bất kể thế nào nói, các ngươi vô cùng đơn giản mấy câu, đã nghĩ muốn chúng ta xâm nhập hiểm địa, không công đi cho các ngươi dốc sức liều mạng, thế gian không có đạo lý này. Thiên minh tử tụ nở nụ cười, màu đen đám xương nhẹ nhàng run run. Chấn nhạc thần quân trên thực tế đã muốn đáp ứng rồi, kế tiếp cần đích, chính là điều kiện. Chỉ cần mình có thể trở ra khởi làm cho đối phương giá vừa ý, những ngày yêu thú cũng không ngại đương làm một hồi đuổi bắt thợ săn. Chỉ cần thần quân chịu ra tay giúp đỡ, tại hạ không cho thần quân cùng chư vị thú tộc đồng đạo bạch bề bộn hồ. Thiên minh tử nói xong, giơ tay lên, một màu đen bình ngọc trực tiếp hướng chấn nhạc thần quân bay đi. Chấn nhạc thần quân thân thủ bắt lấy, cẩn thận đánh giá một phen, lúc này mới vạch trần yết đi nắp bình thượng bùa, đem bình ngọc mở ra, lập tức một cổ cực kỳ cay độc khí tức thoáng cái tràn ngập ra đến, chấn nhạc thần quân cũng không nộ phản hỉ lập tức theo trong bình ngọc đổ ra một quả đậu nành đại dược hoàn, niết trong tay, tinh tế xem, hơi khoảnh, trong mắt hiện lên một vòng khác thường kinh hỉ. Thần quân thấy được chưa, đây là lão phu tự tay luyện chế cửu âm đan, cái này cửu âm đan không có cái khác công hiệu, tự đồng dạng, nếu như cùng mặt khác đan dược cùng phục lời mà nói, bất kể là đan dược gì, cửu âm đan đều có thể lại để cho dược hiệu lăng không gia tăng hai thành đã ngoài, nếu như vận khí tốt lời mà nói, thậm chí gia tăng ba thành đô là hoàn toàn có khả năng đích thiên minh tử chậm rãi nói ra. Cái gì? Chấn nhạc thần quân còn có thể chấn định, mặt khác yêu thú đã muốn cùng một chỗ lên tiếng kinh hô, gắt gao nhìn thẳng chấn nhạc thần quân trong tay cái kia khỏa dược hoàn, đều đều lộ ra lại là kinh hỉ lại là tham lam biểu lộ. Lăng không gia tăng hai thành hoặc là ba thành dược hiệu, nghe tựa hồ không thế nào đích, nhưng trên thực tế, lại là chân chính nghịch thiên chi vật. Thử nghĩ những kia dùng để đột phá tu luyện bình cảnh đan dược, bình thường tỷ lệ cũng sẽ không rất cao, có một một thành khoảng chừng gì đó, đã muốn rất khó lường. Mà tăng thêm cửu âm đan, lại bỗng nhiên lại để cho cái này tỷ lệ gia tăng đến 3 thành thậm chí 4 thành, thật là là bực nào kinh người. Thần quân, ta biết rõ người không lâu nhận được rồi một khỏa nguyên linh đan, có thể cho tiến giai ngộ linh kỳ tỷ lệ đề cao hai thành, nếu hơn nữa một khỏa cửu âm đan lời mà nói cơ hồ thì có một nửa thành công tỷ lệ. Thiên minh tử lời nói chỉ nói một nửa liền dừng lại liễu tương đương chấn nhạc thần quân hạng dạng người, trong chuyện này lợi và hại được mất, đã sớm suy nghĩ đắc nhất thanh nhị sở. Bất kể thế nào nói, có gần nửa cơ hội tiến giai ngộ linh kỳ, đối với bất luận cái gì một gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mà nói, đều là khó có thể kháng cự thật lớn hấp dẫn. Chấn nhạc thần quân cũng đồng dạng chống cự không ngừng loại này hấp dẫn. Hắn lần này mạo hiểm tiến nhập thế giới dưới lòng đất, bản chính là vì tìm kiếm phụ trợ tiến giai ngộ linh kỳ đan dược mà đến chương 922, đuổi gợi yêu ta ết. Tiêu phàm cùng hoàng đường lên tới thứ 35 cấp bậc thang thời điểm, không thể không dừng lại, chỉ hoãn một hơi. Đô la. Hoàng đường bản thể là đồng giáp gấu, dùng thân thể cường hoành chứ danh, tại áp lực này trầm trọng đến cực điểm chỗ, ngược lại so mặt khác nguyên anh cấp tu sĩ càng thêm như ngư đắc thủy một ít. Tiêu phàm thân vì nhân loại tu sĩ, vốn là thật lớn hoàn cảnh xấu, nhưng hắn 30 năm đến, một mực khổ luyện cự linh tộc thiên phú thần thông, thân thể mạnh hoành tại phía xa bình thường yêu thú phía trên một khi hắn kích phát cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt đại thần thông tung xem như hoàng đường cũng chỉ có thể cam bái hạ phong tuy nhiên như thế một hơi leo ba mươi mấy cấp bậc thang hai người cũng hiểu được thật sự khó có thể ngăn cản cái này như núi áp lực chỉ có thể dừng lại lược sự tình nghỉ ngơi khôi phục một một ít thể lực nói sau liền vào lúc này thiên sơn quân thương kỳ cùng mặt khác hai đầu hóa hình sơ kỳ yêu thú cũng theo cửa đá nơi hiện thân, bước lên bậc thang. Tiêu Phàm cùng Hoàng Đường liếc nhau, đều đều có chút biến sắc. Thiên Sơn Quân cùng Thương Kỳ không cần phải nói rồi, hai người đều là dùng thân thể cường hoành chứ danh tại trời xanh núi đại năng chi sĩ, riêng lấy thân thể cường hoành mà nói, tung xem như chấn nhạc thần quân cũng có vẻ không bằng. Hơn nữa bên kia có Thiên Minh Tử Hòa Ba Thủ Ma Lang như vậy hai gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tại, chấn nhạc thần quân cũng khó có thể tùy tiện leo lên bậc thang không quan tâm đuổi theo gờ yêu ít tiêu phàm cùng hoàng đường. Cần gấp nhất chính là, ai cũng không cho rằng, dựa vào hai gã hóa hình trung kỳ cùng hai gã hóa hình sơ kỳ yêu thú, còn bắt không được tiêu phàm hoàng đường hai người, một cái tuy là hóa hình sơ kỳ yêu thú, cũng đã bản thân bị trọng thương, đến khó khăn lắm dầu hết đèn tắt chi cảnh, tên còn lại dứt khoát cũng chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, còn là một nhân loại tu sĩ. Song phương thực lực như thế cách xa, chỉ cần một đuổi theo, thắng bại sinh tử thì định rồi, cái này không có bất kỳ lo lắng. Đi." Hoàng Đường khẽ quát một tiếng, cất bước liền hướng rất cao bậc thang đi đến. Tráng kiện thân hình, có chút có một tí run rẩy. Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống, nhẹ giọng hỏi, "Tam ca, đính đến ở sao?" "Cũng thích." Hoàng Đường hít sâu một hơi, ra sức bước lên rất cao bậc thang. Lại hướng lên leo vài bước bậc thang, Tiêu Phàm cùng Hoàng Đường nhìn lại, không khỏi kinh hãi chỉ thấy trong khoảng khắc, thiên sơn quân bốn người đã leo hơn 10 cấp bậc thang, tốc độ cực nhanh, vượt qua sa tiêu phàm cùng hoàng đường có thể so sánh. Mặc dù phía dưới bậc thang áp lực không bằng bên trên bậc thang như vậy trầm trọng, thiên sơn quân đợi tốc độ của con người. Cũng không sai biệt lắm so tiêu phàm hoàng đường nhanh gần gấp đôi. Cứ theo đà này, dùng không được bao lâu, cũng sẽ bị đuổi theo liễu tương đương. Điều này sao có thể? Hoàng đường tuyệt không tin giống như nói. Thiên Sơn quân cùng Thương Kỳ cũng thì thôi, hai người tu vi vốn là tại hắn phía trên, mặt khác hai đầu biến hóa yêu thú, cùng hắn, chỉ là sơ kỳ cảnh giới, luận thân thể mạnh hoành, còn không bằng hắn. Bị phong ấn chi lực áp chế cơ hồ toàn bộ pháp lực về sau. Sao có thể có thể ở cái này trên bậc thang leo đắc như vậy mau lẹ? Nhất định có cái gì cho? Hoàng đường trăm mối vẫn không có cách giải. Tiêu phàm nhíu mày nói ra, hẳn là những kia quỷ vật hoặc là ma thú giáo hội bọn hắn cái gì bí quyết, dù sao nơi này là cửu âm thành địa phương. Cái này suy đoán, cơ bản cũng là sự thật liễu tương đương. Đã nhiều năm như vậy, thiên minh tử đợi cửu âm thành đại thủ lĩnh. Không có khả năng đối với cái này cửa đá về sau thế giới không làm một điểm nghiên cứu thăm dò. Cứ việc nơi này là phong ấn đại trận trọng yếu nhất chỗ, đối với quỷ vật cùng ma thú có cơ hồ vô hạn khắc chế chân áp chi lực, cuối cùng bọn họ đều là nguyên anh cấp lão quái vật vài ngàn năm trước kia thậm chí còn đặt chân qua ngộ linh kỳ đại cảnh giới có thể nói kiến thức rộng rãi túc trí đa mưu thời gian dài như vậy nghiên cứu xuống tổng cũng có thể tìm tới một ít phương pháp tốt nhưng là bất kể thiên minh tử bọn hắn cố gắng như thế nào muốn hết mọi biện pháp tối đa cũng có thể đi đến năm sáu chục cấp bậc thang lại hướng lên là thật sao nửa bước khó đi đã từng có một tên nhập vào thân cương thi nguyên anh trung kỳ quỷ tu dựa vào lấy cương thi thân thể cường hoành ngạnh xanh xanh leo lên thứ 70 cấp bậc thang, kết quả là vĩnh viễn ở lại nơi đó, bị cực lớn phong ấn chi lực đè ép đắc bạo thể mà vong, thân thể thành bùn, thậm chí ngay nguyên thần đều gặp trọng thương, cuối cùng nhất tan thành mây khói. Từ đó về sau, tự không còn có quỷ vật có can đảm leo lên bậc thang liễu tương đương. Cần biết cái này phong ấn đại trận, năm đó đã từng phong ấn chấn áp thôi sổ dĩ ngàn vạn kế thất dạ giới quỷ tu cùng ma tu, trong đó không thiếu ngộ linh kỳ siêu cấp lớn có thể đều đều ở chỗ này bị đại trận phai mờ, Thủy Trung vô pháp đột phá phong ấn chi lực, cũng vô pháp cưỡng ta ép hát yêu mở ra giới diện thông đạo, trở về thất dạ giới đi. Hôm nay bất quá là tàn hồn phục sinh, càng thêm không có khả năng khiêu chiến đại trận phong ấn chi lực. Nhưng mà thiên minh tử bọn hắn đã từng cái kia chút ít nếm thử, cũng không thể bảo hoàn toàn vô dụng, ít nhất hiện tại, tự phái lên công dụng bọn hắn đem lục lọi ra đến phương pháp cùng đã từng phối trí yếu bớt phong ấn chấn áp chi lực đan dược một tia ý thức giao cho thiên sơn quân thương kỳ bọn người, ít nhất phía trước bên cạnh mấy chục cấp trên bậc thang, có thể cho bọn hắn bao nhiêu triệt tiêu bộ phận phong ấn chấn áp chi lực, tốc độ rất là tăng nhanh. Tiêu phàm, đừng chạy rồi, có gan tựu dừng lại, làm rất tốt một trận chiến. Lúc này ngươi cho dù lại dùng hóa yêu nước, lão tử cũng không thèm để ý liễu tương đương vang lên bên tai thiên sơn quân hung dữ thanh âm nhìn ra được thiên sơn quân đối với tiêu phàm có thể nói là căm thù đến tận xương tủy đường đường hóa hình trung kỳ yêu thú bị một gã nhân loại kim đan tu sĩ đánh cho đại bại mà chạy quả thực mất hết thể diện vô luận như thế nào thiên sơn quân nhất định phải tìm về cái này mặt mũi nếu không việc này có khả năng trở thành tâm ma của hắn ảnh hưởng đến hắn trên việc tu luyện tiến cảnh đây cũng là thiên sơn quân không chút do so dự đáp ứng tự mình đuổi gỡ yêu ta ết tiêu phàm nguyên nhân. Đương nhiên, chấn nhạc thần quân cũng được hắn điều phối ra tới chuyên môn chống cử hóa yêu nước đan dược, phân cho bốn người bọn họ mỗi người một khỏa, nuốt xuống dưới. Năm đó chấn nhạc thần quân đã từng đi qua hóa yêu ma hồ, cùng thích phu nhân cùng một chỗ, cẩn thận nghiên cứu qua chống cử hóa yêu nước phương pháp xử lý. Dựa theo thú tộc sách cổ ghi lại, điều phối loại đan dược này, tuy nhiên vẫn không thể xâm nhập đến ma hồ dưới đi mở khải thông đạo nhưng đối với tại chút hít hóa yêu nước tập kích đã có chống cự chi lực nếu không có loại đan dược này thiên sơn quân cho dù lại hận tiêu phàm cũng chưa chắc dám đổi theo thực tế tại đây phong ấn hạch tâm nơi chân khí pháp lực cũng khó khăn dùng thay đổi chỉ có thể sát người vật lộn tiêu phàm một khi vận dụng hóa yêu nước cận thân tập kích ngay nửa phần né tránh cơ hội đều không có cái kia quả thực chính là tự hành muốn chết Tiêu phàm trong nội tâm có chút trầm xuống. Biết rõ chính mình có hóa yêu nước, thiên sơn quân còn dám xung trận ngựa lên trước mà truy đem đi lên, không hề nghi ngờ là tìm được rồi đối kháng hóa yêu nước phương pháp. Chính mình lớn nhất dựa vào, lập tức liền mất đi uy hát yêu ta ép tác dụng. Dùng hắn và hoàng đường thực lực, đối mặt thiên sơn quân thương kỳ đợi bốn con yêu thú, thật sự không thể lạc quan. Bất quá trong lúc này, cũng không phải khẩn trương buồn nản thời điểm, tiêu phàm hít sâu một hơi, nhanh hơn vài phần hướng lên leo tốc độ. Lên tới hơn 40 cấp bậc thang thời điểm, áp lực chi cực lớn, đã đến trình độ cực kỳ kinh khủng, tiêu phàm toàn thân cốt cách cạc cạc rung động, tựa hồ tùy thời cũng có thể phanh, mà một tiếng, đứt gãy ra. Mà một bên hoàng đường, tình hình cũng cũng không khá hơn chút nào, lông xù ra mặt trướng đến đỏ bừng. Tiêu phàm hít sâu một hơi, mãnh liệt thân thẳng thân thể, toàn thân mỗi một chỗ các đốt ngón tay, đều phát ra, răng rắc, bạo vang lên thanh âm, thon dài thân hình, tựa hồ bỗng nhiên trở nên tráng kiện ba phần, một cổ kinh người sức lực, lập tức theo trong cơ thể hắn thẳng lộ ra đến. Nhưng lại đã muốn kích phát cự linh tộc kim cương thiết cốt thần thông. Cái này kim cương thiết cốt không hổ là cự linh tộc hai đại thiên phú thần thông một trong, mỗi lần bị trở nên gay gắt đi ra, tiêu phàm lập tức khí lực tăng nhiều, mở ra đi nhanh, trên lên liên tiếp leo hơn 10 bước bậc thang. Tốt! Hoàng đường vừa thấy, vừa mừng vừa sợ, lông xù cánh tay một phen, một cái đỏ tươi bình ngọc di động hiện ra, hoàng đường từ đó đổ ra một quả lớn bằng ngón cái đỏ tươi đan dược, mùi máu tanh xông vào mũi. Tiêu phàm lập tức trao nổi lên lông mày. Dùng hắn y đạo chi tinh, tự nhiên vừa nghe chỉ biết, hoàng đường viên đan dược kia bên trong, ẩn chứa cực kỳ khổng lồ huyết đạo chi lực. Loại đan dược này, cùng với hắn huyết đan đồng dạng, có thể trong thời gian ngắn cưỡng ép hát ta ép bổ đầy khô kiệt chân nguyên, thậm chí tăng lên một chút thực lực, nhưng một cái giá lớn nhưng lại huyết đạo tà khí xâm nhập ngũ tạng lục phủ, lại cũng khó có thể loại trừ. Lúc trước hắn nếu không phải nhận được rồi, nam cực tiên ông linh dược viên, lại tinh nhiên, nam cực y kinh cùng, nam cực sách thuốc kịp thời chế biến ra giải độc đan dược đến, huyết đạo tà khí sớm đã thâm nhập đến hắn trong xương tủy, ở đâu còn có thể sống tới ngày nay. Viên đan dược kia, hoàng đường tại đã từng cùng thiên sơn quân đối chiến, cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh dưới tình hình, đều không có dùng, có thể thấy được cũng không phải không nỡ, mà là thật sự hậu hoạn vô cùng, không dám đơn giản nuốt. Chỉ sợ lưu lại di chứng, so huyết đan còn muốn khó trị. Nhưng mà giờ này khắc này, hoàng đường lại không chút do so dự đem lấy đi ra, chuẩn bị ăn vào đi. Tam ca, tiêu phàm kêu một tiếng. Hoàng đường ha ha cười một tiếng, khoát tay áo, đem đan dược mãnh liệt ném vào trong miệng, một ngụm nuốt xuống. Vô luận như thế nào, hắn không thể trở thành tiêu phàm vướng víu. Hoàng đường trong nội tâm rất rõ ràng, mình nếu là theo không kịp, tiêu phàm tuyệt sẽ không vứt xuống dưới một mình hắn, một mình chạy trốn. Ở phương diện này, hắn và tiêu phàm tính cách kinh người địa tương giống như, đều là nhất giảng nghĩa khí đích. Cái này đương lúc, trước nhai xem qua trước đạo này cửa ải khó nói sau, cái khác đều đành phải vậy. Viên đan dược kia dược tính quả nhiên cực kỳ phách đạo, hoàng đường vừa mới một nuốt xuống dưới, một lát quang cảnh, sắc mặt bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, tựa như máu tươi giống nhau nhan sắc, toàn thân đều lộ ra một cổ mãnh liệt mùi máu tanh, đôi mắt nhỏ ở phía trong lại càng huyết quang ẩn hiện, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một tia điên cuồng ý. Xem ra cái này đan dược chẳng những phách đạo, còn sẽ ảnh hưởng tâm tính. Thật giống như thương kỳ đồng dạng, kích phát thiên phú thần thông thời gian quá dài, đã muốn tẩu hỏa nhập ma, bị lạc bản tính. Bất quá trong khoảng khắc, hoàng đường vốn là nhỏ mạnh hết đà suy yếu khí tức hế quét là sạch, mà chuyển biến thành đích, là một cổ cực kỳ cường thịnh khí tức, tựa hồ trong nháy tựu thay đổi một người tựa như, trở nên tinh thần no đủ, tinh thần phấn chấn bồng bột. Đơn tựu dược tính mà nói, ngoại trừ ngân dược lôi bằng máu huyết, tiêu phàm còn chưa bao giờ thấy qua thấy hiệu quả như thế thần tốc đan dược. Chỉ là một nghĩ đến dùng ngân dược lôi bằng máu huyết, cưỡng ép hát yêu ta ép kích phát lôi bằng biến thân di chứng, tiêu phàm thì có điểm không rét mà run. Huynh đệ, đi! Hoàng đường tinh thần đại chấn, mở ra đi nhanh, liền hướng thượng leo mà đi chỉ chốc lát, tự leo lên hơn 10 cấp bậc thang. Nhưng tung tính toán như thế, cũng có lẽ hay là so ra kém thiên sơn quân bọn người đuổi theo tốc độ, dù sao thiên minh tử bọn người nhiều năm như vậy thăm dò nghiên cứu, rất không cho không, bí quyết có lẽ hay là rất có tác dụng đích, truy binh cách bọn họ càng ngày càng gần liếu tương đương. chương 923, Phản g yêu S. Song phương một đuổi một chạy, dần dần leo lên hơn trăm cấp bậc thang, tiến vào hắc trong sương mù, cửa đá nơi đang trông xem thế nào thiên minh tử bọn người, đã muốn nhìn không tới mấy người thân hình. Nhưng thân ở hắc trong xương mù người, phản thật không có đã bị ảnh hưởng lớn như vậy, lẫn nhau còn có thể nhìn rõ ràng đối phương. Đó là bởi vì, truy binh đã muốn gần trong gang tắc. Tiểu bối, nhìn ngươi còn hướng trốn chỗ nào. Thiên sơn quân đại hỉ như điên thanh âm, cơ hồ ngay tại tiêu phàm sau lưng vang lên, tiêu phàm cái gì thậm chí đã có thể ngửi được thiên sơn quân trên người phát ra cuồng bạo khí tức vừa vặn lúc này, tiêu phàm đã đi tới một cái tương đối rộng lớn khu vực nền tảng, đúng vậy trăm bước nơi. Xem ra cái này bậc thang xây dựng, chính là một trăm bước làm một người đoạn. Mỗi một trăm bước nơi, hội thiết một cái khu vực nền tảng. Rốt cuộc có cái gì chú ý, cái này đương lúc, tiêu phàm lại nói đó có thời gian đi tinh tế nghiên cứu. Lúc này quay người lại, thiếu chút nữa cùng với thiên sơn quân mặt đối mặt liễu tương đương. Như thế nào, không trốn sao, thiên sơn quân giữ tợn cười rộ lên, hậu bối đại khảm đao một hoành, bộc lộ bộ mặt hung ác. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, bất tử bất tật mà lấy ra viêm linh chi lưới kiếm, nhẹ nói nói, đã chỉ có các hạ một người truy đến nơi này, vậy trước tiên đem người giải quyết hết nói sau. Cứ việc có thiên minh tử bọn người truyền thụ cho bí quyết cùng đan dược gia trì, đuổi tới năm sáu chục cấp bậc thang về sau, có lẽ hay là phân ra cao thấp, thiên sơn quân truy tại trước nhất bên cạnh, thương kỳ rớt lại phía sau bảy tám cấp bậc thang, hai gã khác hóa hình sơ kỳ yêu thú, lại rớt lại phía sau hơn 10 cấp bậc thang. Nghe đi lên hơn 10-20 cấp bậc thang, khoảng cách rất gần, thực tế đối với cái này chút ít thần thông quảng đại hóa hình kỳ yêu thú mà nói, cơ hồ chỉ cần vừa cất bước đã đến. Nhưng đó là chỉ tình huống bình thường, tại đây trên bậc thang, mỗi bước ra một bước đều quý trọng thiên quân, tung xem như thân thể đặc biệt cường hoành yêu thú, cũng cảm thấy đặc biệt cố hết sức. Vượt qua cái này 20 cấp bậc thang, phải cần thời gian nhưng một điểm không ngắn. Phải không? Ha ha! Thiên Sơn quân ngửa mặt lên trời cười ha hả thanh âm trấn khắp nơi. Đây là hắn nhiều năm qua nghe qua buồn cười nhất chê cười, một gã chính là nhân loại kim đan tu sĩ, vậy mà luôn mồm muốn tiêu diệt gỡ yêu ta ít hắn Thiên Sơn quân. Hoàng đường nhoáng một cái thục đồng côn, bước lên một bước, quát có cái gì buồn cười đích, tiêu huynh đệ một người thu thập không được ngươi, vậy thì hơn nữa ta hoàng đường vừa vặn cùng thằng nhãi này giải quyết xong ân oán. Ha ha, rất tốt, ta vốn không có ý định cho các ngươi chạy trốn một cái. Chịu chết đi. Thiên Sơn quân một tiếng quát lớn, hai tay giơ lên cao hậu bối đại khảm đao, mãnh liệt hướng tiêu phàm đánh rớt. Cứ việc chấn nhạc thần quân cho hắn ăn vào chống cử hóa yêu nước đan dược, nhưng hóa yêu nước kịch độc, thật sự lại để cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu, vô luận như thế nào, hay là trước giải quyết hết tiêu phàm nói sau thừa kế tiếp hữu dũng vô mưu hoàng đường, vậy là tốt rồi đối phó rồi. Còn bà nó chứ cầu tặc, ăn lão tử một côn. Hoàng đường không chút khách khí, không đợi thiên sơn quân một đao đánh xuống, sớm đã nghiêng đâm chọc ở phía trong một côn chọc ra, thẳng đến thiên sơn quân dưới nét uy hát yêu ta Cái này một côn trên cơ bản không có bất kỳ đường lối, đường theo động tác võ thuật đáng nói, nhưng lại nhanh vừa ngoan, rất được cận thân chém gỡ yêu ta chân lý. Thân là yêu thú, Vô Luận Hoàng Đường có lẽ hay là Thiên Sơn Quân, đều không đại khả có thể đi luyện tập nhân loại nhân gian võ thuật, chỉ là dựa vào đẳng cấp cao yêu thú bản năng tại chém G.I.O.T.A.S. Thiên Sơn Quân cả kinh, bất chấp công kích Tiêu Phàm, cấp cấp đem đại khảm đao dưới lên trầm xuống, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, dập đầu mở Hoàng Đường thuộc đồng côn. Tiêu Phàm không khỏi âm thầm hít vào một hơi. Động tác này, thì Thiên Sơn Quân cao như vậy ra yêu thú có thể tự tự nhiên nhưng mà làm ra đến đặt tại phàm nhân thế giới cho dù ngươi là công tham tạo hóa tuyệt đỉnh cao thủ cũng tuyệt đối khó có thể ở nửa đường biến chiêu binh khí đã muốn bổ ra một nửa lại như thế đại lực thu về trước sẽ đem chính mình đánh cho tạng phủ trọng thương thổ huyết không ngừng yêu thú thân thể cường hoành biến chiêu mau lẹ quả nhiên không thể tầm thường so sánh tiêu phàm một tiếng quát nhẹ toàn thân khớp xương tích đùng ba tương đương một hồi bạo vang lên không chút do dự mà kích phát cự linh biến thân lập tức cao tới ba trượng bàng rộng rãi eo tròn, trên người bạch sáng lóng lánh, huyền tinh giáp di động hiện ra, đem cực đại thân hình kết kết thật thật cái bọc ở bên trong, màu trắng mũ bảo hiểm cũng tựa đầu sọ nghiêm nghiêm mật mật địa phòng hộ bắt đầu đứng dậy, hai tay nắm chặt màu đỏ sậm ngọn lửa trường đao, ta ta chỉ hướng bên phải, dưới cao nhìn xuống mà chừng ở thiên sơn quân. Tựa như ma thần đến thế gian giống nhau, uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí. Hắc hắc, thực cho rằng học chút gà mờ cự linh thú thiên phú thần thông, tự dám cùng lão tử cứng đối cứng rồi nói cho người biết kém xa nhì a à, thiên sơn quân cũng là một tiếng quát lớn trên người hào quang loạn tránh trong khoảnh khắc cũng biến ảo thành thân cao ba trưởng cự nhân trường miệng đại tai đôi mắt nhỏ ở phía trong hung quang bắn ra bốn phía một kiện tông màu nâu chiến giáp di động hiện tại tiêu phàm trước mắt cái này chiến giáp tuy nhiên nhìn về phía trên không chút nào thu hút còn có vài nơi rất nhỏ tổn hại nhưng lại phong cách cổ giạt rào làm cho người vừa thấy phía dưới thì có thâm bất khả chắc cảm giác. Huynh đệ, khỏi phải cùng hắn nói nhảm, đuổi tại cái khác người tới trước kia, gỡ yêu ta cầu tặc kia. Hoàng đường cao rộng quát, cũng biến hóa nhanh chóng, hóa thành cao tới mấy trượng cự nhân, người mặc đất hoàng đồng giáp, hai tay nắm chặt thục đồng côn, hô, mà quét ngang qua. Đương làm, đao côn tương giao, trong nháy ba người liền gỡ yêu ta làm một đoàn. Giao thủ bất quá tính ra hợp, suy mà một tiếng vang nhỏ, màu đỏ sậm đao mang hiện lên, thiên sơn quân đầu vai áo giáp phòng hộ không đến địa phương xuất hiện một đạo giả sắc, máu tươi bắn ra ra. Tiểu bối, người dám ám toán lão tử. Thiên sơn quân kêu to một tiếng, hậu bối đại khảm đao gấp vung, nắm, mà nhảy ra vòng tròn luẩn quẩn, mặt mũi tràn đầy hồn hển thần sắc. Tiêu phàm viêm linh chi lưới kiếm dương lên, tà tà chỉ hướng mặt đất, lạnh nhạt nói ra, đây là như ý bát quái đao pháp, thế công một khi triển khai, liền không ngớt không dứt sóng sao cao hơn sóng trước. Các hạ không hiểu võ thuật, chỉ biết là chém lung tung gờ yêu ta ết lung tung, tránh không khỏi thật là bình thường đích. Thiên Sơn quân một ngụm lão huyết muốn phun ra đến. Tại đây phong ấn hạch tâm chỗ, tất cả pháp lực chân nguyên đều đã bị nghiêm khắc áp chế, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự thi triển không xuất ra một phần rưỡi thành, chỉ có thể bằng vào yêu thú cường hoành thân thể cùng nhanh nhẹn phản ứng đến tác chiến, mấy cái hiệp xuống, chẳng những không thể đem hai tên khốn kiếp này diệt sát, chính mình ngược lại trước bị thương. Còn bị Tiêu Phàm rất khinh thường mà giáo huấn một phen, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Tiêu Phàm cũng chính là nhìn đúng điểm này, mới dám dừng lại buông tay đánh cược một lần, thậm chí thẳng thắn mà minh bạch nói cho Thiên Sơn quân, muốn lấy tính mệnh của hắn. Như ý bát quái đao là ta vô cực môn truyền thừa tuyệt học, chết tại đây đao pháp phía dưới, các hạ không oan. Tiêu phàm như trước bình thản nói, một lời vừa tất, bóng người nhoáng một cái, đã muốn đạp đến khảm vị phía trên, đao phong run lên, lại tự chấn vị đột nhập, xuyên thẳng thiên sơn quân eo sườn, lôi thôi mà đi. Chỗ đó đúng vậy áo giáp liên tiếp chỗ, tương đối tương đối bạc nhược yếu kém. Suốt cuộc quả nhiên là ra tay như gió, đao pháp rất mở ảo. Hỗn đán! Thiên sơn quân tức giận đến hét lớn một tiếng, nắm chặt đại khảm đao, mãnh liệt hướng viêm linh chi lưỡi kiếm đập tới hắn xác thực không hiểu được tiêu phàm nói võ thuật, thậm chí ngay nghe đều chưa nghe nói qua như vậy danh từ. Cái kia là phàm nhân thế giới luyện thể chi thuật, hắn thân là hóa hình trung kỳ yêu thú, bình thường nơi nào sẽ đi chú ý những vật này. Nhưng ở cái này đặc thù trong hoàn cảnh, tiêu phàm vậy mà nương tựa theo một bộ cái gọi là đao pháp đại chiếm thượng phong. Hắn cái này một đón đỡ, bên phải lập tức môn hộ mở rộng ra. Hoàng đường tuy nhiên cũng không hiểu võ thuật, lại liếc mắt liền thấy được cái này không môn, lập tức một côn đảo ra, cũng thẳng đến thiên sơn quân sườn phải, rất ra tay ác độc. Đương làm, đại khảm đao nện mở tiêu phàm viêm linh chi lưỡi kiếm. Ngay sau đó, phốc mà nhất thanh muộn hưởng, thiên sơn quân ẩm ý kêu to, thất tha thất thiểu liền lùi lại vào bước, miệng rộng mở ra, một ngụm máu tươi thẳng phun ra đến. Cũng là bị hoàng đường cái kia một côn đảo vừa vặn, cứ việc côn bổng thượng cũng không bám vào pháp lực chân nguyên, gần kề dựa vào hoàng đường thân mình sức lực, tự đủ hắn chịu được, cũng may trên người hắn chiến giáp kịp thời kích phát phòng ngự, đem hoàng đường cái này một côn chi lực tiêu mất hơn phân nửa, bằng không thì xa không chỉ nói ra huyết đơn giản như vậy. Cầu tặc, người cũng có hôm nay. Hoàng đường lại ngửa mặt lên trời cười ha ha, cười vui cởi mở vô cùng, cực kỳ vui vẻ. Nhiều năm trước tới nay, Hoàng đường không biết cùng Thiên Sơn quân giao thủ bao nhiêu trở lại, cho tới bây giờ sẽ không thắng qua một lần đây là đầu một hồi thiên sơn quân tại hắn côn hạ bị thương nôn ra máu hoàng đường chỉ cảm thấy giải hận cực kỳ trong lòng thống khoái đó là khỏi cần nói liễu tương đương xem đao không đợi thiên sơn quân trì hoán quá mức đến tiêu phàm thân hình vừa động lại đã muốn giơ lên cao viêm linh chi lưới kiếm một đao bổ xuống tiểu bối càn rỡ cái gì tiêu phàm này cổ hung ác kinh sức lực lập tức triệt để chọc giận thiên sơn quân mãnh liệt đứng thẳng lên thân thể đôi mắt giống như bị máu tươi nhuộm đỏ giống nhau, hung dữ mà nhìn thẳng tiêu phàm, tay trái vừa nhấc, một mặt tông màu nâu tấm chắn di động hiện ra, đón gió lớn lên, khoảng cách hóa thành kính trượng lớn nhỏ, tấm chắn biểu hiện ra điêu khắc lấy một cái cực đại lợn rừng đầu heo đồ án, răng nanh lè lè, hung ác vạn đoan. Thiên Sơn quân dơ lên cự thuẫn, nghênh hướng nhanh bổ mà ở dưới viêm linh chi lưới kiếm, tay phải cầm đao, mãnh liệt hướng tiêu phàm không hề phòng hộ bụng thẳng chọc đi qua đây cũng là tại phàm nhân võ thuật giới không đại khả có thể phát sinh tình hình. Mặt này đột nhiên xuất hiện cử thuẫn, đủ có thể khiến bất luận cái gì đao pháp từ đó gián đoạn, khó có thể vì kế. Tiêu phàm đang ở giữa không chung, muốn né tránh một đao kia, cơ hồ hoàn toàn không có khả năng. Chỉ thấy hắn nhướng mày, bỗng nhiên mở ra tay trái, năm ngón tay kỳ hướng chuôi này dày đặc đại khảm đao ôm đồm tới. Thiên Sơn quân nghĩ đến trong tay trầm xuống, hậu bối đại khảm đao sống dao, đã bị tiêu phàm một phát bắt được, vô luận hắn như thế nào dùng sức đi phía trước đẩy, đại khảm đao tựa như thép rội đúc bằng sắt giống nhau, một mực vây quanh tại tiêu phàm trong tay, không chút sức mẻ. Này nhân loại tu sĩ cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt thần thông, dường như đã muốn không tại thương kỳ phía dưới, ít nhất cái này một thân sức lực, ngay thiên sơn quân đều có chút âm thầm sợ. Cái này cũng là bởi vì thiên sơn quân xử chính là hậu bối đại khảm đao, nếu như cùng tiêu phàm đồng dạng, Sử chính là lại chật vật lại mỏng viêm linh chi lưới kiếm, Tiêu Phàm quả quyết không dám ở song phương thực lực cơ bản tương đương dưới tình hình, thân thủ chảo hắn đao phong. Cái kia thuần túy là tự sát hành vi. Thiên Sơn quân hét lớn một tiếng, lực quan hai tay, mãnh liệt sau này co lại. Tiêu Phàm bỗng nhiên buông lỏng tay ra. Thiên Sơn quân vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy một cổ bàng nhiên đại lực mãnh liệt đánh tới, nặng nề đâm vào ngực, không khỏi đứng không vững, đang đang đăng, ngay lùi lại mấy bước cổ họng ngòn ngọt, lại một cổ máu tươi thẳng phun ra đến. Lại bị chính mình sử suốt cái kia cổ sức lực bị thương. Xem đao, tiêu phàm lại là quát khẽ một tiếng, bóng người phiêu hốt, đao phong lè lè, đảo mắt liền gỡ yêu ta ít đến phụ cận. Thiên Sơn quân hoảng hốt, lập tức thả người hướng bên cạnh trốn tránh. Cầu tặc, ăn ta một côn. Liền vào lúc này, bên người rồi lại vang lên hoàng đường quát lớn, thuộc đồng côn mang theo vù vù tiếng gió, vào đầu thẳng nện xuống đến. chương 924, huynh đệ tương tàn. Mạng ta xong rồi. Thiên Sơn quân thầm kêu một tiếng, sợ tới mức hồn phi thiên bên ngoài. Giờ khắc này, khỏi phải dẫn ra nhiều hối hận. Sớm biết như vậy này nhân loại tu sĩ cận thân chém gỡ yêu như thế bí y thái, chính mình thật không nên ham cái kia khỏa, âm đan, cứ như vậy ngốc núc ních mà đuổi gỡ yêu đi lên, kết quả bị người một trầu hành hung, hiện tại thậm chí tánh mạng khó bảo toàn đường đường hóa hình kỳ yêu thú thiên sơn đứng đầu rơi xuống như vậy kết cục thật sự cũng ủy khuất đắc không được đang tại cái này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc mặt đất thùng thùng rung động bên tai vù vù tiếng gió một kiện cực kỳ trầm trọng binh khí theo bên cạnh tới ngạnh xanh xanh đem hoàng đường thuộc đồng côn nện qua một bên hai kiện trọng binh khí tương giao cực lớn tiếng vang chấn đắc thiên sơn quân lỗ tai ông ông tác hưởng ngay đầu đều có trong nháy mắt mơ hồ đại ca là ta A hát ta là tam đệ là hoàng đường sau một khắc thiên sơn quân bên tai lại vang lên hoàng đường gọi vừa vội vừa giận lo nghĩ vô cùng đại ca ngươi nhìn rõ ràng a à hát là ta là ta đương đương lại là hai tiếng nổ mạnh mặc kệ hoàng đường như thế nào la to thương kỳ đều hoảng như không nghe thấy chỉ là cô trầm trọng đến cực điểm thép dòng bát giác trùy, một búa lại một búa về phía lấy hoàng đường nện tới mỗi một cái đều đem hết toàn lực không có chút nào lưu thủ Hoàng đường lại là nóng lòng lại là phiền muộn, một bên kiệt lực chống cự, một bên lớn tiếng kêu to, ý đồ đem thương kỳ theo điên trạng thái chi giựt mình tỉnh lại. Lại ở đâu có thể? Trong khoảnh khắc đã bị thương kỳ làm cho luống cuống tay chân. Đắc lần này cơ hội tốt, thiên sơn quân rốt cuộc rời ra tiêu phàm trường đao, cấp cấp thối qua một bên, phù vù, vù sao sao, kìm lòng không được về phía phía dưới nhìn lại. Cái kia hai gã hóa hình sơ kỳ yêu thú, vẫn cách 10 cấp bậc thang hơn nữa tham đầu tham não rõ ràng có chút trần chờ không dứt khói đen chi tình hình hai người bọn họ tuy xem không thập phần rõ ràng thực sự có thể nhìn cái đại khái nguyên lai tưởng rằng thiên sơn quân đuổi đi lên về sau tiêu phàm cùng hoàng đường nhất định là dễ như trở bàn tay hai người bọn họ bất quá là đi theo ở phía sau bể bộn hồ một chuyến nhặt cái có sẵn tiện nghi ai ngờ lầm to đường đường hóa hình kỳ đại cao thủ lại bị tiêu phàm cùng hoàng đường đè nặng hành hung liên tiếp bị thương nếu không phải thương kỳ đúng vào lúc này may mắn thế nào đuổi tới. Vị này thiên sơn đứng đầu, chỉ sợ như vậy không minh bạch mà vẫn lạc mất. Hai gã yêu thú kinh hãi ngoài, không hẹn mà cùng mà thả chậm bước chân. Theo đạo lý đi lên nói, nếu như tiêu phàm cùng hoàng đường ngắn ngủn mấy cái hiệp có thể lấy thiên sơn quân tánh mạc, như vậy gợi yêu ta ít hai người bọn họ cũng không cần phí quá lớn tình, sức lực. Nhìn về phía trên rất thoải mái một kiện, nhiệm vụ, thoáng qua trong lúc đó tự biến thành muốn chết tồi, ai tâm không chuột a hát. Yêu thú tu luyện tới biến hóa giai đoạn, ai mà không đã trải qua mấy ngàn năm nóng lạnh chi công, đã trải qua hàng hà kiếp số đau khổ. Cái đó nguyện ý cứ như vậy không hiểu thấu mà chết ở một gã nhân loại kim đan tu sĩ đỉnh đầu. Thiên Sơn Quân vừa thấy phía dưới, lập tức sẽ hiểu hai hắn tâm tư, không khỏi giận tím mặt, nghiêm nghị quát, hai vị đạo hữu vẫn còn mè nheo cái gì chẳng lẽ sẽ không sợ thần quân truy cứu sao? Một tiếng này quát trói tài khí sự dư thừa, xa xa truyền ra ngoài. Hai gã yêu thú hơi sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này nếu thật là lâm trận lùi bước, không chỉ nói chấn nhạc thần quân nhất định sẽ truy cứu, vạn nhất thiên sơn quân thoát được tánh mạng. Càng chắc là không biết cùng hắn lưỡng từ bỏ ý đồ. Dù sao hiện tại thương kỳ cũng đã gia nhập chiến đoàn, biến thành hai đấu hai thắng bại số lượng, cũng còn chưa biết. Nghĩ như vậy, hai người đều không hẹn mà cùng mà nhanh hơn tốc độ. Chỉ là cái này trên bậc thang, áp lực thức sự quá trầm trọng, tung tính toán bọn hắn cố tình phải nhanh một ít, động tác cũng như trước chậm quá đích, rất khó thật sao nhanh được nổi. Các hạ sẽ không chỉ nhìn bọn họ rồi, khi bọn hắn đuổi đi lên trước kia, giữa chúng ta khẳng định đã có cái chấm dứt. Tiêu phàm nhàn nhạt thanh âm lần nữa tại bên tai vang lên. Tùy theo mà đến đích, là lưỡi dao sắc bén xé rách không khí chính là hít khà z zz z hí z z z thanh âm nghe đặc biệt chói tai thiên sơn quân toàn thân tóc gáy đứng đấy đối với tiêu phàm mỉa mai hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không thời gian đến phản bác không cần suy nghĩ dưới chân dùng sức mãnh liệt hướng một bên tháo chạy này nhân loại tu sĩ cũng thật sự là tà môn rồi cái này cái gì như ý bát quái đao pháp thật sao như bóng với hình giống nhau một lát cũng không dừng lại nhỉ một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, không ngớt không dứt, ngay thở một ngụm công phu cũng không cho hắn. Nhưng không biết loại này cận thân vật lộn chi thuật, hắn là từ đâu học được đích. Chẳng lẽ bọn hắn nhân loại môn phái tu chân, mỗi người đều học tập cận thân chém gợi yêu ta ít chi thuật không được. Cái này vừa đọc, dù cho dưới mắt bị tiêu phàm bức luống cuống tay chân, thiên sơn quân cũng là tuyệt không tin đích. Nếu như không phải tại loại này cực kỳ đặc thù hoàn cảnh chi, tiêu phàm học loại này cận thân chém gợi yêu ta chi thuật, cơ hồ không hề có tác dụng. Thiên Sơn quân tu vi cảnh giới so với hắn cao minh đâu chỉ gấp 10 lần. Tiện tay thả ra mấy cái pháp thuật, sẽ đem chính là kim đan tu sĩ diệt sát 100 lượt. Lúc nào đến phiên hắn đến, xem đao xem côn, loạn hô gọi bậy, khí diễm hung hăng cản quấy đến cực điểm. Thiên Sơn quân nằm mơ cũng khó có thể nghĩ đến, tiêu phàm chính là là đến từ cái khác giới diện, hơn nữa là thay đổi giữa chừng bước trên tu chân chi đồ, Trước đó, tiêu phàm tại phàm nhân thế giới là cận thân chém gợi iota ít nhất nhạc vui mừng tiêm cao thủ. Hôm nay, lại nắm cựu đã qua nghiệp, bất quá dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Cũng mất đi thiên sơn quân thân thể cường hoành, liên tiếp ăn được hai cái tốt, chỉ là nhả hai cục máu, không. Nửa động tĩnh khác, đổi một cái nhược độc đích, chỉ sợ sớm đã hết nợ. Thiên sơn quân vừa mới đi phía trước thoát ra vài bước, chưa đứng lại thân hình, hít khà zzz hí zzz tiếng xé gió, đã muốn gần trong gang tắc. Thiên Sơn quân một tiếng quát lớn, ngạnh xanh xanh dừng lại bước chân, ngạnh xanh xanh đem thân thể uốn éo, hậu bối đại khảm đao mang theo một cổ cuồng phong gào thét, bất chấp tất cả, liền hướng tiêu phàm chỗ phương hướng điên cuồng chém đi qua. Tại phàm nhân thế giới, tung xem như đã từng tiêu phàm cũng khó có thể làm ra động tác như vậy đến, Tiêu phàm trôi chảy bát quái đao pháp lại một lần nữa bị thiên sơn quân loại này không nói đường lối, đường theo động tác võ thuật, đấu pháp ngạnh xanh xanh khắt đứt, nhẹ nhàng đem viêm linh chi lưới kiếm thu trở về, hướng trước ngực dựng lên. Điện quang thạch hỏa lập tức, hậu bối đại khảm đao đã muốn mang theo thiên sơn quân cuồng nộ nặng nề bổ vào hỏa diễm đao ngọn gió phía trên, hỏa tinh văng khắp nơi, tiêm minh chói tai. Dù là tiêu phàm kích phát cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt hai đại thiên phú thần thông, cũng bị này cổ sức lực bị đâm cho liên tiếp hướng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt hơi đổi, nhanh chóng hiện lên một vòng khác thường đỏ thấm vẻ. Tiểu bối, chưa có cản rỡ, ăn ta một đao. Thật vất vả hóa giải lửa xém lông mày tình hình nguy hiểm. Thiên Sơn quân ẩm ý kêu to, vung vẩy hậu bối đại khảm đao. Hướng tiêu phàm nhằm thẳng vào đầu chém, lực lớn chiêu gọi chìm. Bày ra một bộ dốc sức liều mạng tư thế. Cứ việc Thiên Sơn quân không hiểu võ thuật chi đạo, nhưng này cổ hung ác kình, sức lực cũng quả thực làm cho lòng người lật lật. Cấp 11 yêu thú ánh mắt cùng linh trí, cùng với thân thủ chi nhanh nhẹn, xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh đích. Thiên Sơn Quân rất nhanh liền đi tìm được rồi đối phó Tiêu Phàm hữu hiệu nhất biện pháp, thì phải là dùng công đối công, cố gắng trên nước. Nếu là tùy ý Tiêu Phàm thi triển cái gì kia, bát quái đao pháp, chỉ có càng đánh càng bị động, một cái ứng đối không kịp, chính là huyết quang tai ương. Tiêu Phàm thấy thế, cũng không cùng thiên sơn quân liều mạng, đao phong hướng hậu bối đại khảm đao thượng nhẹ nhàng một đáp, muốn xử cái, dính, tự quyết, đem này cổ đại lực dẫn hướng một bên. Ai ngờ thiên sơn quân không đợi chiêu thức dùng hết, đại khảm đao lại mãnh liệt biến đổi, theo trái đến phải, hoành tảo tới. Tiêu phàm hai hàng lông mày có chút nhân lại, dưới chân vừa chợt lánh mở đi ra. Thiên sơn quân hét lớn một tiếng, đao thứ ba lại không ngớt không dứt mà gờ yêu ta tới đây, vậy mà đối với chính mình không môn không quan tâm, hoàn toàn là đồng quy vô tận đấu pháp. Cái này đương lúc thiên sơn quân bỗng nhiên dốc sức liều mạng, cái kia tâm tư rõ ràng. Chính là muốn kéo dài thời gian, đợi cái kia hai gã biến hóa yêu thú chạy tới nơi này, dùng bốn đối với hai. Tiêu phàm lại nghiêu, cũng là chỉ còn đường chết, thiên sơn quân tuyệt không tin. Một gã hóa hình kỳ thú tộc cộng thêm hai gã hóa hình sơ kỳ thú tộc phụ trợ, còn gờ yêu ta ít không xong một gã chính là nhân loại kim đan tu sĩ. Bên này, thiên sơn quân hùng hổ, người gây sự. Bên kia mái hiên, hoàng đường cũng đã liên tiếp gặp mấy lần tình hình nguy hiểm. Đại ca, người mau tỉnh lại, bằng không, tiểu đệ thật sự không khách khí. Hoàng đường hồn hển kêu lên, giọng nói kiêu ủy khuất đắc. Dùng thương kỳ tình hình bây giờ, cứ việc đại khai đại hợp, lực lớn chiêu cọi chìm, tại hoàng đường trong mắt, nhưng lại sơ hở trồng chất, giao thủ ngắn ngủn một lát, hoàng đường chỉ ít có ba lượt cơ hội trọng thương thương kỳ, lại luôn tại cuối cùng trước mắt không đành lòng ra tay thất bại trong gang tấc hô thương kỳ lại là một bố hoành quét tới hoàng đường vội vàng hiện lên chờ hắn chiêu thức dùng hết tay thuộc đồng côn bãi xuống trực tiếp đảo hướng thương kỳ không hề phòng hộ dưới nách vị trí thương kỳ đối với cái này không quan tâm hoàn toàn một bộ làm như không thấy bộ dạng đương làm thuộc đồng côn sắp đánh thời điểm hoàng đường quát to một tiếng mãnh liệt co rụt lại tay đem thuộc đồng côn ngạnh xanh xanh mà thu trở về. đúng lúc này thương kỳ lại bỗng nhiên nhéo một cái thân thể, dơ lên cao thiết quyền hung hăng một quyền hướng hoàng đường đảo đến. hoàng đường chấn động, muốn né tránh dĩ nhiên không kịp, chăm mang tương thuộc đồng côn hướng trước ngực một hoành. đương làm một tiếng vang thật lớn, ngưng tụ lấy thương kỳ toàn thân chi lực thiết quyền nặng nề đánh thuộc đồng côn bộ. hoàng đường một tiếng kêu đau đớn, chỉ cảm thấy toàn thân rung mạnh, song bảng run lên thương kỳ lại hào không ngừng lại, tay phải hất lên, thép dòng bát giác trùy, vù vù, vui vẻ, lại nặng nặng nện ở thuộc đồng côn thường. a, wow! hoàng đường cổ họng phát ngọt, một ngụm máu tươi thẳng phun ra đến, vốn là hồng nhuận phơn phớt sắc mặt, lập tức trở nên trắng bệch. hắn nay đã bản thân bị trọng thương, vừa rồi nuốt cái kia khỏa huyết đạo đan dược, chỉ là ngạnh xanh xanh đem trong cơ thể hắn pháp lực bổ đầy, đối với thương thế của hắn nhưng không có nửa phần chỗ tốt, ngược lại lại càng thêm thâm tầng một tình hình cùng với tiêu phàm nuốt lôi bằng máu huyết đồng dạng, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Hôm nay trọi cứng thương kỳ liên hoàn trọng kích, càng thêm tác động thương thế. Đơn thuần thân thể mạnh hoành, kích phát cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt đại thần thông thương kỳ, không thể nghi ngờ là ở đây mọi người chi người mạnh nhất. Ngay thiên sơn quân cùng đồng dạng đem hai đại thiên phú thần thông tu luyện đại thành tiêu phàm cũng xa xa không bằng, chỉ có thể cam bái hạ phong. Đương làm, thương kỳ lại là một quyền oanh kích tại thuộc đồng côn thượng hoàng đường lần nữa kêu rên một tiếng đăng 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 nghe lùi lại mấy bước dưới chân phủ phiếm giống như có lẽ đã có chút đứng không vững thương kỳ lại hào không ngừng lại mở ra đi nhanh giơ lên cao thép dòng bát giác trùy vào đầu hung hăng rơi đập hoàng đường sắc mặt trắng bệch rơi vào đường cùng chỉ phải lần nữa dơ lên thuộc đồng côn nghênh đón tiếp lấy lại là một tiếng niếc tai nhức óc nổ mạnh Hoàng đường yên lặng chạm ngay tại chỗ, trừng lớn hai mắt, yên lặng trừng ở thương kỳ, vẫn không nhúc nhích, từng đạo máu tươi, theo khóe miệng của hắn thẳng tràn ra, không ngừng hướng mặt đất nhỏ. Lông xù mặt to, đã muốn trở nên thương trắng như tờ giấy. Hô! Thương kỳ trên mặt không chút biểu tình, song bàng tỉ thí, lại đem thép dòng bát giác chùy vung mạnh lên giữa không trung. Trường 925, Diệt sát Thiên Sơn Quân Hoàng đường nhắm mắt lại hắn vết thương cố tái phát, biết rõ mình vô luận như thế nào đều tránh không khỏi một kích này liễu tương đương. Liền vào lúc này, không trung hàn lóng lánh, ba miếng diệp phi đao bay nhanh mà đến, chuẩn xác không sai mà cắm vào thương kỳ cái ót, phần cổ cùng áo hai dây ba chỗ huyệt đạo, xâm nhập vài tắc chỉ để lại nhất thời nữa khắc cái đuôi tại bên ngoài. Tương đối thương kỳ giờ phút này cao tới mấy trượng dáng người mà nói, cái này ba miếng diệp phi đao cho hắn tạo thành thương tổn, nhiều nhất chính là bị con mũi cắn ba ngụm mà thôi. Nhưng mà thương kỳ dơ lên cao cao thép dòng bát giác trùy lại ngơ ngác mà ngừng ở giữa không chung, không còn có nện xuống đi. Thương đại ca, còn không tỉnh lại. Tiêu phàm lưỡi đầy sấm mùa xuân, hét lớn một tiếng. Thương kỳ toàn thân chấn động, tan giả trong hai mắt, dần dần sáng lên một tia linh quang. Tiểu tử, trước lo lắng chính người A. À. Thiên Sơn quân giữ tợn cười một tiếng, trong tay đại khảm đao vào đầu bổ đem xuống. Tiêu phàm phía bên trái tránh gấp vẫn bị đại khảm đao bổ trúng vai trái, sặc mà một tiếng vang thật lớn, huyền tinh giáp vai trái thú nuốt lập tức bị cắt xuống một khối lớn, tiêu phàm hiểm và hiểm địa tránh khỏi một chiêu này. Thiên Sơn quân rồi lại dơ lên cao đại đao, đuổi gờ yêu ta ế tới. Hai gã hóa hình sơ kỳ yêu thú, đã muốn cách đây cái khu vực nền tảng chỉ có 5 bước bậc thang, bất quá một phút đồng hồ, bọn hắn coi như là bò cũng nên bỏ tới. Hết lần này tới lần khác lúc này, hoàng đường trọng thương, đối với tiêu phàm mà nói, thế cục thoáng cái trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Lão Tam, ngơ ngác đứng vững thương kỳ, ánh mắt sốt cục trở nên thanh sáng lên, nhìn không ngừng thổ huyết, cưỡng ép hát yêu ta ép trèo chống lấy không có ngã xuống hoàng đường liếc, có chút nghi hoặc kêu lên. Đại ca, là ta A Hát, ta là Lão Tam, ta là Lão Tam. Hoàng đường không khỏi cuồng hỉ, không ngớt lời kêu to. Không ngừng gật đầu, nước mắt vẩy ra ra không phải vì chính mình, mà là vì thương kỳ. Bất quá kêu vài tiếng, hoàng đường liền thân thể nhoáng một cái, chậm rãi ngã xuống đất. Nhưng nhưng dựa vào trên bậc thang, máu tươi không ngừng theo khóe miệng chảy xuống, trên mặt nhưng như cũng mang theo vui vẻ. Đại ca, đi giúp tiêu huynh đệ một bà. Hoàng đường đem hết toàn lực, thấp giọng nói ra. Thương kỳ thật sâu nhìn hắn một cái, không nói hai lời, tay cầm thép dòng bát giác trùy, mở ra đi nhanh. Liền hướng bên kia đi đến thương đạo hữu người muốn làm gì? Thiên Sơn quân lập tức ý thức được tình hình không đúng, hướng về phía thương kỳ hét lớn một tiếng. Người đứng lại. Thương kỳ khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, chậm rãi đem trầm trọng thép dòng bát giác trùy dơ lên, hai mắt một mực nhìn thẳng Thiên Sơn quân. Thiên Sơn quân chỉ cảm thấy một cổ hàn khí tự đuôi xương sống nơi bay lên, thông qua xương sống, bay thẳng trên đỉnh đầu, lập tức toàn thân đều phản phất bị đông cứng cương giống nhau, không kịp nghĩ nhiều, kinh hô một tiếng dưới chân một điểm muốn hướng dưới bậc thang bay đi lại nói tiếp thiên sơn quân đứng đầu một bang cũng là vô cùng có quyết đoán người trong nội tâm tựa như hương sáng đích ở chỗ này vô pháp vận dụng bao nhiêu pháp lực bị thương kỳ cùng tiêu phàm cái này hai gã tinh thông cự linh tộc thiên phú thần thông ra hỏa vây công cái kia là tuyệt đối hữu tử vô sinh cho dù tăng thêm phía dưới còn yêu thú kịp thời đuổi tới cũng hơn nửa chiếm không đến cái gì tiện nghi chỉ là Thường kỳ rõ ràng bị chấn nhạc thần quân độc môn bí thuật chế trụ này nhân loại tiểu tử như thế nào hiểu được giải pháp chính là một gã kim đan hậu kỳ tu sĩ dễ dàng tự giải khai chấn nhạc thần quân ở dưới cấm chế thật sao làm cho người ta không nghĩ ra chỉ tiếc thiên sơn quân tuy có quyết đoán hắn đối mặt lại cũng tuyệt không phải không quả quyết đối thủ còn muốn đi một tiếng quát nhẹ màu đỏ sậm đao mang trong khoảnh khắc tựu ở trước mặt của hắn hợp thành một giày đặc đao võng mỗi một đạo đao mang đều đại biểu cho một cái tử vong bảy dập. Thiên Sơn quân cố tình muốn xông vào, hai mắt phung mạnh, vậy mà không có ở đao trong lưới tìm được bất luận cái gì một điểm lỗ thùng. Tiêu phàm vừa ra tay, cũng đã đem hắn tất cả đường lui đều phong kín. Ngoại trừ tử chiến rốt cuộc, Thiên Sơn quân không còn cách nào. Không gì hơn cái này thứ nhất, thực sự triệt để kích phát Thiên Sơn quân lửa giận, lúc này gầm lên giận dữ, hai tay vung đao, không quan tâm, tự đi phía trước thẳng vượt qua. Tiểu tử, vậy thì dốc sức liều mạng A. Chỉ là, dốc sức liều mạng cố nhiên là một loại rất có uy lực chiến thuật, nhưng không thấy đắc bất luận cái gì thời điểm đều có thể có tác dụng. Bình thường mà nói, cuối cùng dốc sức liều mạng người, 10 phần sao đều chết lành bà lành bình rồi, chỉ có như vậy một hai cái vận khí đặc biệt tốt ra hỏa mới có cơ hội tìm được đường sống trong chỗ chết. Rất hiển nhiên, Thiên Sơn Quân cũng không thuộc về vận khí đặc biệt tốt một loại kia suy suy, hai tiếng nhẹ vang lên. Thiên sơn quân trên người nhiều ra đến đạo vết thương, trong đó một đạo trên mặt, theo trái ngạch đến phải quay hàm, kéo ra một đầu dài trường lỗ hồng, da chóc thịt cuốn, máu tươi văng khắp nơi. Nhưng cái này đầu vết thương, đối với thiên sơn quân mà nói kỳ thật cũng không sao, chính thức quan trọng hơn vết thương tại trên cổ tay phải. Một đầu dài hơn thước lỗ hồng, sâu đủ thấy xương. Hoặc là nói, đã muốn làm bị thương xương cốt đây mới thực sự là lợi hại một đao tuy nhiên cũng không nguy hiểm đến tánh mạng thiên sơn quân cũng đã rất khó nắm được hậu bối đại khảm đao rơi vào đường cùng chỉ phải đem đao giao cho tay trái lung tung quơ phía bên trái bên cạnh tránh gấp hô trầm trọng đến cực điểm tiếng xé gió ở sau lưng vang lên giờ khắc này dù là thiên sơn quân lại chấn định cũng không khỏi đắc hồn phi thiên bên ngoài vô luận là ai kể cả chấn nhạc thần quân ở bên trong, đều khó có khả năng cứng rắn, ngạnh lần lượt thương kỳ một búa. Cái kia là thuần túy muốn chết. Chỉ có điều giờ này khác này, thế đạo đã muốn dùng hết, đúng vậy lực cũ đã hết lực mới không sinh lập tức, tại vô pháp vận dụng bao nhiêu chân nguyên pháp lực dưới tình hình, thiên sơn quân cho dù bất quá thiên đại bổn sự, cũng đã không có khả năng tiến hành lần thứ hai né tránh liễu tương đương. Tình thế cấp bách sốc sức liều mạng. Thiên sơn quân một tiếng quát lớn, tay trái vừa lật, này mặt điêu khắc lợn rừng thủ lĩnh đồ án tông màu nâu tấm chắn lần nữa di động hiện ra, dốc sức liều mạng trên lên đón đánh mà đi. Bằng lần này muốn ngăn trở thương kỳ một kích, đó là hy vọng xa vời. Điểm này, ngay thiên sơn quân mình cũng biết rõ. Nhưng thực bức nơi này, đây cũng là hắn duy nhất có thể áp dụng phòng ngự thủ đoạn. Oanh! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thép dòng bát giác trùy hung hăng nện ở trên tấm chắn. Thiên sơn quân chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, Phòng ấn đại trận cấm chế chi lực, giờ phút này tựa hồ cũng đã muốn mất đi hiệu lực rồi, thiên sơn quân cực đại thân hình bay lên, tay trái tấm chắn từng khúc vỡ vụn, hóa thành một đống phế liệu. Người còn trên không chung, thiên sơn quân liền miệng rộng mở ra, từng ngụm máu tươi thẳng bắn ra. Tung tính toán như thế, tiêu phàm cũng không có đứng xem náo nhiệt, dưới chân vừa chợt về phía trước cướp đi. Thiên sơn quân trọn vẹn bay ra xa hơn 10 trường, mới nặng nề rơi xuống đất đến tiêu phàm sớm đã tại đó chờ hắn, trong tay màu đỏ sậm viêm linh chi lưỡi kiếm lóng lánh lấy lãnh khốc hàn mang. Tiêu đạo hiếu, có việc tốt thương lượng. Thiên Sơn quân không kịp muốn cái khác, há mồm kêu to lên, trong thanh âm tràn ngập xem sợ hãi cùng ý tuyệt vọng. Bá, tiêu phàm căn bản chẳng muốn nhiều lời một chữ, hai tay vung lên, phong rễ vô cùng hỏa diễm đao tự Thiên Sơn quân tráng kiện cái cổ gian chợt lóe lên. Cực đại vô cùng đầu heo lập tức lăn xuống trên mặt đất, nóng hổi nhiệt huyết phún dũng ra. Theo cái này phún dũng nhiệt huyết, một đạo lam sắc phần sáng lóe lên, một cái diện mục mơ hồ tiểu nhân tự không đầu thi thể thượng bay ra, đúng vậy thiên sơn quân bộ dáng chỉ có điều thu nhỏ lại đến chỉ có hơn một xích chiều cao. Dĩ nhiên là là thiên sơn quân khổ tu nhiều năm tinh hồn liễu tương đương. Cái này tinh hồn oán độc đến cực điểm mà nhìn chằm chằm tiêu phàm liếc. Trên không trung lóe lên, liền đã mất đi bóng dáng, qua trong dây lát tại ngoài mấy trượng hiện thân ra, nhưng lại thi triển thuấn di thần thông. Đẳng cấp cao yêu thú tinh hồn cùng nhân loại đẳng cấp cao tu sĩ Nguyên Anh đồng dạng đều có cực kỳ mau lẹ thuấn di năng lực, đây là chạy trốn chuẩn bị thủ đoạn. Tại tinh hồn ly thể nháy mắt, tiêu phàm vô ý thức mà năm ngón tay dương lên, muốn thúc giục lôi điện chi lực công kích, nhưng lại không hề có động tĩnh gì, lúc này mới nhớ tới. Tại đây phong ấn đại trận hạch tâm chỗ, vô luận là ai, đều rất khó thay đổi pháp lực bình thường công kích, đối với nguyên anh tinh hồn là không có tác dụng đích. Tiêu phàm trước tiên đã nghĩ muốn đem oán linh triệu hoán đi ra, ai ngờ oán linh im lặng mà đợi tại linh thú hoàn ở phía trong, tuyệt không hưởng ứng hắn triệu hoán, không chịu rời đi linh thú hoàn một bước. Tiêu phàm rõ ràng cảm ứng được, oán linh tựa hồ rất sợ hãi, không dám ra đến. Nhưng không biết hắn rốt cuộc đang sợ cái gì. Như vậy chỉ hoán đắc dừng một chút, thiên sơn quân tinh hồn dĩ nhiên thuấn gì đến mấy trượng bên ngoài, bên ngoài thân linh quang lóe lên, muốn lần nữa thuấn gì mà đi. Vừa lúc đó, dị biến nảy sinh, vừa mới lóng lánh linh quang, bỗng nhiên trở nên sáng tắt bất định. Màu xanh ra trời tiểu nhân gương mặt thoáng cái vặn vẹo bắt đầu đứng dậy, có vẻ thống khổ không chịu nổi. Không, không đợi tiêu phàm hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thiên sơn quân tinh hồn liền hoảng sợ gần chết mà hét dầm lên, lập tức ba, mà một tiếng vang nhỏ, màu xanh ra trời tiểu nhân tính cả hộ thể linh quang, Tự giống như bọt biển loại bạo liệt ra đến, đảo mắt hóa thành điểm một chút hào quang, biến mất tại trong hư không. Thiên sơn quân tinh hồn, cứ như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phong ấn chi lực, hơi khoảnh, tiêu phàm thì thào tự nói một tiếng. Khó trách thiên minh tử dùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tu vi cùng thần thông, cũng không dám bước vào cửa đá đến truy gở yêu ta ít bọn hắn. Cái này đại trận phong ấn chi lực, đối với linh thân thể quỷ vật các loại gì đó tựa hồ đặc biệt mẫn cảm. Thiên Sơn Quân cũng là hóa hình trung kỳ yêu thú, luận tu vi cảnh giới, cùng Thiên Minh Tử chỉ thua kém một đường, hắn tinh hồn bạo lộ tại phong ấn chi lực hạ, liền khối khắc đều chống đỡ không nối. Thiên Minh Tử yên dám mạo hiểm hiểm. Trong lúc này, cái kia hai gã hóa hình sơ kỳ yêu thú, cách khu vực nền tảng đã muốn chỉ có ba bước bậc thang, chứng kiến đây hết thảy, lập tức đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, rốt cuộc bước không mở bước chân. Tiêu phàm cử động giơ tay lên, thiên sơn quân cực đại vô cùng không đầu thi thể lập tức thu nhỏ lại, veo, mà một tiếng, bị tiêu phàm thu nhập rồi chữ vật vòng tay chung. Một đầu hóa hình trung kỳ yêu thú máu huyết cùng nội đan, cùng với khác tài liệu là bực nào chân quý, tiêu phàm tự nhiên trong lòng hiểu rõ, nơi nào sẽ như vậy trơ mắt mà buông tha. Thu hồi thiên sơn quân thi thể, tiêu phàm lúc này mới một tay nhấc lấy viêm linh chi lưới kiếm, một tay nhấc lấy thiên sơn quân máu chảy đầm đìa thủ cấp, chậm rãi đi vào khu vực nền tảng biên giới ra, đối mặt cái kia hai đầu hóa hình sơ kỳ yêu thú, lạnh nhạt nói ra hai vị còn muốn lại đánh một hồi sao. Đông đông đông, thương kỳ cũng cầm trong tay bát giác trùy, đi nhanh tới, dưới cao nhìn xuống, trợn mắt nhìn. Hai gã biến hóa yêu thú lập tức sắc mặt đại biến, liếc mắt nhìn nhau, đều đều từ đối phương trong mắt thấy được vô cùng sợ hãi thần sắc. Còn đánh, nói đùa gì vậy? Ngại người ta chữ vật vòng tay ở phía trong cất chứa yêu thú tài liệu không nhiều đủ sao? thương đại ca, tiêu đạo hiếu, hắc hắc, hai vị. Cái này, một gã yêu thú vẫn còn kỳ nào ngải ngải muốn nói lên vài câu chàng diện lời nói, một danh khác yêu thú cũng đã quay đầu bước đi, cũng không quay đầu lại đi xuống đất đi đến. Người này muốn nói chàng diện lời nói yêu thú mãnh liệt phục hồi tinh thần lại, lập tức ngậm miệng lại, cũng trong chớp mắt bỏ chạy, tốc độ một chút cũng không chậm. Audio điện tử võ tấn bền chương 926, tình nghĩa huynh đệ. Tam ca, thế nào? Tiêu phàm ngồi xổm hoàng đường trước người, trong tay ngân quang lóng lánh, hơn 10 miếng diệp phi đao sẽ cực kỳ nhanh vào hoàng đường các nơi yếu huyệt. Vốn đã mềm nhũn chỉ còn lại có một hơi hoàng đường không khỏi tinh thần chấn động, miệng hơi mở, đang muốn nói chuyện, lại khục khục, hai tiếng, liên tiếp phun ra ngụm lớn máu tươi đến. Tiêu phàm khẽ giật mình, lập tức cắn răng, lại là một quả diệp phi đao, đâm vào hoàng đường huyệt thiên trung thượng. Cái này một châm, có thể triệt để kích phát hoàng đường tiềm lực, nhưng hoàng đường vốn đã dầu hết đèn tắt, lại như vậy ký thoáng một tí, tuy có thể cho tình hình của hắn lập tức chuyển biến tốt đẹp, chỉ sợ đợi cuối cùng này một phần tiềm lực cũng hao hết về sau, tự thật sự không thể vãn hồi rồi. Chỉ là lửa cháy đến nơi, mà lại chú ý trước mắt nói sau. Cái này một châm đâm đi xuống, hoàng đường quả nhiên đã ngừng lại ho khan, sắc mặt trắng bệch dần dần có một phần huyết sắc, ra sức ngồi dậy, chăm chăm vào cách đó không xa thiên sơn quân cái kia khỏa huyết nhục mơ hồ cực đại đầu heo, miệng một phát, cười lên ha ha, kêu lên, gờ yêu ít được tốt, gờ yêu ta ít được tốt, ha ha, ha ha ha. Lập tức lại mãnh liệt ho khan, một bên khục một bên đại khẩu thổ huyết. Thương kỳ lông mày nhăn lại, trầm giọng nói ra, lão tam, không cần phải quá kích động. Hoàng đường dần dần đã ngừng lại ho khan, nhìn về phía thương kỳ, nói ra, đại ca, làm sao ngươi sẽ biến thành dạng như vậy hay sao? Thương kỳ trên mặt lập tức hiện lên một vòng cực kỳ phẫn hận thần sắc, hơi khoảnh, mới chậm rãi nói ra, chấn nhạc thần quân dở cho quỷ, hắn thừa dịp ta không sẵn sàng, bỗng nhiên ra tay chế trụ ta. Lời nói chỉ nói một nửa, nhưng hoàng đường cùng tiêu phàm lập tức liền hiểu được. Rất rõ ràng chấn nhạc thần quân dùng không biết phương pháp gì, cưỡng ép hát yêu ta ép ký thương kỳ, lại để cho hắn thời gian dài bảo trì cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt trạng thái, đem trong cơ thể mỗi một phần tiềm lực đều ép đi ra. Thương kỳ tình hình bây giờ, kỳ thật cũng không so hoàng đường tốt hơn chỗ nào, chẳng qua là so hoàng đường có thể nhiều kiên trì một thời gian ngắn mà thôi. Một khi tiềm năng hao hết, cũng đã đến dầu hết đèn tắt chi cảnh, không tiếp tục vãn hồi đường sống. Hoàng đường không khỏi oán hận mắng, mụ nội nó chấn nhạc thần quân, ta chỉ biết người này đối với chúng ta không có hảo ý nhị ca đâu này, hắn thế nào? Thương kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt toát ra một cổ bi thương ý. Kỳ thật không có ở tại đây chứng kiến xạo ô, hoàng đường sớm đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chỉ là chưa từng tìm được thương kỳ chính miệng chứng thật, luôn còn mang theo một tia may mắn ý, theo thương kỳ lắc đầu động tác, hoàng đường một lòng thẳng chìm xuống, hận đầy ngực thang. Tiêu phàm đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên cả kinh, vội vàng quay đầu hướng cửa đá nơi nhìn lại, lập tức biến sắc chỉ thấy chấn nhạc thần quân cùng thích phu nhân đã song song bước lên bậc thang. Cái kia hai đầu quay đầu bỏ chạy hóa hình sơ kỳ yêu thú, cũng dừng bước, hồi quá thân lai, mặc dù không có cất bước hướng lên, thực sự không xuống chút nữa chạy, rất hiển nhiên là đang đợi hậu cùng chấn nhạc thần quân hội hợp. Cũng không biết chấn nhạc thần quân rốt của cùng thiên minh tử đã thành loại nào giao dịch, vậy mà liều lĩnh, tự mình đến đây truy gở yêu ta ít bọn hắn. Thương đại ca, hoàng tam ca, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta có lẽ hay là lập tức rời đi a. À. Tuy nhiên cùng Thương Kỳ hợp lực chém Gaita Es Thiên Sơn quân, Tiêu Phàm có lẽ hay là rất có tự mình hiểu lấy, không thể nào là chấn nhạc thần quân bọn người đối thủ. Dù cho hoàn cảnh nơi này trời sinh áp chế pháp lực, chỉ bằng vào thân thể cường hoành, cận thân chém Gaita Es cũng khó có thể dùng lực chấn nhạc thần quân một chuyến bốn người. Cuống hồ, Tiêu Phàm cũng không thể khẳng định, cái này phong ấn đại trận rốt cuộc có thể áp chế hóa hình hậu kỳ yêu thú bao nhiêu pháp lực chỉ cần chấn nhạc thần quân còn có thể thay đổi một thành chân nguyên, vận dụng một hai kiện bảo vật, hắn và Thương Kỳ liền càng thêm không phải địch thủ. Huynh đệ, Tam Kata là đi không được rồi, ngươi xem hình dáng này của ta, còn có thể bò mà vượt đi sao? Hoàng Đường quan sát chính mình, cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi cùng đại ca đi trước a. À. Tam Kata chỉ cầu ngươi một sự kiện, ngươi đem bác nhi mang đi ra ngoài, dưỡng dục trưởng thành, vậy thì không uổng công huynh đệ chúng ta một hồi nói xong hoàng đường theo trên người cởi xuống một cái linh thú hoàn đưa cho tiêu phàm cái này linh thú hoàn ở phía trong chứa đích đúng vậy hoàng đường nhi tử đặt tên là hoàng bác tiểu hùng tiến nhập thế giới dưới lòng đất trước kia hoàng đường đã từng do dự liên tục cuối cùng là một quyết định mang theo nhi tử cùng một chỗ đồng hành hoàng bác còn quá nhỏ lưu tại bên ngoài thật sự lo lắng tiêu phàm lại cũng không thân thủ đi đón cười cười nói ra tam ca người đây là đánh mặt của ta sao Ngươi cảm thấy ta tiêu phàm như là hội vứt xuống dưới huynh đệ một người chạy trốn ra hỏa hoàng đường chấn tác tinh thần vừa cười vừa nói hảo huynh đệ ta biết rõ người giảng nghĩa khí bất quá dưới mắt người cũng nhìn ra được tam ca ta không thể cùng ngươi đi cùng với tất cả mọi người chết ở chỗ này không bằng ngươi cùng đại ca mang theo bác nhi đi trước coi như là chúng ta hoàng gia để lại căn nguyên huyết mạch đại trưởng phu tử tác chính là tử vậy loại lời này không cần phải hơn nữa Tiêu phàm nhẹ nói đạo, ngữ điệu bình thản, tổ phảng phất đây hết thảy đều là như vậy thiên kinh địa nghĩa. Thương kỳ nhìn nhìn hoàng đường, im lặng theo bên hông hái kế tiếp linh thú hoàn, đưa cho tiêu phàm, nói ra tiêu huynh đệ, lão tam giảng như vậy, xác thực không có biện pháp với người cùng đi liếu tương đương. Đây là ta năm đó tỉ mỉ luyện chế một cái linh thú hoàn, người dùng cái này, mang lên lão tam rời đi. Người là thần y, hắn tuy nhiên bị thương rất nặng, vẫn có cơ hội sống sót. Bình thường mà nói, bình thường linh thú hoàn chỉ có thể tùy thân mang theo cửu cấp trở xuống yêu thú, biến hóa yêu thú nếu như muốn dùng linh thú hoàn mang theo lời mà nói, chỉ bằng trải qua đặc chế, nếu không tại linh thú hoàn ở phía trong đợi không được bao lâu, cũng sẽ bị không gian chi lực đem cảnh giới cưỡng ép hát yêu ta ép áp chế xuống dưới. Tiêu phàm chưa trả lời, hoàng đường đã muốn kêu lên, đại ca, người đây là ý gì? Người không theo chúng ta cùng đi sao? Thương kỳ cười nhạt một tiếng, dáng tươi cười trong lúc đó, tràn đầy đắng chát ý, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, lão tam, ta đi không được, ta bị chấn nhạc thần quân rơi xuống cấm chế, kiên trì không được bao dài thời gian. Lúc trước hắn tại trên người của ta động tay chân về sau, không có ý định để cho ta sống sót. Như là đã triệt để đắc tội thương kỳ, chấn nhạc thần quân đương nhiên không có khả năng lại lưu lại như vậy một cái sinh tử đại địch. Vương bát đản, hoàng đường lập tức vô cùng phẫn nộ kêu lên. Thương hiền đệ, người cũng dám phản bội bổn thần quân, phản bội trời xanh núi. Chính vào lúc này, chấn nhạc thần quân bình tĩnh thanh âm tự dưới bậc thang truyền ra. Thương kỳ lại mãnh liệt toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ, trong mắt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng điên cuồng ý. Tiêu phàm chấn động, vội vàng nói, thương đại ca, mặc kệ chấn nhạc thần quân tại trên người của ngươi động cái gì tay chân, chỉ cần cho ta một chút thời gian, luôn có thể nghĩ ra biện pháp đến đích, chúng ta không thể cứ như vậy buông tha cho thương kỳ lắc đầu cắn răng nói ra không có tác dụng đâu tiêu huynh đệ đây là thần hồn ấn ký thuốc và kim châm cứu chi lực khó có thể có hiệu quả các ngươi lập tức đi ta không cho các ngươi tranh thủ chút thời gian ngươi vừa mới cho ta đâm vài châm còn có thể khiêng một hồi có thể hợp lại một cái cho dù một cái đại ca nói cái gì đó phải đi cùng đi phải chết cùng chết hoàng đường kêu to lên thương kỳ tự nở nụ cười cười vỗ sợ hoàng đường bả vai, nói ra, người không cần tử, người còn có nhi tử. Tương lai nếu là có cơ hội, nhớ rõ báo thù cho ta là được. Tiêu huynh đệ, ta đây tam đệ trời sinh tính hào sảng, không hề xảo trá, về sau tựu toàn bộ xin nhớ ngươi. Nói xong, thương kỳ hướng tiêu phạm ôm quyền vừa chắp tay, lập tức nhắc tới thép dòng bát giác trùy, hướng về lai lịch đi nhanh mà đi, không bao giờ. Nữa quay đầu lại, đại ca, hoàng đường nước mắt tràn mi ra, tuyệt vọng kêu lên, giấy ruộng lấy muốn đứng dậy. Tiêu phàm cắn răng, hai tay ôm quyền, hướng về thương kỳ cực đại bóng lưng thật sâu vái trào, lập tức run lên thương kỳ lưu cho hắn chính là cái kia linh thú hoàn, miệng lẩm bẩm một cổ cường đại hấp lực bỗng nhiên tuôn ra, hoàng đường thân thể khổng lồ gấp gáp thu nhỏ lại, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, đã bị linh thú hoàn, vèo, mà thu đi vào. Tiêu phàm thần niệm chi lực cưỡng ép hát yêu ta ép thỏ ra, chỉ thấy hơi co lại bản hoàng đường tại linh thú hoàn ở phía trong hết nhìn đông tới nhìn tây tựa hồ cũng không có gì không khỏe lúc này mới âm thầm thở phào một cái cuối cùng hướng thương kỳ từng bước xuống phía dưới bóng lưng nhìn một cái liền là mở ra đi nhanh hướng rất cao bậc thang leo mà đi càng là trên lên màu đen sương mù càng dày đặc mỗi một cấp trên bậc thang bổ sung áp lực tựu càng thêm trầm trọng leo tốc độ đã ở chút bất chi bất giác chậm lại ước chừng lại leo lên ba mươi mấy cấp bậc thang tiêu phàm trong tay truyền đến hô hòa chém gợi yêu ta thanh âm, thương kỳ đã cùng chấn nhạc thần quân bọn người giao thủ. Thương kỳ, ngươi dám. Ở giữa sen lẫn chấn nhạc thần quân nổi giận. Tiêu phàm sắc mặt thoảng qua biến đổi, toàn thân khớp xương lại một lần nữa phát ra, tích đùng ba tương đương, bạo vang lên, một cổ càng thêm cuồng bạo sức lực bỗng nhiên tự tứ chi bách hải trung phún dũng ra, lúc này mở ra đi nhanh, hướng lên leo mà đi. Ba canh giờ hậu, Tiêu Phàm đã đi tới người thứ ba khu vực nền tảng nơi. Hắn tính ra minh bạch, xác thực là mỗi 100 cấp bậc thang làm một người đoạn, trăm bước về sau thiết một cái khu vực nền tảng. Tại khu vực nền tảng nơi nghỉ ngơi một hồi, có thể dần dần khôi phục thể lực, vẻ này thần có mặt ở khắp nơi phong ấn đại trận cấm chế chi lực, đã ở vô cùng chậm tốc độ mất đi. Nhưng Tiêu Phàm cũng phát giác được, loại này mất đi có hắn cực hạn, mất đi tới trình độ nhất định sẽ dừng lại, không biết trở lại tầm thường tình hình đi. Trên cơ bản, mỗi leo lên 100 cấp bậc thang, phong ấn cấm chế chi lực tự trầm trọng 3 phần, dùng một loại thập phần cân đối tốc độ tại chậm chạp gia tăng. Tiêu phàm leo người thứ 300 bước bậc thang thời điểm, tựu so người thứ nhất trăm bước bậc thang muốn cố sức nhiều lắm. Chấn nhạc thần quân thương kỳ bọn người hô quát kịch chiến thanh âm sớm đã đi xa, nhỏ khó thể nghe, tiêu phàm cũng không biết cuối cùng nhất chiến cuộc như thế nào. Nhưng mặc kệ thương kỳ lại hợp lại mất mấy cái, vận mệnh của hắn nhưng lại đã muốn nhất định đích nhớ tới cái này 30 năm đến, thương kỳ cùng mình cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, Tiêu Phàm cũng tinh thần chán nản. Mặc dù chỉ là yêu thú, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa. So sánh dưới, ân lão quái cát lão quái những nhân này tu sĩ, nhưng tự cách nhau xa. Đến thoi mà giới cái này hơn 30 năm, vậy mà trên căn bản là tại yêu thú phạm vi thế lực trong vượt qua đích, cả ngày liên hệ đích cũng là yêu thú. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền từ cảm khái bên trong đi ra ngẩng đầu nhìn lên trên đi, đáy mắt lục mang lóng lánh, chỉ thấy màu nâu đen bậc thang uốn lượn hướng lên, không ngớt không dứt, khói đen ở chỗ sâu trong, như trước chỉ thấy từng bước một bậc thang, hoàn toàn nhìn không tới cuối cùng. Tiêu phàm xem chừng, nếu như phong ấn chi lực theo như chiếu tốc độ như vậy thêm vào, chỉ cần những này bậc thang vượt qua một ngàn cấp, tung tính toán hắn đem cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt thần thông phát huy đến mức tận cùng, cũng khó có thể tiếp tục hướng thượng. Một nghĩ đến đây, Tiêu Phàm tiện tay lại nổi lên một quẻ. Quẻ tượng chung cái kia một đường mơ hồ sinh cơ, nhưng như có cực kỳ ương ngạnh chỉ hướng phương đông, thì ra là bậc thang chỗ đi thông vị trí. Tiêu Phàm không khỏi cười khổ một tiếng, đứng dậy, hít sâu một hơi, nhấc chân bước lên rất cao bậc thang. Chương 927, trời xanh đỉnh. Cái này đoạn bậc thang, Tiêu Phàm đã đi 3 tháng, còn chưa tới đỉnh. Bất quá, Tiêu Phàm đã muốn có thể chứng kiến bậc thang đỉnh. Hắn hiện tại an vị tại cách đỉnh chỉ có ba bước xa địa phương, cùng với nói là ngồi, còn không bằng nói là tà tà nằm tại đó càng thêm phù hợp. Thật sự là không có khí lực liễu tương đương. Cả bậc thang cũng không nhiều lắm, chỉ có 1.000 cấp, nhưng mỗi 100 cấp bậc thang, chính là một khảm, càng về sau, phong ấn áp lực càng lớn. Cuối cùng cái này 100 cấp bậc thang, hắn thật là từng bước một đi tới đích, mỗi trên lên leo một bước, muốn dừng lại nghỉ tạm thật lâu mới có thể năng lực tích xúc cũng đủ khí lực lại leo kế tiếp bậc thang cũng mất đi là tiêu phàm có liên tục không ngừng đan dược bổ sung thể lực đổi một người đã sớm chống đỡ không nổi nữa tung tính toán như thế tới về sau tất cả có thể bổ sung thể lực đan dược cũng đã nuốt hầu như không còn tiêu phàm chỉ có thể trực tiếp theo linh dược viên ở phía trong tìm kiếm những kia có thể sống phục cũng có thể bổ sung thể lực linh dược bất chấp tất cả cứ như vậy nguyên lành nuốt xuống hết thảy hết thảy cũng là vì có thể nhịn đến cuối bậc thang, nhìn xem bên trên rốt cuộc có đồ vật gì đó. Ba tháng này thời gian, đối với tiêu phàm sao tôi luyện, thậm chí không thua tại trời xanh núi 30 năm. Tuy nhiên tiêu phàm lực lĩnh ngộ cực cao, thường kỳ cũng tận tâm tận lực theo đạo đạo hắn, nhưng thân vì nhân loại, muốn triệt để lĩnh ngộ cự linh tộc hai đại thiên phú thần thông, vẫn có lấy không ít trở ngại, tại nhỏ bé nhất trước mắt, luôn luôn như vậy điểm lực bất tòng tâm cảm giác, không thể đạt đến cho tới thiện đến mỹ cảnh giới thương kỳ cũng từng đối với hắn nói qua hắn đối với cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt đại thần thông lĩnh ngộ kỳ thật đã muốn vượt qua rất nhiều cự linh thú đạt đến một cái tầm thường cự linh thú khó có thể với tới cảnh giới nếu như muốn muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn đây không phải là cố gắng không cố gắng nguyên nhân cũng không tại ở hắn ngộ tính như thế nào thuần túy muốn xem vận khí dựa theo tiêu phàm giải thích cái kia cuối cùng một phần trăm thuộc về thần lĩnh vực ba tháng này lại để cho hắn ngạnh xanh xanh mà đột phá cái này bình cảnh, rốt cục đem hai đại thiên phú thần thông luyện đến trí thiện đến mỹ cảnh giới. Coi như là thương kỳ toàn thịnh thời kỳ, nghĩ đến cũng không gì hơn cái này liễu tương đương. Hơn nữa, tiêu phàm tự giác tại trên tâm cảnh cũng có rất lớn đột phá. Lần trước ngưng tụ Nguyên Anh thất bại, không phải của hắn pháp lực không đủ dày đặc, trên thực tế, bởi vì có đại lượng linh đan tương trợ, thực tế trong cơ thể có ngân dược lôi bằng nội đan cuồn cuộn không dứt mà cung cấp tinh thuần đến cực điểm chân nguyên, tiêu phàm pháp lực xa so bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ phải cường đại hơn nhiều. Bảo thủ phỏng trưng, ít nhất cũng là bình thường cùng giai tu sĩ gấp 3 đã ngoài. So sánh với những kia vừa mới tiến giai không lâu nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng không kịp nhiều lại để cho. Mấu chốt là hắn tiến giai tốc độ quá nhanh, tâm tình không đủ vững chắc, cảnh giới thượng chưa đạt tới nguyên anh tu sĩ tiêu chuẩn trải qua tại thế giới dưới lòng đất nửa năm này nhiều khổ chiến, tăng thêm 3 tháng này một mình leo, mỗi ngày đều phải kinh thụ nghiêm trọng dị thường khiêu chiến, trên tâm cảnh biến hóa là rõ ràng đích. Tiêu phàm phỏng trưng, lần này nếu như có thể thuận lợi thoát hiểm, phải tìm được một chỗ linh lực sự dư thừa phù hợp nơi. Luyện chế ra mấy thứ dùng chung đan dược, lại trùng kích bình cảnh, ngưng kết nguyên anh nên vậy không thành vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này bậc thang đỉnh, có thể dùng thoát hiểm đường nhỏ. Hiện tại, tiêu phàm ngẩng đầu trên lên, ngoại trừ khói đen, cũng chỉ có một chỗ đồng dạng đen kịt trời xanh chi đỉnh, rốt cuộc nhìn không tới những vật khác. Có lẽ, là mình không có đứng ở vị trí thích hợp. Tiêu phàm như vậy an ủi mình. Về phần phía sau truy binh, tiêu phàm hiện tại đã muốn không quá lo lắng. Chấn nhạc thần quân cố nhiên là hóa hình hậu kỳ đại cao thủ, phải đi đến nơi đây. Cũng thủ vi bất dịch rất là khác nhau. Về phần mặt khác biến hóa yêu thú, vậy thì càng thêm không có khả năng riêng lấy sao mà nói tiêu phàm xa so với bọn hắn muốn cường hoành nhiều lắm chấn nhạc thần quân sẽ hay không một mình đuổi gờ iota ít rốt cuộc thật sự không tốt lắm nói tiêu phàm cho rằng khả năng không lớn dù sao cửa đá bên ngoài còn có thiên minh tử hòa ba thủ ma lang cái này hai gã nguyên anh hậu kỳ cấp đại cao thủ tại nhìn chằm chằm. chấn nhạc thần quân nếu vì đuổi gờ iota ít tiêu phàm mà hao hết thể lực chỉ có thể không công tiện nghi những kia quỷ vật cùng ma thú. Chuyện ngu xuẩn như vậy, chắc hẳn chấn nhạc thần quân tuyệt sẽ không làm. Cuối cùng này ba cấp bậc thang, tiêu phàm suốt đi ba ngày, mỗi trên lên một bước, tự cần cả ngày thời gian đến khôi phục thể lực. Hô! Đương làm hai chân rốt cục bước trên bậc thang đỉnh thời điểm, tiêu phàm thật dài thở phào một cái. Cùng lúc đó, bị giam cầm suốt ba tháng pháp lực chân nguyên bỗng nhiên ở đan điền nơi mãnh liệt bành trướng bắt đầu đứng dậy, phảng phất cưỡi cương con ngựa hoang giống nhau, bốn phía tán loạn. Tiêu phàm cũng không để ý tới hội, chỉ cảm thấy toàn thân đều bay bổng đích, ít dùng khu động độn thuật, thân thể tựu sẽ tự động phiêu bay lên, thật giống như trước kia tại phàm nhân thế giới tu luyện khinh công biến thành cảm giác đồng dạng. Nhưng như vậy tốt đẹp chính là cảm giác, rằng có một lát quang cảnh, tiêu phàm còn chưa kịp theo tâm tình hưng phấn bên trong dư vị tới, bỗng nhiên một cổ khổng lồ đến cực điểm sức lực, từ trên trời giáng xuống, thậm chí so phong ấn chi lực đều phải cường đại hơn nhiều, lập tức liền đem tiêu phàm chăm chú trói buộc trong đó, cả ngón tay đầu cũng khó khăn dùng nhúc nhích chút nào. Tiêu phàm chấn động, toàn thân khớp xương cả cạc rung động, đồng thời đem cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt thần thông kích phát ra đến. Ngay sau đó lại để cho tiêu phàm càng thêm giật mình sự tình đã xảy ra, tung tính toán đem cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt thần thông kích phát đến cực hạn, cũng như trước chống cự không ngừng này cổ bàng nhiên sức lực, phảng phất thái sơn áp đỉnh, quý trọng trăm vạn cân, thẳng không phải sức người có khả năng kháng cự. Tiêu phàm hét lớn một tiếng, vùng đan điền pháp lực chân nguyên mãnh liệt quay cuồng, điên cuồng mà hướng tứ chi bách hải bên trong quán thâu mà đi, lập tức đem toàn thân mỗi một phần khí lực đều kích phát ra đến, cùng cái này cổ hủy diệt loại sức lực đối kháng. Trong lúc này, ngoại trừ đối kháng rốt cuộc, hắn đã muốn không có lựa chọn nào khác. Thậm chí liền lùi lại trở lại dưới bậc thang đi cũng đã làm không được hắn căn bản không có khả năng hoạt động nửa bước. Làm cho là như thế, cũng có lẽ hay là ngăn cản không nổi. Ngay tại tiêu phàm toàn thân khớp xương loạn hưởng, hiển nhiên sẽ bị này cổ sức lực áp thành một cục thịt tương thời điểm, trừ hồng sắc quang mang lóe lên, khéo léo, đỉnh càn khôn, bắn ra, cấp tốc xoay tròn, không cần tiêu phàm kích phát, bảo đỉnh nhanh chóng lớn lên, trong khoảnh khắc tự biến thành hơn một xích chiều cao, đỉnh thân quang hoa đại phóng, một cổ nhu hòa không gian chi lực phún dũng ra. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy gia tăng tại trên người mình cái kia cổ sức lực lập tức tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một cái cầm giữ bất định, thiếu chút nữa đã bị trong cơ thể mình tán phát ra cái kia cổ đại lực gây thương tích, ngực trong chốc lát khí huyết cuồn cuộn, rất khó chịu. Trọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà, Tiêu Phàm tài hoa đều đặn khí tức, có chút hoảng sợ ngẩng lên đầu nhìn lại. Chỉ thấy vốn là hắc sâu kín giống như đáy nổi giống nhau trời xanh chi đỉnh, không biết lúc nào xuất hiện một cái cự đại nước xoáy, đường kính ước chừng tại hai ba mươi trượng khoảng chừng gì đó, nước xoáy bên trong, điện lóng lánh, tĩnh mịch cực kỳ, chỉ có điều nhìn thoáng qua, tụ lại để cho tiêu phàm có nhìn lên tinh không cảm giác. Không gian thông đạo, tiêu phàm lập tức trợn mắt há hốc mồm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn đã từng trải qua một lần không gian thông đạo, cứ việc cái kia không thể xem như chính thức không gian thông đạo càng phải nói là tao ngộ rồi một lần không gian bão táp. Nhưng đối với tại không gian chi lực, lại phi thường quen thuộc. Vừa rồi vẻ này bỗng nhiên hàng lâm bàng nhiên sức lực, đúng vậy không gian chi lực, cùng đại trận phong ấn chi lực có bản chất bất đồng, đỉnh càn khôn, lúc này mới tự hành hộ chủ. Mà khi tiêu phàm chịu đựng phong ấn chi lực áp chế thời điểm, đỉnh càn khôn, liền không phản ứng chút nào. Đúng vậy, không phải nói nơi này là phong ấn đại trận trọng yếu nhất chỗ sao. Như thế nào thiên tân vạn khổ bò tới bậc thang đỉnh, lại gặp được như vậy một cái không gian thông đạo khó đạo phong ấn đại trận mắt trận, thân mình chính là một không gian thông đạo. Tiêu phàm tinh thông trận pháp bố trí, có thể nói trận pháp đại sư, trong khoảng thời gian ngắn, thực sự rất khó đem cái này hai người liên lạc với cùng một chỗ. Bất quá nghĩ lại, cái này phong ấn đại trận sở dĩ có thể vận chuyển đến nay, vài ngàn năm đi qua đều chưa từng mất đi hiệu lực, chi kia căng lớn trận lực lượng nguồn suối, nhất định không giống tiểu khả. Có lẽ cái này không gian thông đạo, chính là cả tòa phong ấn đại trận lực lượng nguồn suối, đem không biết rất xa bên ngoài bàng đại lực lượng, liên tục không ngừng mà chuyển vận tới, một mực duy trì lấy phong ấn đại trận vận chuyển. Quả thật như thế, cái kia năm đó bố trí cái này phong ấn đại trận tiền bối cổ tu đám bọn họ, cũng thật sự quá thần thông quảng đại liếu tương đương. Lại có thể dùng nhân lực mở một đầu không gian thông đạo. Cái này là bực nào điên cuồng. Tự nhiên, cái này gần kề chỉ là tiêu phàm phỏng đoán, sự thật phải chăng như thế, không được biết. Tiêu phàm trải qua thiên tân vạn khổ chạy đến nơi đây, cũng không phải là đến làm nghiên cứu nghiên cứu học vấn đích. Tiêu phàm chưa nghĩ đến minh bạch, không gian trong thông đạo ánh sáng lóe lên, một đạo ngân quang lóng lánh hồ quang điện, không hề dấu hiệu mà nhanh bổ mà hạ, thẳng đến, đỉnh càn khôn, mà đến, tựa hồ đối với, đỉnh càn khôn, ngăn cách không gian của nó chi lực rất không hài lòng. Oanh, mà một tiếng vang thật lớn. Hồ quang điện ở giữa, đỉnh càn khôn, bảo đỉnh một hồi gấp gáp run dày, vầng sáng loạn tránh, thả ra không gian chi lực rõ ràng không yên liễu tương đương. Không tốt, tiêu phàm quát khẽ một tiếng, không chút do dự đem lôi quang tháp thanh toán đi ra, lượn vòng trên xuống, khoảng cách hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, tại đỉnh càn khôn trên không khởi động một chương đồng dạng ngân quang nóng lánh lưới điện. Liền vào lúc này, đạo thứ hai xét đánh lại oanh kích mà hạ, lần này, lại bị lôi quang tháp không chút khách khí liền thu đi vào, ngay nửa điểm rung động đều chưa từng kích khởi. Ngay sau đó, lại là đạo thứ ba đạo thứ tư lôi điện liên tiếp oanh hạ, một đạo so một đạo mãnh liệt, lôi quang tháp đều như không có việc gì thừa nhận rồi xuống. Tiêu Phàm rõ ràng cảm giác được cái này bảo vật giờ phút này hiện ra uy năng, vượt xa chính mình điều khiển thời điểm có thể phát ra lớn nhất uy năng. Điểm này cũng rất dễ lý giải, dù sao đây là cất chứa tại vô cực thiên tôn trong tàng bảo các bảo vật, Đa Văn Thiên Vương kim thân lộ ra hóa, tự tay ban cho hắn, không có khả năng chỉ có nhiều như vậy hứa uy có thể thậm chí cả kia ngân cầu vùng tiên tử cũng kinh hô đây là thông huyền linh bảo. Mấu chốt còn tại ở hắn thân mình tu vi quá thấp, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự phát huy không xuất ra bảo vật bao nhiêu uy năng. Hôm nay tại này thiên địa ra oai uy dưới sườn, lôi quang tháp sốt cục bắt đầu thể hiện ra hắn xứng đáng uy năng. Trong khoảng khắc, liền từ không gian thông đạo đánh hạ chín đạo thiên lôi, cuối cùng một đạo, thô hơn vạc nước, ngân sắc hồ quang điện bên trong, ẩn ẩn mang theo tử kim vẹp uy mãnh không đúc, hơn xa lúc trước tám đạo xét đánh, hùng hổ mà đánh chúng lôi quang tháp. Bảo tháp nhẹ nhàng run lên, như trước đem cái này đạo lôi điện hấp thu đi vào. Không gian trong thông đạo điện quang bỗng nhiên buồn bã, tựa hồ vừa rồi cái này liên hoàn chín đánh, đã muốn tiêu hao không ít lôi điện chi lực, cần thoảng qua nghỉ tạm một lát mới được. chương 928, chim khổng lồ. Ngay tại tiêu phàm cho rằng đã muốn vũ qua thiên tinh thời điểm, không gian trong thông đạo không hề dấu hiệu mà nổi lên từng đợt vòi rồng, mấy chục đầu phong long tại không gian thông đạo lối đi ra thành hình. Tiêu phàm thần niệm chi lực một chút cảm ứng, lập tức sắc mặt đại biến. Cái này mấy chục đầu phong long, vậy mà mỗi một đầu đều có được không thua nguyên anh kỳ tu sĩ uy áp. Xa nhớ năm đó, đa văn thiên vương hiển hóa kim thân, biểu thị như ý linh lung bảo tháp nhiều loại uy năng thời điểm, trong đó có cương phong lực, Phật tổ dùng quảng đại thần thông, diễn biến ra tới vô số phong long, ít nhất đều có ngộ linh kỳ đã ngoài khủng bố tu vi. Cái này mấy chục đầu phong long tới vừa so sánh với, tự nhiên là gặp dân chơi thứ thiệt. Nhưng đối với tại chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi tiêu phàm mà nói, những này phong long bên trong bất luận cái gì một đầu, đều đủ hắn uống một bình đích. Không đợi tiêu phàm nghĩ đến minh bạch, mấy chục đầu phong long đã muốn dương nanh múa vuốt lao thẳng tới mà xuống. Lôi quang bảo tháp điện lóng lánh, nghiêm nghị không sợ, vô luận những này phong long như thế nào tàn sát bừa bãi, thủy chung vô pháp đột phá lôi quang tháp lưới điện phòng ngự, hắn ở dưới, đỉnh càn khôn, vững như thái sơn, đem cái này phạm vi trong vòng mấy trăm trượng một mực bao phủ, đem kinh khủng kia cực kỳ không gian chi lực ngăn cách bên ngoài. Nhưng nếu không có cái này hai kiện trí bảo lẫn nhau phối hợp, tung xem như nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ lúc này, chỉ sợ cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Tiêu phàm hết sức chăm chú mà, quan sát, lấy phong long cùng lôi quang tháp đấu pháp, lại bỗng nhiên cảm nhận được một cổ cực kỳ đặc dị phong linh lực chấn động tại cách đó không xa hiện lên, cứ việc phi thường yếu ớt, hơn nữa lóe lên tức thì, tiêu phàm người mang ngân rực lôi bằng nội đan máu huyết, đối với phong linh lực nhạy cảm dị thường, có lẽ hay là lập tức tự bắt đến. Vội vàng dương mắt nhìn lên, đáy mắt lục mang lóng lánh, thông qua nặng nề sương mù. Một cụ khổng lồ như núi màu trắng hài cốt, bỗng nhiên ra hiện tại tiêu phàm trước mắt. Cái đó đúng, tiêu phàm không khỏi lắp bắp kinh hãi cứ việc cách xa nhau hơn 10 trượng khoảng cách, hắn nhưng không có liếc thấy tinh tường hài cốt toàn cảnh, cái này hài cốt khổng lồ. Có thể nghĩ, mà vẻ này cực kỳ đặc dị phong linh lực chấn động, đúng vậy từ nơi này hài cốt thượng phát ra đích. Tiêu Phàm sở dĩ giật mình, còn không chỉ có ở chỗ cổ hài cốt này cực kỳ khổng lồ, giống như núi nhỏ giống nhau, thực tế làm cho người kinh ngạc chính là, cái này vậy mà không phải một con yêu thú hài cốt, mà là một đầu cực lớn thiên cầm hài cốt hai cánh triển khai, thiết mỏ kim cái móc, ngửa đầu hướng lên trời. Cứ việc toàn thân huyết nhục đều đều tan rã, chỉ còn lại có một cụ lẻ loi chơi trọi khung xương, vẻ này bức người uy áp khí, như trước đập vào mặt. Nhìn hôm nay cầm hài cốt thẳng đứng không ngã, ngẩng đầu hướng lên trời bộ dáng, có thể muốn gặp, hôm nay cầm năm đó khí tuyệt thời điểm, là bực nào ủy khuất không cam lòng, tựa hồ là chống lại đến cuối cùng một khắc. Cho đến chết đạo tiêu, cũng chưa từng thấp hắn cao ngạo đầu lâu cái này còn không phải lại để cho tiêu phàm giật mình nhất nguyên nhân. Chính thức lại để cho tiêu phàm trong nội tâm kinh hoàng chính là, hắn vậy mà từ nơi này chiếc cổ thiên cầm hài cốt phía trên, cảm ứng được một cổ giống như đã từng quen biết khí tức. Nhất là cái kia bôi lóe lên tức thì phong linh lực chấn động. Càng làm cho tiêu phàm rất cảm thấy, thân thiết, tựa hồ cùng hắn lĩnh ngộ đến phong độn thuật, hệ ra đồng nguyên. Một nghĩ đến đây, tiêu phàm chính mình bị chính mình lại càng hoảng sợ. Ngân dực lôi bằng, chẳng lẽ này đầu thiên cầm hài cốt là ngân dược lôi bằng còn sót lại hay sao bởi vì hắn phong độn thuật chính là theo ngân dược lôi bằng trong nội đan còn sót lại niệm lực bên trong lĩnh ngộ đến đích này đầu thiên cầm hài cốt phía trên phát ra phong linh lực lại để cho hắn có loại này giống như đã từng quen biết cảm giác thân thiết chỉ có thể là nguồn gốc từ ngân dược lôi bằng bất quá tiêu phàm có lẽ hay là lập tức liền đem ý nghĩ này của mình đả đảo mất cái kia tuyệt đối không thể có thể hắn sớm đã điều tra điển tịch, ngân dực lôi bằng căn bản là không thuộc về thoi ma giới trung thổ giới như vậy hạ giới vị diện mà là thuộc về huyền linh thượng giới như vậy càng đẳng cấp cao giới diện. Ngân dực lôi bằng là cùng thiên long thiên phượng đồng dạng trời sinh thánh linh, hắn huyết thống chi cổ xưa, có thể thẳng tố khai thiên tích địa thái cổ thời kỳ, giới diện sinh ra đời chi sơ, những này thánh linh đồng thời sinh ra đời, trời sinh tựu có được lấy nào đó trí cao giới diện pháp tác chi lực. Ví dụ như ngân dược lôi bằng sẽ cùng lúc có được lấy sấm gió hai thuộc tính pháp tác chi lực. Dựa theo thoi Ma giới điển tịch ghi lại, ngân dược lôi bằng tuy nhiên tại thánh linh bên trong bài danh không thể xem như đặc biệt gần phía trước, vô pháp cùng thiên long thiên phượng kỳ lân đợi thánh linh đánh đồng, nhưng cũng là cường đại thiên cầm loại thánh linh một loại. Như vậy trời sinh thánh linh, không có khả năng đi vào hạ giới vị diện. Thứ nhất thánh linh sẽ chịu không nổi giới diện áp chế chi lực, thứ hai hạ giới vị diện cũng rất khó thừa nhận thánh linh pháp tắc chi lực dù sao cho dù tại huyền linh thượng giới trời sinh thánh linh cũng là trí cao vô thượng đích vô luận pháp lực tu vi cảnh giới có lẽ hay là địa vị đều đều tại phía xa bình thường đẳng cấp cao tu sĩ phía trên trời sinh thánh linh đối với thoi ma giới như vậy giới diện mà nói tự giống như ngộ linh hậu kỳ cao thủ đi phàm người thế giới nhất cử tay gian có thể đem toàn bộ thế giới hoàn toàn bị diệt một đầu trời sinh thánh linh vinh dự đón tiếp hạ giới vị diện hơn nữa chết ở chỗ này cái kia quả thực là không thể tưởng tượng bất quá tung tính toán không thể nào là ngân dược lôi bằng còn sót lại hài cốt này là thiên cầm hài cốt có lẽ hay là đưa tới tiêu phàm cực kỳ nồng hậu dày đặc hứng thú gần kề chỉ là hình thể cũng đã đủ làm cho người ta kinh ngạc liếu tương đương huống chi sau khi chết nhiều năm như vậy lại vẫn có thể đối không gian thông đạo phong linh lực làm ra phản ứng thì càng là đặc dị không biết lúc nào không gian thông đạo huyễn hóa ra mấy chục đầu phong long sớm đã biến mất vô tung, lôi quang tháp cùng đỉnh càn khôn đã muốn ổn định lại, vì tiêu phàm khởi động một mảnh mấy trăm trượng phạm vi vững chắc không gian, không gian thông đạo cũng không có tiếp tục biến ảo mặt khác thần thông đến tiến hành công kích. Tiêu phàm rốt cuộc đem ánh mắt từ phía trên cầm hài cốt trên người thu trở về, thần niệm chi lực hướng linh thú hoàn ở phía trong tìm tòi, hoàng đường đã muốn lâm vào chiều sâu trong lúc ngủ say. Bất quá giờ phút này hoàng đường, Sớm đã vô pháp bảo trì hóa hình kỳ tiêu chuẩn, cảnh giới cuồng ngã, loáng thoáng chỉ có 3 4 cấp yêu thú linh lực chấn động rồi, hơn nữa khí tức rất không ổn định, chợt mạnh chợt yếu, tựa hồ tùy thời cũng có thể như vậy đoạn tuyệt, nếu không tỉnh lại. Tiêu Phàm vội vàng sở quyết, đem Hoàng Đường theo linh thú hoàn ở phía trong ta ép đi ra. Hoàng Đường tiếp tục ngủ say, dáng người đã muốn trở nên so bình thường gấu ngựa còn muốn nhỏ số 1, đối với ngoại giới hết thảy không phản ứng chút nào. Tiêu phàm không nói hai lời, móc ra diệp phi đao, tại hoàng đường toàn thân quan trọng hơn huyệt vị thượng lại đâm qua một lần, vì hoàng đường làm theo kinh mạch, lại từ một cái bình ngọc bên trong lấy ra ba khỏa chữa thương đan dược, một tia ý thức cho hoàng đường cho ăn. Xuống dưới, bổ sung thể lực đan dược tuy đã bị chính hắn ăn xong rồi, chữa thương cùng tinh tiến tu vi đan dược, có lẽ hay là bảo tồn không ít. Đợi chút sau một lát, thấy hoàng đường hô hấp thoáng bằng phẳng chút ít, khí tức cũng so lúc trước thoáng ổn định. Tiêu Phàm lúc này mới cảm thấy yên tâm, lần nữa đem Hoàng Đường Thu vào linh thú hoàn chung. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Phàm ống tay áo run lên, Hắc Lân một cái xoay người, vững vàng đứng ở mặt đất, khí tức so sánh với vừa bị thương thời điểm, muốn cường thịnh nhiều lắm rồi, thương thế khôi phục không ít, xem ra biến dị báo gấm viên nội đan kia, thập phần hữu hiệu. Hơn nữa Hắc Lân chỉ là bị thương, thân mình sinh cơ tràn đầy, chỉ cần có đúng bệnh dược vật, thương thế khỏi hẳn bắt đầu đứng dậy cũng không khó. Hoàng đường tình hình, so sánh với Hắc Lân muốn ác liệt nhiều lắm liễu tương đương. Chẳng những liên tục nhiều lần bản thân bị trọng thương, hơn nữa lần nữa dùng đan dược cùng châm cứu phương pháp cưỡng ép hát yêu ta ép kích phát trong cơ thể tiềm năng, bổn mạng chân nguyên đều tiêu hao hầu như không còn, sớm đã đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, nếu không có có tiêu phàm cái này thần y ở bên, lại có đại lượng chữa thương thuốc tiên, đã sớm chống nở không nối liễu tương đương. Hắc Lân lục oánh oánh mắt to mọi nơi vừa nhìn, một cái đầy đặn hắc y thiếu nữ liền tại đỉnh đầu của nàng xông ra kinh ngạc nói ra chủ nhân cái này là địa phương nào trong khoảng thời gian này hắc lần đều ở linh thú hoàn ở phía trong chữa thương dưỡng bệnh đối với ngoại giới tranh đấu hoàn toàn không biết gì cả tự nhiên càng không biết tiêu phàm ngay thiên sơn quân đều chém gỡ iota s sạch liễu tương đương cái này người trước đừng động đã đẳng cấp cao yêu thú nội đan đối với thương thế của người hữu hiệu chỗ này của ta còn có một khỏa hóa hình trung kỳ yêu thú nội đan, cũng cho người ăn vào rồi nói sau. Hóa hình trung kỳ yêu thú, không phải đâu. Cứ việc Hắc Lân là tiêu phàm nhất kiên định trung thành nhất, tùy tùng đối với tiêu phàm có gần như mê tín sùng bái, nhưng nghe lời này về sau, có lẽ hay là chấn động, trên mặt lộ ra tuyệt không tin thần sắc. Tiêu phàm không nói hai lời, ống tay áo run lên, thiên sơn quân huyết nhục mơ hồ không đầu thi thể, xoạch, một tiếng, ngã trên mặt đất, cũng thu nhỏ lại đến chỉ có bình thường lợn rừng yêu thú lớn nhỏ. Leo bậc thang 3 tháng này, hắn tự nhiên không có khả năng xử lý này là thi thể, cứ như vậy còn nguyên địa bảo tồn đến nay. Thiên Sơn Quân Hắc lân một tiếng thét kinh hãi, đầy đặn hắc y thiếu nữ trên mặt hiện lên một vòng cực độ cây ết yêu ta sợ thần sắc. Chủ nhân, người đem bị gờ yêu ta rồi, dùng hóa yêu nước sao? Không phải, dùng đao. Tiêu phàm cười cười, nói ra. Dùng đao. Đầy đặn thiếu nữ hồng diễm diễm bờ môi vỉnh lên thành một cái, o, oh, hình, kìm lòng không được mà đem tuyết trắng bàn tay nhỏ bé đặt tại chính mình cao ngất trên bộ ngực, thần thái ngây thơ đến cực điểm. Tiêu phàm liền đem trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy, đại trí hòa hắc lân miêu tả một lần. Đánh chết thiên sơn quân công lao cũng đều quy kết đến thương kỳ trên người, hắn chỉ là theo bên cạnh giúp đỡ mà thôi. Thì ra là thế, không nghĩ tới thương đại ca như vậy giảng nghĩa khí. Hắc Lân nghe được liên tục gật đầu. Nàng cùng Thương Kỳ trong lúc đó, cũng không có quá nhiều cùng xuất hiện, tự nhiên cũng cũng chỉ có một câu như vậy cảm khái chi tư. Ta trước tiên đem Thiên Sơn quân nội đan cho ngươi lấy ra. Tiêu Phàm nói ra, tay phải năm ngón tay một khúc, tự muốn động thủ. Hắc Lân gấp nói gấp, chờ một chút chờ một chút, hiện tại không vội. Lúc trước báo gấm viên nội đan kia, ta còn không có hoàn toàn luyện hóa rơi nhì. Viên nội đan này không vội, nói sau, ta hiện tại cảnh giới không đủ, lập tức nuốt cao như vậy dài yêu thú nội đan, có chút lãng phí, không thể hoàn toàn luyện hóa hấp thu trong trong nội đan ẩn chứa tinh hoa. Tốt, vậy trước tiên giữ đi, đợi ngươi chừng nào thì tiến dài đến hóa hình kỳ rồi, trong lúc này đan cho ngươi thêm. Tiêu phàm cũng không miễn cưỡng. Ừm, Hắc Lân liên tục gật đầu, cũng là một điểm không khách khí. Nàng là tiêu phàm bổn mạng linh sủng, sinh tử đã sớm cùng tiêu phàm buộc cùng một chỗ, cả đời này sinh vì tiêu phàm mà sinh, tử cũng phải vì tiêu phàm mà chết, cùng tiêu phàm cơ hồ chính là nhất thể, xác thực không cần khách khí cái gì. Mắt thấy hắc lân thường thế khỏi hẳn đắc rất nhanh, tiêu phàm treo lấy tâm để xuống, lại thử đi triệu hoán oán linh. Ai ngờ oán linh vẫn đang đối với hắn triệu hoán không chút nào để ý, gắt gao đợi tại linh thú hoàn ở bên trong, trong ngực ôm cái kia rút nhỏ vô số lần cửu âm bạch cốt hoàn, chỉ lo ngủ say, tuyệt không chịu bước ra linh thú hoàn nửa bước xem ra cái này đại trận phong ấn chi lực, quả nhiên đối với hết thảy quỷ vật đều có được trấn áp chi lực. Tung xem như trời sinh quỷ linh cũng không ngoại lệ. chương 929, đoạt xá kinh biến. Đây là cái gì? Hắc lân ánh mắt, rốt cuộc định dạng tại cực lớn thiên cầm hài cốt phía trên, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cực kỳ giật mình thần sắc. Thật lớn như thế loài chim hài cốt, thật sự có chút vượt qua tưởng tượng của nàng liễu tương đương. Tiêu phàm chậm rãi đi thẳng về phía trước, đỉnh đầu lôi quang tháp cùng đỉnh càn khôn cũng theo thân hình của hắn chậm rãi di động, bảo hộ lấy an toàn của hắn. Cái này hai kiện bảo vật mặc dù không có trải qua tế luyện trở thành bổn mạng pháp bảo, nhưng nhiều năm như vậy xuống, từ lâu làm được cùng tiêu phàm tâm ý tương thông. Theo khoảng cách gần hơn, thiên cầm hài cốt thấy càng thêm tinh tường. Giống như, không là thuần túy loài chim. Hắc lân có chút nghi ngờ nói đạo, ánh mắt trực tiếp dừng lại tại thiên cầm đỉnh đầu, tại vị trí kia, vậy mà trường lấy hai chi sừng nhọn, cứ việc không lớn, cũng không dài, lại lập tức tự cho thấy đến cùng bình thường loài chim bất đồng. Tiêu phàm vừa cười vừa nói, người đây là dùng địa cầu ánh mắt đến xem đích. Trên địa cầu, xác thực chưa từng gặp qua trên đầu sừng dài loài chim, có thể bay bay liệng trên đầu còn rất dài góc đích, tự hồ chỉ có rực long, nhưng đó là loài thú, không phải loài chim, hơn nữa đã muốn diệt tuyệt mấy ngàn vạn. Nhiều năm, bất quá đây là đang thoi ma giới, sinh vật hơn dạng tính vượt qua xa địa cầu có thể so sánh đích, đương nhiên địa vực quảng đại càng là xa xa vượt qua siêu ra cái gì người địa cầu tưởng tượng bên ngoài. Tại kiến thức muôn hình muôn vẻ yêu thú về sau trên đầu sừng dài loài chim hài cốt thật sự rất tầm thường. Nhưng tung tính toán có cái này không giống người thường, song tiêu phàm cũng như trước nhận không ra, đây rốt cuộc là một loại gì chính là hình thức loài chim bay, làm tin tưởng cái này loài chim bay chủng loại. Tên cùng với hắn vì sao ở chỗ này vẫn lạc đối với dưới mắt tiêu phàm mà nói trọng yếu phi thường bởi vì tiêu phàm đã muốn cẩn thận quan sát qua quanh thân hoàn cảnh tựa hồ bậc thang đã đến cuối cùng không còn có những đường ra khác duy nhất thông đạo tự trên trời tại đỉnh đầu của bọn hắn bằng trực giác tiêu phàm đã cảm thấy hôm nay cầm vẫn lạc khẳng định cùng đỉnh đầu chính là cái kia không gian thông đạo có quan hệ nếu như hắn muốn muốn nhờ cái không gian này thông đạo rời đi thế giới dưới lòng đất lời mà nói tuyệt đối có tất yếu đối với cái này tiến hành tận khả năng xâm nhập hiểu rõ trải qua một lần không gian bão táp về sau tiêu phàm xa so những người khác càng thêm tin tưởng không gian bão táp đáng sợ trước đó lần thứ nhất bởi vì có đỉnh càn khôn hộ giá tuy hữu kinh vô hiểm nhưng vẫn là cùng tân lâm uyển thiên thiên cơ lụa mỏng đợi hồng nhan thất lạc rồi trong hỗn loạn bắt được trần dương tay hai người rất may mắn bị không gian bão táp thổi sang cùng một cái địa điểm. Chính là bởi vì như thế, tiêu phàm xem như từng thấy được không gian bão táp uy lực, cho dù có, đỉnh càn khôn, phải chăng có thể sống sót, thật đúng là muốn bằng đều tự vận khí. Cuống hồ, mỗi một cái không gian thông đạo tình hình đều tất cả không giống nhau. Tự tưởng tượng hiện lên đỉnh đầu cái không gian này thông đạo, chẳng những có khổng lồ không gian chi lực, còn có lôi điện cùng phong nhận chi lực đây cũng là cái kia không gian bão táp không sở hữu đích đơn thuần dựa vào điểm này tiêu phàm cũng hiểu được trước mắt cái không gian này thông đạo hung hiểm càng tại đã từng trải qua không gian bão táp phía trên tỉ mỉ mà đánh giá thiên cầm hài cốt một phen tiêu phàm không thu hoạch được gì hài cốt cứ như vậy lẻ loi trơ trọi mà lập ở chỗ này trừ lần đó ra không nữa những vật khác tiêu phàm cũng không chứng kiến tu tù sĩ tùy thân mang theo chữ vật vòng tay linh thú hoàn các loại Tiêu phàm suy nghĩ một chút, dưới chân độn quang cùng một chỗ, nhẹ nhàng bay lên. Hôm nay cầm hài cốt thật sự quá lớn, mỗi một đầu xương cốt, đều so cả người hắn còn thô, luôn đứng ở một vị trí, có nhiều chỗ là quan sát không đến đích, đắc đổi lại góc độ nhìn xem, có lẽ có thể có chỗ thu hoạch. Cái này một đổi góc độ, thật đúng là nhìn ra điểm danh đường đến. Tiêu phàm hai mắt tỏa sáng. Tại thiên cầm hài cốt ngược bên trái tiết thứ ba xương sườn vị trí trung tâm. Tựa hồ có chút không giống người thường mấy cái gì đó tồn tại. Thô thô xem xét cũng không có gì bất đồng. Nhưng ở Tiêu Phàm Thiên Nhãn thần thông phía dưới, lại rõ ràng chứng kiến, cái kia tiết xương sườn chính giữa, tựa hồ có một quả nho nhỏ hạt châu vây quanh trong đó. Cái này hạt châu rất nhỏ, bất quá lớn bằng ngón cái, nhan sắc cùng hài cốt nhan sắc giống như đúc, cũng là màu trắng bạch đích, vây quanh tại xương sườn bên trong, kín kẽ. Không chỉ nói phổ người bình thường coi như là giống nhau tu chân chi sĩ, không có tu luyện hôm khác ánh mắt thông, cũng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự nhìn không ra, rất dễ dàng tự bỏ lỡ. Tiêu phàm nhưng lại không tùy tiện hành động. Hắn không thể xác định, cái khỏa hạt châu này đến cùng phải hay không thật sự không giống người thường, có lẽ chỉ là tự nhiên hình thành nào đó hiện tượng đâu này. Cỗ hài cốt này ở chỗ này tồn tại tại lâu như thế, phát sinh một ít dị biến cũng rất bình thường. Tiêu phàm vây quanh hài cốt từ trên xuống dưới, tà tà hữu hữu tiền tiền hậu hậu phản nhiều lần phục xem qua rốt cục xác định cái kia khỏa tiểu viên châu là duy nhất dị thường dụng thần niệm đảo qua đi giống như châu đất xuống biển không hề tin tức trầm ngâm một lát tiêu phàm rốt cục chậm rãi tới gần cái kia xương sườn vươn tay hướng cái kia khỏa tiểu viên châu tìm kiếm cùng lúc đó tay trái niết quyết hạo nhiên chính khí lưu chuyển toàn thân bảo vệ kỳ kinh bát mạch cùng bi đất khí hải đợi bộ vị yếu hại tuy nhiên nhận thức không xuất ra đây là một loại cái gì loài chim bay, nhưng này trùng trồng, hồng hoang tang thương khí tức, luôn làm người tâm kinh nhục khiêu, run rẩy sợ hãi. Tiêu phàm cẩn thận từng ly từng tí mà đem cái kia khỏa viên châu lấy đi ra. Theo mặt ngoài xem, đây là một khỏa cốt châu, chính là dùng thiên cầm thân mình hài cốt luyện hóa mà thành, ngoài ra không có gì dị thường. Tiêu phàm hai mắt khép hờ, bắt đầu dùng thần niệm chi lực cẩn thận điều tra cốt châu bên trong hắc lân đỉnh đầu huyễn hóa ra đến đầy đặn thiếu nữ dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa chừng lớn lục oánh oánh hai mắt một mực nhìn thẳng tiêu phàm cùng cái kia khỏa hạt châu nháy cũng không nháy xuống liền vào lúc này dị biến nảy sinh màu trắng cốt trâu trong khoảnh khắc biến thành đen kịt nhan sắc một cổ cực kỳ thâm thúy lực lượng từ đó phún dũng ra một mực chăm chú nhìn cốt châu hắc lân toàn thân bộ lông mãnh liệt bị dựng lên chỉ cảm thấy ngay thần hồn của mình đều bị này cổ thâm thúy lực lượng dung chuyển rồi trong khoảng thời gian ngắn, có chút đánh mất ý thức tự chủ, trong đầu trống rỗng. Nàng cũng không trực tiếp tiếp xúc cốt châu, đều đã có mãnh liệt như vậy không khỏe cảm giác, tiêu phàm đứng mũi chịu sao, lại càng tránh cũng không thể tránh. Bỗng nhiên ở phía trong, tiêu phàm cảm thấy chính mình thần trong thức hải bỗng nhiên nhiều hơn một ít gì đó, không hề dấu hiệu, nói đến là đến, tựa hồ có mặt khác thần thức cưỡng ép hát yêu ta ép xông vào hắn thần trong thức hải. May mà tiêu phàm phản ứng thần tốc, một chút chố mắt, lập tức liền phục hồi tinh thần lại không khỏi sắc mặt đại biến lên tiếng kinh hô đoạt xá cái này cốt trâu bên trong vậy mà cất giấu một cái nguyên thần hơn nữa trực tiếp tiến nhập trong cơ thể của hắn đối với hắn tiến hành đoạt xá cũng may tiêu phàm tại dùng thần niệm chi lực cưỡng F ta ép điều tra cái này cốt trâu thời điểm sớm đã ngồi chuẩn bị hạo nhiên chính khí trọng điểm bảo vệ thần thức hải đúng vậy ỉ lại cái này mới không có bị người lập tức đoạt xá riêng lấy thần hồn cảnh giới mà nói, cái này bỗng nhiên muốn đoạt bỏ nguyên thần, so hắn chính mình nguyên thần cảnh giới muốn cao hơn nhiều rồi, lúc này mới có thể không hề báo động trước thoáng cái liền trực tiếp xâm nhập tiêu phàm thần trong thức hải. Nhưng là sau một khắc, tự bị hạo nhiên chính khí mãnh liệt ngăn chặn, nguyên thần xâm nhập tốc độ, lập tức trở nên vô cùng chậm rãi. Tung tính toán như thế, tình hình như trước hiểm ác vô cùng. Tốc độ lại chậm, cũng không có đình chỉ xuống, nếu như không có mặt khác giải cứu kế sách, sớm muộn có lẽ hay là sẽ bị cái này từ bên ngoài đến nguyên thần hoàn toàn xâm chiếm thần thức hải, thuận lợi hoàn thành đoạt xã. Hắc lân là bổn mạng linh sủng, cùng tiêu phàm tâm thần tương thông, lập tức liền phát giác được không đúng, phẫn nộ mà, mèo ô, một tiếng, thần niệm chi lực tìm tỏi ra, muốn xông vào tiêu phàm thần thức hải trợ chiến. Hắc lân không cần phải, nhanh lui về. Tiêu phàm mồ hôi lạnh bá tự ra rồi. Cái này nguyên thần cảnh giới thật sự so với hắn cao đến quá nhiều, nếu không phải dựa vào hạo nhiên chính khí tương trợ, hắn cơ hồ không hề chống cự chi lực, trong nháy mắt cũng sẽ bị đoạt xá thành công. Hắc lân cũng không có tu luyện hạo nhiên chính khí, đây không phải đưa hàng đến tham sao. Cũng may cái kia đạo nguyên đức chúa trời dường như đối với Hắc lân không có gì hứng thú, chỉ là chuyên chú mà nghĩ muốn phá vỡ hạo nhiên chính khí chống cự, xâm chiếm hắn thần thức hải. Hắc lân cả kinh, thần niệm chi lực bỗng nhiên tự lui trở về. Tiêu phàm hai đấm nắm chặt, hàm răng cắn đắc khanh khách rung động, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, đang tại kiệt lực chống cự lấy nguyên thần xâm nhập, trong khoảng khắc mồ hôi lạnh liền ướt đẫm trọng y. Hắc Lân nhanh chóng cơ hồ muốn nổi điên rồi, vây quanh Tiêu Phàm gọi tới gọi lui, nhưng lại không có biện pháp nào. Phát sinh ở thần trong thức hải giao chiến, giống nhau thủ đoạn lại ở đâu mà vượt bề bộn. Hiển nhiên Tiêu Phàm hai đấm càng nắm càng chặt, sắc mặt trong chốc lát tái nhợt trong chốc lát đỏ bừng, không ngừng biến ảo, tựa hồ càng ngày càng khó dùng chống cự nguyên thần xâm nhập, bên hông linh thú hoàn bỗng nhiên vừa động, oán linh tự động chui ra. Ngay tại oán linh theo linh thú hoàn ở phía trong bắn ra chi tế, đang tại cùng hạo nhiên chính khí dây dưa không rõ chính là cái kia nguyên thần, mãnh liệt theo tiêu phàm thần trong thức hải lui ra ngoài, bỗng nhiên trên không trung nguyễn biến ra một đầu hơn một xích cao chim đại bàng hư ảnh. Mặc dù chỉ là một cái hư ảnh, nhưng lại rõ ràng dị thường, bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt cao nhìn thẳng đỉnh đầu ba thước hải đồng quỷ linh, khơi khoảnh, theo chim đại bàng hư ảnh trong miệng nhổ ra hai chữ đến, lộ ra thập phần kinh ngạc ý. Oán linh, mị mị, mà một hồi kêu to, lộ ra hưng phấn khó nhịn chi tình, thực sự ẩn cất giấu một tia sợ hãi, phảng phất đối với cái này chim đại bàng hư ảnh có chút khẩn trương. Dùng oán linh chuyên khắc các loại âm hồn lễ phách thiên phú thần thông, thậm chí còn thôn phệ qua nguyên anh trung kỳ tu sĩ linh thân thể, rõ ràng đối với chim đại bàng hư ảnh lòng mang sợ hãi, có thể thấy được cái này nguyên thần cùng bậc là cao bậc nào. Tiêu phàm hoàn toàn không có biện pháp phán đoán cái này nguyên thần khi còn sống cảnh giới. Biển chim cú vọ tiền bối, ta hảo tâm thả ngươi đi ra, ngươi vì sao muốn muốn hại ta. Tiêu phàm rốt cuộc thoát khỏi cái này nguyên thần dây dưa, lược thở dốc một hơi, liền là quát, ngữ khí lạnh như băng. Thật sự vừa rồi tình hình quá mức hiểm ác, nếu không phải oán linh bỗng nhiên hiện thân, kinh sợ thối lui cái này nguyên thần, chỉ sợ hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có một cụ mặc người điều khiển thể xác liễu tương đương cũng khó trách trước sau như một hàm dưỡng thật tốt tao nhã tiêu phàm đầy bụng nổi giận ngược lại trải qua vừa rồi ngắn ngủi đoạt xá dung hợp tiêu phàm thần trong thức hải nhiều hơn không ít mấy cái gì đó đều cũng có quan này đầu thiên cầm trí nhớ ít nhất tiêu phàm biết rồi này đầu thiên cầm danh sưng biển chim cú vọ hắc hắc tiểu tử biệt đừng đem mình nói được tốt như vậy cái gì gọi là hảo tâm thả ta đi ra Ta lại chưa từng bị giam lại, dùng lấy ngươi tới phóng sao. Ngươi chẳng qua là hiếu kỳ, muốn điều tra thoáng một tí tình hình của ta mà thôi. Ta ở chỗ này trọn vẹn đợi năm sáu vạn năm, thật vất vả mới đợi cho có một số người lại tới đây. Ta không đoạt ngươi bỏ, đoạt ai hay sao. Chim đại bàng hư ảnh hư lạnh một tiếng, khinh thường nói. Chỉ có điều lão phu rốt cuộc không nghĩ tới, đợi nhiều năm như vậy, rõ ràng lại đợi cho một người tu luyện hảo nhiên chính khí ra hỏa. Phi! cũng coi như lão phu xui. Tiểu tử, người cùng vô cực thiên tôn xưng hô như thế nào? chương 930, Ngân Xí Đại Bằng Chim Đại Bằng hư ảnh những lời này, mạnh mẽ lại để cho tiêu phàm lắp bắp kinh hãi. Vô cực thiên tôn, nghe cái này chim Đại Bằng ý trong lời nói, hắn vậy mà giống như thực cùng vô cực thiên tôn đã từng quen biết. Bất quá ngẫm lại trận đại chiến kia phát sinh ở vài ngàn năm trước kia, vô cực thiên tôn nếu như là tại thoi ma giới đắc đạo, thật là có có thể cùng cái này chim đại bàng có chút cùng xuất hiện. Lập tức cung kính nói, vô cực thiên tôn chính là ta vô cực môn khai phái tổ sư. Cái này là được rồi, nguyên lai người thật sự là vô cực thiên tôn đồ tử đồ tôn, khó trách cũng tu luyện hạo nhiên chính khí, còn giống như rất thuần khiết bộ dạng. Chim đại bàng hư ảnh ngữ khí rất là buồn nản. Hắn muốn đoạt xá, kết quả đụng phải một cái có thể bảo vệ cha thần thức hải gia hỏa, vài ngàn năm chờ đợi, vài ngàn năm hy vọng, cứ như vậy rơi vào khoảng không, muốn nói không phiền muộn, tuyệt đối là giả dối. Tiền bối, làm sao người hội vây hãm ở chỗ này? Tiêu Phàm rất cẩn thận mà hỏi thăm. Tuy nhiên hắn đã muốn theo chim đại bàng thần niệm bên trong thoảng qua biết được một ít chân tướng, nhưng quá mức rời ra phá toái, trong khoảng thời gian ngắn, rất khó hoàn toàn quán thông. Hơn nữa cái này chim đại bàng nguyên thần cảnh giới cao như thế, hắn cũng xác thực trong nội tâm lật lật, tung tính toán cọ oán linh tương trợ cũng tuyệt không thủ thắng nắm chắc mà lại cùng cái này lão yêu quái bắt chuyện một phen, nhìn xem có hay không những thứ khác giải quyết chi đạo nói sau. Hừ, lão phu hội vây ở chỗ này, còn không phải bái vô cực thiên tôn tên hỗn đản kia ban tặng. Các ngươi vô cực môn gia hỏa, cả đám đều đáng chết. Ai ngờ không đề cập tới cái này mảnh vụn gốc khá tốt, một nhắc tới, chim đại bàng hư ảnh liền là giận tím mặt, gầm hét lên. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, phải tay khẽ vẫy liền là câu thông đỉnh đầu lôi quang tháp hồ quang điện lòe lòe cái này chim đại bàng hư ảnh cứ việc chỉ là một chiếc cụ linh thân thể cảm ứng lại cực kỳ nhạy cảm lập tức trên lên ngẩng đầu kinh ngạc nói ra thông huyền linh bảo điều này sao có thể tu vi của ngươi thấp như vậy xuống tiêu phàm lại là cả kinh đây đã là người thứ hai nói lôi quang tháp là thông huyền linh bảo liễu tương đương hơn nữa đều đều là vài ngàn năm trước đại năng người ngân cầu vòng tiên tử kiếp trước bản tôn, tiêu phàm suy đoán, hẳn là ngộ linh kỳ cấp tột cùng tu sĩ. Trước mắt cái này biển chim cú vọ, tiêu phàm cứ việc vô pháp biết được hắn chuẩn xác cảnh giới, nhưng vài ngàn năm trước có thể trở thành vô cực thiên tôn đối thủ, nghĩ đến cũng tuyệt không phải ngộ linh kỳ trở xuống tu sĩ. Nếu như chỉ có ngân cầu vòng tiên tử một người nói như vậy, tiêu phàm còn bán tín bán nghi, hôm nay chim đại bàng hư ảnh cũng là mới mở miệng cứ như vậy nói, Xem ra lôi quang tháp thật sự có có thể là trong truyền thuyết thông huyền linh bảo. Chim đại bàng hư ảnh nữ khí lập tức tự trở nên bình tĩnh trở lại, cười lạnh nói: "Tiểu tử, ta không biết bằng ngươi thấp như vậy ở dưới tu vi, rốt cuộc là như thế nào đem ra sử dụng thông huyền linh bảo đích. Nhưng ta có thể khẳng định mà nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất là chứa lộn xộn. Chỉ cần ngươi đem thông huyền linh bảo co lại đi, lập tức tự xong đời. Không gian thông đạo lợi hại, ngươi khẳng định đã sớm đã lĩnh giáo rồi a." À tiêu phàm hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhăn bắt đầu đứng dậy, hắn biết rõ cái này chim đại bàng hư ảnh nói rất đúng nói thật. Như ý lôi quang tháp cùng đỉnh càn khôn hai bảo phối hợp, mới có thể năng lực tại không gian thông đạo trọng áp phía dưới, khởi động như vậy một mảnh an ổn tiểu không gian, chỉ cần rút đi trong đó đồng dạng, không gian chi lực lập tức liền chân áp mà xuống. Cái loại này thái sơn áp đỉnh cảm giác, tiêu phàm thật đúng là không muốn nếm thử một lần nữa. Tiểu tử, chúng ta làm giao dịch như thế nào? đang tại tiêu phàm do dự thời điểm, chim đại bàng hư ảnh nói ra, vừa nói liền ngẩng đầu nhìn giữa không trung nhìn chằm chằm oán linh liếc. Từ chim đại bàng hư ảnh vừa hiện thân, oán linh vẫn lơ lửng tại giữa không trung, cũng không chủ động ra tay, đối với nhìn thấy bất luận cái gì quỷ vật linh thân thể đều hưng phấn không thôi oán linh mà nói, loại tình hình này thật sự phi thường hiếm thấy. Tiêu phàm lạnh nhạt hỏi, tiền bối muốn đánh nhau oán linh chủ ý. Hắc hắc, tiểu hữu không cần phải đem bà lời nói được khó nghe như vậy. Người tình cảnh hiện tại cũng rất không lạc quan a. À? ta vừa rồi tại người thần trong thức hải, nhưng là giải không ít. Người cùng ta đồng dạng, đều bị vây ở chỗ này liễu tương đương. Ngoại trừ nghĩ biện pháp theo không gian trong thông đạo rời đi, không có đường khác có thể đi. Bởi như vậy, nếu như không theo ta hợp tác, người cảm thấy bằng người năng lực của mình, có thể đi được không? Chim đại bàng hư ảnh ngữ khi biến đổi, ung dung nói, đối với tiêu phàm xưng hô cũng đổi thành tiểu hữu nói như vậy tiền bối có năng lực lúc này rời đi thôi rồi tiêu phàm lại ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu không gian thông đạo liếc mang theo vài phần chiêu tức nói cũng khó trách hắn không tin nếu như cái này biển chim cú võ thực có biện pháp rời đi năm đó sớm đã đi như thế nào lại vẫn lạc tại lần này chim đại bàng hư ảnh nói ra ta biết rõ ngươi trong lòng còn có nghi kỵ năm đó nếu không bị vô cực thiên tôn làm bị thương bổn nguyên, lão tử đã sớm rời đi địa phương quỷ quái này đi về nhà. Bất quá ta có thể nói cho người biết, vài ngàn năm đến, Duy vừa tiến vào qua cái không gian này thông đạo đích, chính là lão phu, tại không có người thứ hai giống như ta vậy hiểu rõ không gian trong thông đạo tình hình. Tiểu Hữu người nên biết lão phu bản thể là cái gì thiên cầm đi à nha. Tiêu phàm hơi điểm nghi ngờ nói nói, tiền bối bản thể, tựa hồ là biển chim cú vỏ, xin thứ cho tại hạ cô lậu quả văn xác thực không đại minh bạch cái này biển chim cú vọ là một loại gì chính là hình thức thiên cầm tại hạ trước đây cũng không tại trên điển tịch nhìn thấy có quan hệ biển chim cú vọ ghi lại chim đại bàng hư ảnh khinh thường nói đó là bởi vì ngươi tu vi quá thấp quá cô lậu quả văn biển chim cú vọ ngươi không có nghe nói qua cái kia ngân xí đại bằng ngươi nghe nói qua chưa ngân xí đại bằng tiêu phàm lúc này thật sự kinh hãi tiền bối bản thể chính là ngân sĩ đại bằng. Đúng vậy a, à, cái này có cái gì tốt kinh ngạc đích. Ngân sĩ đại bằng chính là biển chim cú vọ, vô tận biển cả bá chủ. Chim đại bằng hư ảnh nhàn nhạt, nhạt nói ra, ngữ khí ngạo nghễ. Ngân sĩ đại bằng là các ngươi thoi ma giới xưng hô, biển chim cú vọ là thất dạ giới xưng hô. Tiêu phàm hít một hơi thật sâu. Ngân sĩ đại bằng, hắn đương nhiên nghe nói qua. Đây là một loại ngu dân dân chúng lấy ra cùng kim sĩ đại bằng điều đánh đồng thượng cổ hung cầm, bình thường sinh hoạt tại vô biên vô hạn trong biển rộng. Nghe nói chỉ cần có người nhìn thấy ngân sĩ đại bằng, lập tức sẽ vận rủi vào đầu. Nếu như ngân sĩ đại bằng ra hiện trên đất bằng, thì phải là vong quốc diệt chủng dấu hiệu. Đương nhiên, đây chỉ là phàm tục dân chúng lời nói vô căn cứ. Biển chim cú vọ cố nhiên là thượng cổ hung cầm, hải dương bá chủ, nhưng cùng kim sĩ đại bằng loại này trời sinh thánh linh, có lẽ hay là không thể so sánh nổi. Tung tính toán tại trời sinh thánh linh bên trong, kim sĩ sí đại bằng cũng bài danh cực cao, thực tế tại thiên cầm loại thánh linh bên trong, kim sĩ sí đại bằng cơ hồ là có thể cùng thiên phượng đánh đồng siêu cấp lớn có thể, bài danh càng tại ngân rực lôi bằng phía trên. Ngân sĩ sí đại bằng thì là hạ đẳng giới diện cũng có thể sinh tồn một loại hung cầm, nghe nói có chứa ngân rực lôi bằng bộ phận huyết mạch, tinh thông phong độn thuật, Khó trách tiêu phàm có thể theo cực lớn hài cốt phía trên cảm ứng được cảm giác thân thiết. Ngân Sĩ Đại Bằng vốn là cùng với ngân dực lôi bằng có ngàn vạn lần liên quan. Tuy nhiên ngân Sĩ Đại Bằng không coi là là trời sinh thánh linh, nhưng lại có cực kỳ nồng hậu dày đặc thánh linh huyết mạch, sau trưởng thành ngân Sĩ Đại Bằng, cơ hồ đều không ngoại lệ có lấy ngộ linh kỳ cảnh giới. Đối với thoi ma giới trung thổ giới như vậy hạ đẳng giới diện mà nói, ngộ linh kỳ là các tu sĩ có thể đạt tới cảnh giới cao nhất liễu tương đương nói cách khác bất luận cái gì một đầu ngân xí đại bằng sau trưởng thành đều đều có thể nói là cái này thế giới trí cao vô thượng bá chủ nói ngân xí đại bằng là hạ đẳng giới diện trời sinh thánh linh cũng không đủ khó trách cái này biển chim cú vọ năm đó có thể trực tiếp cùng vô cực thiên tôn giao thủ quả nhiên có như vậy tư cách về phần diệt sát ngân dược lôi bằng hẳn là vô cực thiên tôn phi thăng huyền linh thượng giới về sau mới chuyện đã xảy ra tất cả những này trí bảo Đều niêm phong cất vào kho tại trong tàng bảo các, tiêu phàm lấy ra chúng trình tự, ngược lại cùng vô cực thiên tôn năm đó tồn tại bỏ vào trình tự hào không thể làm chung. Tung tính toán tiền bối bản thể là ngân sĩ đại bằng, tinh thông phong độn thuật, nhưng cái này không gian trong thông đạo, không chỉ có riêng chỉ có phong lực. Khơi khoảnh, tiêu phàm mới bình tĩnh trở lại, từ từ nói ra. Người tùy tiện xông vào, không vẫn lạc mới là lạ. Ngộ linh kỳ cố nhiên là cái này thế giới cảnh giới cao nhất cũng xa xa không đủ để cùng không gian chi lực đối kháng. Huống chi còn có lôi điện chi lực. Ngân sĩ đại bằng ung dung nói ra, cho nên nói, chúng ta phải hợp tác. Người cái này hai kiện bảo vật, một kiện có thể đối với kháng lôi điện chi lực, một kiện có thể đối với kháng không gian chi lực, hơn nữa ta có thể thiện gia tăng vận dụng phong lực. Chúng ta hợp tác lời mà nói chẳng phải là có rất lớn nắm chắc, lúc này rời đi thôi. Tiêu phàm không khỏi trong nội tâm vừa động, bất quá lập tức liền tỉnh ngộ lại, lạnh nhạt nói ra tiền bối là đến từ thất dạ giới A. Người cảm thấy tại hạ hội nguyện ý đi theo tiền bối cùng đi thất dạ giới sao? Cái này thế giới dưới lòng đất tuy hung hiểm vạn đoan, tốt xấu hay là đang thoi ma giới trên địa bàn, dùng nhân loại tu sĩ làm chủ. Thất dạ giới nhưng lại dùng quỷ đạo ma tu làm chủ đích, biển chim cú vọ là thất dạ giới biển cả bá chủ, tiêu phàm thực cùng hắn đi thất dạ giới, đó mới là tự hành muốn chết chim đại bàng hư ảnh kinh ngạc nói ra, ai nói với người cái không gian này thông đạo là đi thông thất giả giới rồi. Cái này phong ấn đại trận, là năm đó các ngươi thoi ma giới thượng cổ tu sĩ bố trí xuống nick, cái này không gian thông đạo theo chỗ rất xa đem linh lực cuồn cuộn không dứt mà dẫn tới, duy trì lấy phong ấn đại trận vận chuyển. Những kia thượng cổ tu sĩ, sao có thể có thể đem không gian thông đạo ngọn nguồn thiết trí tại thất dạ giới? Người cảm thấy người tổ sư ra, có thể như vậy không có đầu óc sao? như thế cùng tiêu phàm lúc trước phỏng đoán giống như đúc. Bất quá đây là biển chim cú vọ nói, có độ tin cậy rốt cuộc cao bao nhiêu, cái kia cũng rất khó nói. Làm sao biết hắn không phải tại lừa dối tiêu phàm? Tiểu Hữu người không ngại suy nghĩ thật kỹ, cái này không gian thông đạo ngọn nguồn, có thể liên tục không ngừng mà cung cấp đại lượng tinh thuần linh lực, vài ngàn năm không dứt có thể muốn gặp, bên kia hẳn là một chỗ cực phẩm linh mạch. Người nếu đi nơi nào, dựa vào thiên tư của ngươi, không chỉ nói trong thời gian ngắn đột phá nguyên anh kỳ bình cảnh tuyệt không vấn đề. Chỉ cần có lão nhân ra ta chỉ điểm, cho dù ngày sau tiến giai đến ngộ linh kỳ, trở thành thế giới trí cao vô thượng chúa tể, cũng là có nhiều khả năng. Biển chim cú vọ không để ý tới hội tiêu phàm nghi kỳ, phối hợp nói ra, vì tiêu phàm miêu tả ra một bức mỹ hảo bản kế hoạch. Nhưng ngươi nếu ở tại chỗ này lời mà nói, kết cục như thế nào, nên vậy không cần ta nói a à. Tại đây đang đứng ở phong ấn đại trận trọng yếu nhất chỗ tung coi như ngươi là nhân loại tu sĩ, cũng đồng dạng sẽ phải chịu nghiêm khắc áp chế. Ngươi cái này hai kiện bảo vật tuy khó lường, cũng khó có thể vô hưu vô chỉ mà cho ngươi cung cấp bình chướng. Một khi bảo vật uy năng hao hết, hội có đủ loại dạng kết cục. Chim đại bàng hư ảnh nhìn thẳng tiêu phàm, nói từng chữ từng câu. Tiền bối rốt cuộc muốn muốn như thế nào hợp tác, trước nói nghe một chút ra. Tiêu phàm lại bình tĩnh như trước, nhàn nhạt nói audio điện tử võ tấn bền